Hoàng Hy Bình, đủ rồi. Tiếng la yêu kiều của Mộng Hương từ bên cạnh Mỹ Hạnh Tử vang lên, thân thể mềm mại của Mỹ Hạnh Tử được Mộng Hương kịp thời kéo ra phía sau, nhưng Hy Bình tả chảo đột nhiên vươn ra, cầm lấy cánh tay phải của Mộng Hương. Hy Bình, không được. Bão Nguyệt kinh hãi la lên. Hy Bình thực tế không thể nghe thấy gì, hữu quyền nhằm thẳng vào mặt Mộng Hương đánh tới. Toàn trường nín thở, tiếp đó. Bình một tiếng, tường vỡ người bay, thân thể to lớn của Hy Bình văng vào bàn ghế trong phòng, đồ vật trong phòng đều bị vỡ nát. Mộng Hương theo sau, Hy Bình không kịp đứng dậy, kiếm của Mộng Hương đã đâm tới ngực hắn. Hắn buồn bực rên một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn mũi kiếm đâm ngập vào ngực mình. Hắn có thể cảm thấy nó, thanh kiếm, gần như đâm tới tim hắn. Mộng Hương đổi lại đại kinh, kiếm của nàng, một chút nữa là xuyên qua sau ngực Hy Bình, nhưng chỉ đâm vào một chút nữa cũng không thể. Khi kiếm của nàng đâm vào cơ nhục của Hy Bình, khoảnh khắc đó, nàng cảm thất một phản lực cường đại vô bỉ. Tên vô lại này, cương khí trong cơ thể không ngờ cường đại như thế. Mộng Hương không do dự, rút kiếm ra, lập tức máu phun ra, kiếm của nàng chém đến chỗ khác trên thân của Hy Bình, nhưng nàng bất ngờ phát hiện, máu tươi từ ngực phun ra lúc đầu, đã nhanh chóng ngừng lại, các vết thương khác trên thân thể Hy Bình cũng vậy, có tốc độ cầm máu kinh nhân. Kiếm của nàng vô tình chém xuống người Hy Bình không ngừng kêu lên đau đớn, vết thương trên cơ thể không ngừng tăng lên. Hắn làm sao có thể tưởng Mộng Hương lại tàn nhẫn đến thế, hắn vừa mới ôm nàng lúc trước, lúc này nàng lại muốn đưa hắn vào tử địa. Kiếm vô tình, thương mãn thân, kiếm vô tình, toàn thân thương. Mộng Hương trong lúc cực kỳ phẫn nộ, không quan tâm đến sinh tử của Hy Bình. Nàng có định kiến với Hy Bình, nàng đầu tiên biết tư vị bị nam nhân chạm vào, rồi bị nam nhân mà nàng không thích ôm chặt trước đám đông người, bất lịch sự, nàng làm sao có thể tính toán rõ ràng. Bão Nguyệt bị hắn giành được, đã làm cho nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu, Bão Nguyệt cùng nàng là tỉ muội lớn cùng nhau từ bé, Mộng Hương làm sao đoán được Bão Nguyệt lại yêu tên nam nhân vô sỉ này, chẳng lẽ Bão Nguyệt không nhớ rằng hắn ba lần bốn lượt quấy rối? Chẳng lẽ Bão Nguyệt thích sự quấy rối của hắn? Nhưng nàng, Mộng Hương, tuyệt đối không thích, cũng tuyệt đối không cho phép nam nhân nào khinh bạc. Từ nhỏ đến lớn, thân thể mềm mại trong trắng của nàng chưa từng bị nam nhân nào chạm vào. Nàng không thích nam nhân ghê tởm như lãnh như băng, trong tư tưởng của nàng, thân thể thuần khiết cao quý vô tỷ của nàng tuyệt đối không cho lũ xú nam nhân đó chút tiện nghi nào, nàng có thể cùng nam nhân tâm tình, tuy nhiên, nàng không cho phép nam nhân nào tiếp xúc. Nàng từ bé hình thành tư tưởng này, do trên Minh Nguyệt Phong chỉ có nữ nhân, nên loại tư tưởng này của nàng thành lập có thể tồn tại lâu dài, cũng theo nàng bước vào giang hồ cũng là lúc vào vòng tranh đấu, trên đường, nàng gặp rất nhiều nam nhân. Nàng minh bạch rằng sống trên đời, không gặp nam nhân là điều không thể, trừ phi nam nhân trên đời này chết hết đi, thì mới có khả năng. Nàng lúc 10 tuổi, Bão Nguyệt mới có 9 tuổi, Mộng Tình qua lễ trưởng thành của môn phái để có thể xuất giá, cũng có thể phân khai, hai câu chuyện một lời nói, đã khiến giữa hai cô gái hình thành một lời hứa. Có lẽ đó chỉ là câu nói đùa vô tri lúc bé, nhưng vô luận là Mộng Hương hay Bão Nguyệt, đó là một ký ức không thể nào quên. Đúng. Lời hứa nếu không tính toán gì, như vậy, tình tỉ muội từ nhỏ đến lớn giữa nàng và Bão Nguyệt làm sao có thể tính toán được. Sau khi nàng một mình xét đoán dần dần hình thành lên một tư tưởng cực đoan, đó là chủ trương thích hợp với Minh Nguyệt Phong. Minh Nguyệt Phong nữ đồ, nhiều người có thể xem là người thanh tâm để tóc tu hành, lớn lên trong hoàn cảnh như thế nàng và Bão Nguyệt không thể không bị ảnh hưởng, không ngờ Bão Nguyệt lại bị tên vô lại đó phá vỡ sự thanh tĩnh trong tâm, đó là điều mà nàng không mong đến. Nàng tịnh không hối hận về lời hứa đó, chỉ là nam nhân mà Bão Nguyệt trung tình, lại không ngờ là một tên vô lại vô dụng, bảo làm sao nàng có thể chấp nhận được. Nàng cầm kiếm đâm tới nam nhân nằm trên mặt đất, cắt, chém, Hy Bình không ngờ không phản kháng, chỉ là mỗi nhát kiếm chém vào người hắn, hắn kêu đau một tiếng, quang mang trong hai mắt dần dần tăng cường, trong mắt xuất hiện vẻ ma mị kinh điển. Mộng Hương đối mắt với hắn, trong tâm chợt sợ hãi, kiếm trong tay nhắm mắt hắn đâm tới. Đầu Hy Bình lệch sang một bên, hữu thủ chụp tới chiếc ghế bên cạnh chặt lấy một đoạn mộc côn đánh tới trường kiếm của Mộng Hương. Mộng Hương nhất thời sơ suất, kiếm trong tay bị Hy Bình dùng mộc côn đánh bay. Khi nàng tỉnh ngộ, Hy Bình với tốc độ mà nàng không thể tưởng tượng nổi phi thân bay lên, lập tức rơi xuống chỗ nàng đang đứng. Nàng biết rằng, lúc này không thể lại đánh để thoát nữa. Nàng biết man lực của Hy Bình, nhưng không biết người này vào lúc cuối cùng lại có tốc độ như vậy.
tên nam nhân này bị nàng một chưởng đánh bay vào phòng, sau đó đập vào một bức tường dày mà không ngờ an nhiên vô dạng. Nàng đầu tiên không khinh thị hắn, chỉ là biểu hiện không tốt lúc đầu của hắn, làm cho nàng nghĩ rằng hắn căn bản không thể phản kích, trừ khi nàng bị hắn bắt được, còn không hắn không đủ để nàng sợ. Tuy nhiên, lúc này, nhìn nam nhân này không đơn giản như bề ngoài, sau khi đập vào một bức tường dày, cũng trúng vô số vết thương do kiếm nhưng vẫn vô sự. Nếu như một người bình thường mà trúng một chưởng phẫn nộ của nàng, 10 mạng cũng không đủ, nhưng hắn vẫn sống. Nàng xuất kiếm dùng tới 5 thành công lực, nhưng bao nhiêu có thể đâm vào trong thân thể hắn, chẳng lẽ hắn có thân thể kim cương bất hoại? Trong Giá Long Thành, người chân chính tu luyện kim cương chi thân chỉ có Lạc Kim, tên vô lại này làm sao có khả năng? Làm sao nàng có thể biết được, Hy Bình từng ăn được nội đan của Hỏa Vân Sư Hổ, Hỏa Vân Sư Hổ là một cực độ dương cương chi vật. Da của nó đao kiếm bình thường vô cùng khó làm rách. Lúc tại Lang Đạo, hắn bức ép tiềm năng phát xuất ra ngoài, tính năng của nội đan đó cũng theo huyết dịch của hắn mà kích phát ra ngoài, thêm nữa hắn bản thân tu luyện, thiên địa tâm kinh, mặc dù chỉ làm cho hắn có lực công kích cực cường, nhưng đối với các bộ phận khác trên toàn thân cũng tạo lên một khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Lúc này thiên dương địa âm chi khí tùy thời tự động lưu chuyển toàn thân, mặc dù không hoàn toàn tất cả các công kích lực, nhưng những cái còn lại chỉ làm hắn bị thương nhẹ, trừ khi gặp Mộng Hương là biệt cấp cao thủ. Còn không toàn thân hắn không thể phá, giống như lúc đầu Độc Cô Tuyết kiếm cụt dương căn, đối với người khác mà nói, dương căn là bộ phận yếu nhất, nhưng đối với người luyện thiên địa tâm kinh như Hy Bình mà nói, bộ phận đó chính là bộ phận mạnh nhất, he he, ta cũng phải luyện mới đờ si mũ mũ. Ai, tạo vật lộng nhân. Lúc này, mà tính của Hy Bình bị kích phát, bởi do Mộng Hương dễ dàng đánh ngã Hy Bình. Nhưng không đánh vào tim của Hy Bình, tạp loạn vô chương nhằm vào người Hy Bình xuất kiếm, không ngờ bị Hy Bình nắm lấy cơ hội phản kích, và phản kích thành công. Nàng hối hận vô cùng, chỉ có thể để Hy Bình đè trên mặt đất, cặp mắt như mộng sợ hãi nhìn chằm chằm vào Hy Bình đang trăm phần tà tính. Trên người nam nhân này, thời khắc này, làm nàng cảm thấy tim run lên. Hy Bình cười nói, nàng đánh mất thời cơ tốt nhất rồi, vô cùng đáng tiếc, lúc này ta sẽ không tùy tiện thả nàng ra được. Muốn giết thì giết, đừng nói lời thừa. Thanh âm của Mộng Hương vẫn rất dễ nghe. Hy Bình nói, nếu như nàng đồng ý ta cùng Bão Nguyệt, ta sẽ thả nàng. Mộng Hương tức giận nói, đừng hòng. Hy Bình cười tà ác, tin hay không ta bây giờ cưỡng đoạt nàng. Hoàng Hy Bình, người chết chắc rồi. Cùng với tiếng hét của Mộng Hương, tay nàng cầm thanh côn gãy cường mãnh đánh tới đỉnh đầu Hy Bình. Oanh! Bình! Lúc Mộng Hương tay cầm thanh côn gãy đánh tới đầu Hy Bình, lôi thanh kinh hưởng, y phục rách tung, côn gãy lại gãy, đầu Hy Bình vẫn hoàn hảo vô tổn, nàng không dám tin nhìn chằm chằm vào Hy Bình, trong mắt không có chỉ sự kinh ngạc, mà còn một sự khủng hoảng không nói ra được. Hy Bình trong song nhãn ma quang đột cường, hữu thủ vung quyền, cùng với quyền phong nóng bỏng hướng ngay mặt Mộng Hương đánh thẳng tới, bản năng của Mộng Hương địa thiên đầu, quyền phong cường thế thổi bay khăn che mặt của nàng. Quyền đầu đột nhiên dừng lại không hạ xuống. Mộng Hương phơi bày ra gương mặt thật, ngước nhìn thần thái cổ quái của Hy Bình, lúc này, nàng mới biết khăn che mặt đã bị bay mất. Quyền đầu của Hy Bình tựa hồ sát với làn da trắng trẻo tinh khiết của gương mặt Mộng Hương, hắn nhìn gương mặt của Mộng Hương thanh mỹ phảng phất như cao sơn tuyết nguyệt, trong các nữ nhân hắn từng nhìn thấy, chỉ nói về độ mỹ lệ của gương mặt, có lẽ chỉ có Thủy Khiết cùng với Ngọc Xà Môn thiếu nữ là có thể đẹp bằng với Mộng Hương. Nhưng không phải vẻ mỹ lệ của Mộng Hương làm hắn chấn động, mà là sắc thái mơ mộng huyễn hoặc trong đôi mắt cùng với toàn bộ khuôn mặt làm cho con người có cảm giác như mộng như huyễn. Làm cho con người tuyệt mỹ này một loại sắc thái mộng huyễn, phảng phất như cực kỳ chân thực, lại như cực kỳ mơ hồ, như là nằm giữa hư và thực, quyền đầu của hắn không ngừng run lên. Bão Nguyệt cùng Mộng Hương, cả hai đều tuyệt mỹ, tư sắc của Mộng Hương thậm chí còn hơn, nhưng khí chất của hai nàng đều tác động mạnh giống nhau tới tâm linh của Hy Bình. Bão Nguyệt thuần chân trong suốt, Mộng Hương hư huyễn phiêu diêu, hai loại so sánh mạnh mẽ, lưỡng nữ cùng ở tại một chỗ, dường như là để chứng minh tính mâu thuẫn vĩ đại. Hy Bình tay nắm thành quyền bỗng lỏng ra, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Mộng Hương, cảm thấy thân thể yêu kiều của nàng run lên nhẹ nhẹ. Hoàng Hy Bình, ngươi giết ta đi. Mộng Hương thanh âm run run cầu khẩn, nàng không muốn để Hy Bình khinh bạc. Hy Bình thán, ta không thể hạ thủ. Mộng Hương trầm mặc. Tay Hy Bình vén nhẹ làn tóc rối trên trán nàng, cúi đầu hôn xuống, Mộng Hương muốn tránh, nhưng bị hai tay hắn giữ lấy gương mặt, do đó phải chịu đôi môi vô cùng ôn nhu của hắn,
trong tình huống song phương đối địch như thế này, sau khi vừa mới tàn sát lẫn nhau, đôi môi ôn nhu như nước này, làm Mộng Hương phẫn nộ đồng thời tâm hồn cũng chấn động. Quả nhiên thơm, hương như mộng, nàng là hương thơm nhất trong giấc mơ của cuộc đời ta, ta tại đây thề rằng, trong cuộc đời này tuyệt đối không xuất thủ với nàng, cũng không để bất cứ ai làm hại nàng. Hoàng Hy Bình, ta không chỉ phải giết ngươi, mà còn phải thiến ngươi, ngươi là tên sắc ma, dám vô lễ với ta. Trong mắt Hy Bình ma tính biến mất, trên mặt xuất hiện nụ cười hờ hững, thả Mộng Hương, đúng lúc hắn muốn đứng dậy, Mộng Hương toàn lực một chưởng đánh tới tim hắn, làm cho ngực hắn vốn đã cầm máu bắt đầu phun máu, cả thân thể to lớn bay tới đập vào một cái bàn lớn khác, sau đó phá vỡ chiếc bàn, không dừng lại bay tới một bức tường khác, đập tường đổ xuống, đà bay của thân thể cũng hết, rơi xuống chân tường, nằm bất động tại đấy. Mộng Hương đứng dậy kinh dị nhìn Hy Bình nằm như chết trên mặt đất, thầm thì nói, vừa rồi cường hãn thế mà, chẳng lẽ chỉ một cước mà chết như thế. Nàng bước vài bước, nhặt thanh kiếm trên mặt đất, tiến tới Hy Bình. Không cần biết ngươi giả chết hay chết thật, ta phải để ngươi không còn vô lễ với nữ nhân, ngươi là tên hỗn đản sắc ma, luôn làm ta tức giận. Mộng Hương nói xong, kiếm trong tay thẳng hướng tới âm bộ của Hy Bình, nhưng không thể đâm tới được, nàng ngồi xuống nhìn cái hùng căn đó, gương mặt hồng lên, thì thầm tự nói, làm sao có thể thế này. Nàng thử đặt tay lên chót mũi của Hy Bình không còn hô hấp, lại thu tay muốn đặt lên tim hắn, thấy máu phủ đầy, lông mày cau lại, đứng dậy nhặt lên khăn che mặt của nàng, che lại gương mặt của nàng, chỉ lộ ra một cặp mắt như mộng, không nhìn lại Hy Bình trên mặt đất, trực tiếp đi qua lỗ hổng trên tường đi ra. Cũng tại lúc này, Hy Bình nằm trên mặt đất phía sau nàng đột nhiên mở hai mắt, trong mắt phát ra loại tà tiếu nhẹ nhẹ. Nụ cười ma mị vĩnh hằng. Quyền đầu của Hy Bình đã đến ngay giữa mặt Mộng Hương không thể tránh khỏi, quyền phong uy mãnh đã hất tung diện xa của nàng để lộ ra nửa khuôn mặt tuyệt mỹ, chúng nhân kêu lên sợ hãi, quyền đầu của Hy Bình dừng lại giữ hư không, run run. Huyết sắc trong mắt ánh lên, không khí xung quanh như bị ngưng đọng lại, thời gian như ngừng lại. Mộng Hương đưa tay trái xé diện xa xuống, chúng nam nhìn thấy rõ diện mạo của nàng, kinh ngạc không thốt nên lời. Mục quang chúng nam đều quay về phía khuôn trăng đầy đặn, mỹ miều vô song của nàng. Mộng Hương giọng nói như từ trong mộng vọng lại, ngươi còn nhớ lời thề của mình không? Huyết hồng trong hai mắt Hy Bình từ từ tan biến, dần dần trở lại thành hai màu đen trắng, chăm chú nhìn vào Mộng Hương, quyền đầu trên không cũng vô lực từ từ hạ xuống, cả người yếu ớt tựa vào ngực Mộng Hương rồi bật khóc lớn. Chúng nhân xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Hoa Tiểu Ba thầm nghĩ, hóa ra ngoài Tiểu Nguyệt còn có Mộng Hương cũng có thể ngăn Hy Bình phát điên. Hắn tịnh không hiểu rằng nếu như không phải vì trong sát na xa che mặt của Mộng Hương bay lên, Hy Bình và Mộng Hương bên trong phòng trong nháy mắt phảng phất thấy mặt nhau, đã khơi dậy từ đáy linh hồn Hy Bình một chút ký ức không cách nào xóa bỏ hoàn toàn được, Mộng Hương sợ rằng hương hồn đã sớm ra đi. Đả đấu tuy đã kết thúc nhưng vẫn còn khiến những người chứng kiến phải cảm thấy kinh khiếp trong lòng. Từ dưới đất Mỹ Hạnh Tử bò dậy khởi đao muốn chém chết Hy Bình, bị ca ca của nàng giữ chặt lại, nàng khóc to, muội muốn báo thù cho Sơn Bổn. Câu này nói bằng ngôn ngữ Đông Dương, khiến đại bộ phận chúng nhân tại đó nghe mà không thể hiểu, làm sao có thể đoán được tình cảm không bình thường của cô ta với Sơn Bổn, nhưng Sơn Bổn tựa hồ bị Hy Bình giết hại kia với thiếu nữ này thực sự có một mối quan hệ thân mật. Người thanh niên thủ lĩnh dùng tiếng Trung Nguyên nói, có thù phải báo, nhưng không phải là lúc này. Hy Bình vừa ngưng khóc, dựa vào ngực Mộng Hương hai tay buông thõng xuống, không biết là nên ôm hắn hay xô hắn ra, nàng trầm tư một lát, rồi khẽ đẩy Hy Bình ra, nhìn vào khuôn mặt nhuốm đầy máu của hắn. Lúc này cả hai mắt hắn đã nhắm nghiền, thật ngạc nhiên là hắn lại lăn ra ngủ. Tiếng thở của hắn, giống như một đứa trẻ mệt mỏi mà thiếp đi, mặc dù trên mặt vẫn còn vấy máu của rất nhiều người, trông hắn vẫn thật thanh thản, máu trên mặt nhuốm đỏ khiến mặt hắn càng thêm diễm hồng. Giống như Hồng Hải Nhi đang say rượu vậy. Trái tim nàng run lên, mềm ra, lập tức giang đôi tay, để thân hình cao lớn của Hy Bình dựa vào cơ thể mềm mại của nàng, miệng khẽ cất giọng êm ái, hắn ngủ rồi. Chỉ thương bất chợt ghé vào tai của vị thanh niên lĩnh chủ nói bằng một thứ tiếng khác, điện hạ, cái dã thú chi huyết lại tồn tại trong nội thể của hắn, một khi bộc phát thì sẽ làm hắn mất đi lý trí, sau đó sẽ khiến hắn trở nên thật khủng khiếp. Nhưng lại cũng có một khuyết điểm là máu cái dã thú của hắn một khi dừng lại thì tiềm năng của hắn cũng mất theo, vì thế hắn phải ngủ một khoảng thời gian để hồi phục.
cho nên bây giờ là cơ hội để có thể giết hắn, nếu không, sau này có lẽ không thể hạ thủ hắn được nữa. Thanh niên trầm ngâm một lúc, bất chợt hỏi, dã tính của hắn có thể mọi thời điểm bạo phát chăng? Chỉ thương đáp, cái sự bạo phát này có lẽ là rất hiếm, tổng quát mà nói, chỉ khi thật sự phẫn nộ hoặc thật sự nguy hiểm, thì sau đó sẽ bạo phát ra. Thanh niên nói, với cái đó có thể có cơ hội hạ thủ hắn, nếu như hiện tại động thủ, chúng ta có lẽ không là đối thủ của bọn người này. Chỉ thương nói, tức xử bính chứ nhất tử, đầu tiên phải giết Hoàng Hy Bình, không thể chờ hắn tỉnh lại. Hai gã dùng ngôn ngữ Đông Dương nói chuyện, ngoại trừ Đông Dương nhân còn những người khác đều không thể hiểu, nhưng thấy đôi mắt như lang sói của Chỉ Thương nhìn lên thân thể Hy Bình trong lòng Mộng Hương, chúng nhân trong võ lâm tứ đại thế gia tức khắc phòng bị bọn Đông Dương nhân đột kích. Tất cả là vì Hy Bình đã giết rất nhiều Đông Dương nhân, dĩ nhiên bọn chúng sẽ không để qua chuyện này, dịch theo ý hiểu. Chỉ Thương cùng Dương Long Quân giống nhau, có lẽ là nhẫn giả ninja, không một ai biết như thế nào, chợt hắn biến mất. Khi mọi người còn đang ngạc nhiên, bỗng nghe bùng một tiếng, thân ảnh của Chỉ Thương bị Mộng Hương xuất ra một đạo tuyết bạch trường kình kích chúng, sắc mặt hắn trắng bệch vì chúng thương trừng trừng nhìn Mộng Hương. Không thể hiểu nổi tại sao nữ nhân này lại có khả năng nhìn ra ẩn thân thuật của hắn. Mộng Hương dùng đôi nhãn thần mỹ lệ nhìn Chỉ Thương, lạnh lùng gằn giọng nói, nếu ngươi muốn giết hắn ta thì hãy đợi sau khi hắn tỉnh dậy. Bây giờ hắn đang ngủ li bì, nếu ngươi ra tay lần nữa, hừ. Chỉ Thương nhìn đôi mắt vô cùng mỹ lệ của thiếu nữ, đột nhiên phi thân đến bên cạnh thanh niên dùng ngôn ngữ Đông Dương nói, điện hạ, nữ nhân này đích thực võ công cùng vẻ mỹ lệ không gì so sánh được. Lui, thủ lĩnh thanh niên trầm giọng hạ lệnh, tả hữu Đông Dương nhân theo gã rời khỏi phong nhân viện. Khi đến oai phong hơn 100 người, đến khi rời đi trái phải chỉ còn 50 mạng. Một nửa trong số họ đã sớm táng mạng trong tay Hy Bình. Mối thù này, không những không thể giải quyết, mà còn sâu sắc hơn. Tại phong nhân viện thấy Mộng Hương cùng Hy Bình đi lại, Xuân Yến cảm kích nói cảm ơn ngươi. Mộng Hương điềm nhiên đáp, không cần phải cảm ơn, ta cũng không muốn thấy nhiều người chết trong tay hắn. Thật không nghĩ là tỷ phu của ta lại chết dưới tay người khác, thật là. Hoa Tiểu Ba tỏ vẻ thông minh nói, hai cái nhãn cầu của hắn cứ chằm chằm nhìn Mộng Hương. Độc Cô Minh ngây dại ngắm nhìn khuôn mặt của Mộng Hương, kinh thán nói, Mộng Hương tiểu thư, nàng quả thật là vô cùng đẹp, mãi đến giờ mới có thể nhìn thấy diện mạo thực của nàng, khiến ta chẳng còn biết phải dùng lời nào để diễn tả vẻ mỹ diệu của nàng. Tên tiểu tử này, lúc nào cũng dùng những lời tâm tình tuyệt vời nhất để tán mỹ nữ. Mộng Hương chỉ nở một nụ cười nhẹ với hắn lập tức đã khiến trước mắt hắn xuất hiện vô số vì sao lập tức ngất xỉu. Triệu Tử Uy nhìn Mộng Hương, miệng nở nụ cười một cách ngây ngô, như quên hết tất cả ngôn ngữ. Đừng nói hai kẻ đó cùng với Hoa Tiểu Ba, cả nhóm người Lôi Long cũng bị vẻ đẹp của Mộng Hương làm rung động, sự chấn động giống như vừa mới thấy Hy Bình phát cuồng, có cùng một độ lớn. Mộng Hương không lý tới những hành động của mọi người, vẫn lãnh đạm nói, ai đỡ hắn. Hoàng Đại Hải cùng Lôi Long hai người chợt tỉnh, mỗi người tiến đến một bên Hy Bình, Hoàng Đại Hải nói, Lôi Long, ta sẽ đi cùng đại ca. Nói xong, hắn mang Hy Bình tiến vào phong nhân viện, Vưu Túy, Đỗ Quyên, Thi Nhu Vân cùng Đỗ Manh Manh đi với họ, Xuân Yến nhìn Mộng Hương một lúc, sau đó dắt Tiểu Nguyệt cùng Âu Dương Chân cũng hướng về hướng phong nhân viện mà đi. Tứ Cẩu đột nhiên nói, Mộng Hương, ta có thể cũng gia nhập hàng ngũ những người theo đuổi nàng. Triệu Tử Uy cùng với Triệu Tử Thanh trừng mắt nhìn hắn, hắn liền cười lớn một tiếng, kế đến Kim Thương chậm bước tiến nhập vào phong nhân viện, đồng thời nói, lão bà, chúng ta vào xem Hy Bình thế nào. Đại Ni không nói gì, mặc nhiên thừa nhận là Thiên Trúc thê tử của Tứ Cẩu đi vào theo. Triệu Tử Thanh, Dạ Lai Hương cùng Ngọc Điệp Tam nữ cùng nhìn nhau, rồi chuyển thân đi vào. Độc Cô Minh nhìn Triệu Tử Uy nói, chúng ta hà tất phải đối địch với nhau, huynh hãy trở về với vợ của huynh đi. Triệu Tử Uy trừng mắt đi tới đáp, ta không thể nào nhường cho ngươi được. Uy ca, ta nhìn ngươi cũng không có muốn ca hát, ha ha. Hoa Tiểu Ba một mặt nói thế mặt khác trở nên một kẻ trốn tránh về phía phong nhân viện. Nói thật, Triệu Tử Uy lời nói tuy lớn nhưng nắm tay của hắn lớn hơn nữa, hắn Hoa Tiểu Ba đầu thì không biết lớn bao nhiêu, khi một quyền to lớn đánh tới, hiện tượng này giống như người Đông Dương phá hoại nên bất hảo, thật sự thì cực kỳ bất hảo. Độc Cô Phách Than, cuồng đao lôi liệt cuối cùng đã tìm được truyền nhân, tôn nữ tế này của ta so với cuồng đao thì lại càng cuồng hơn, ha ha, Lôi lão ca quả nhiên là biết tuyển người.
ông ta đã sớm quên rằng mình đã từng nói Hy Bình vốn chẳng ra gì, người già thì thường mau quên, có thể tha thứ trong mọi chuyện. Vương Ngọc Phân cười nói, ta nghĩ hắn ta đích thực là bị điên. Ta lại nhận ra cái dạng đó, đơn giản là với dã thú không có gì khác biệt. Đây là lời của Hoa Tiểu Thiến ở cạnh bên Triệu Tử Hào. Hoàng Dương nói với nàng ta, Thiến Nhi, tới đây với Sư Thúc. Hoa Tiểu Thiến đến bên cạnh Hoàng Dương, hỏi, Sư Thúc, có chuyện gì không? Hoàng Dương thì thầm bên tai nàng ta, hắn ta là nhi tử của Sư Thúc, con không nhận ra sao? Hoa Tiểu Thiến lắc đầu. Hoàng Dương nghĩ một lát, rồi tế nhị nói nhỏ nhẹ, dù hắn có điên cuồng thế nào, hắn là nam nhân đầu tiên của con đó, hiểu chưa? Hoa Tiểu Thiến sắc diện đột ngột thay đổi, ký ức từ từ hiện ra, hình như nàng ta đã nhớ lại cái vãng sự mà không thể nào xóa bỏ, nhìn chằm chằm vào Hoàng Dương một khoảng lâu, rồi hỏi lại, Sư Thúc, Hoàng Hy Bình hắn ta là nhi tử của người, cái đứa bé đó. Hoàng Dương gật đầu, trầm giọng nói, hiện tại hắn là trưởng phu của muội muội con không cần nói nhiều về hắn, dẫu sao hắn không biết gì, và cái không biết cũng là một lý do, hắn dù sao cũng là một đứa trẻ đáng yêu. Con nên biết điều đó. Con phải đi xem một cái tên hỗn tiểu tử này, dù có chết con cũng nhớ hắn, vì hắn đã khi phụ con. Hoa Tiểu Thiến quay người bước đi. Triệu Tử Hào hỏi, Sư Thúc, người và Tiểu Thiến vừa nói những gì vậy? Hoàng Dương vụng về trả lời, nói về những chuyện trong quá khứ. Bất chợt ông ta lại thấy điều này thật không công bằng với Triệu Tử Hào. Hoa Sơ Khai giật mình nhìn Hoàng Dương, la lên, người thật là hồ đồ. Hoàng Dương cúi đầu xuống rồi không nói thêm gì nữa. Sự vụ gì đã phát sinh ở đây vậy? Đó là thanh âm của Lãng Vô Tâm, hắn và Thủy Khiết Thu, Thủy Thiên cùng Lạc Thổ tiến đến, làm cho mọi người có chút bất ngờ. Đỗ Thanh Phong nói, có vài tên Đông Dương gây sự ở đây. Ông ta đã đơn giản hóa những việc đã xảy ra để kể lại, dĩ nhiên cũng có vài điều không nên kể ra. Thủy Khiết Thu đột nhiên nói, Thủy Thiên, chúng ta hãy vào xem. Lãng Vô Tâm cùng Lạc Thổ lúc này không quản đến họ, hai tên lúc này chỉ nhìn đến Mộng Hương, bốn ánh mắt như bị Mộng Hương hút chặt lấy, họ nhận ra Mộng Hương từ thân ảnh của nàng, Lãng Vô Tâm không ngăn được đến trước mặt Mộng Hương, nói, Mộng Hương tiểu thư, nàng vì ai mà bỏ khăn che mặt vậy? Minh Nguyệt Phong vốn có quy định, Nguyệt Nữ khi hành tẩu giang hồ thì nhất định phải đeo khăn che mặt, nếu Nguyệt Nữ có thể vì nam nhân nào đó mà nguyện ý giải khai có nghĩa là Nguyệt Nữ đã quyết định lấy nam nhân ấy. Nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong cũng có một tình huống khác là không được phép lấy nam nhân có địa vị thấp hơn, điều này là do Nguyệt nữ đời thứ 6 Mộng Tiên khởi xướng. Mộng Tiên để tránh khỏi ánh mắt của vô số người trong giang hồ mà mang khăn che mặt, hướng về phía người trong giang hồ mà lập lời thề rằng, trừ khi có nam nhân nào khiến nàng cam tâm tình nguyện cởi bỏ khăn che mặt, nàng sẽ lấy người đó. Còn nếu không ai có thể khiến nàng cởi bỏ khăn che mặt, nàng sẽ không để lộ ra chân diện mục thực sự của mình. Tuy nhiên, cho đến khi nàng tuổi già, cũng không một nam nhân nào có thể đến để cởi bỏ tấm khăn của nàng, cũng bởi vì thế, mà trước khi nàng chết, nàng đã quy định Nguyệt Nữ không được phép thành thân, nhưng đến đời Nguyệt Nữ thứ 8 Mộng Tình đã không tuân thủ di ngôn ấy. Thực không biết được Mộng Hương có phải cũng như vậy không? Mộng Hương kéo khăn che mặt lại, nói ta không bỏ khăn che mặt vì ai cả, kể cả có bỏ ra cũng không nói lên điều gì, Lãng công tử, ngươi quá đa tâm rồi. Lãng Vô Tâm lúng túng chỉ biết cười xòa. Triệu Tử Uy nói, Lãng Vô Tâm, ngươi thật là mệt, khi nào Mộng Hương cô nương muốn cởi bỏ khăn che mặt mà chẳng được, để người ta phải mang khăn che mặt cả đời chẳng phải là quá khó hay sao? Chính Lãng Vô Tâm cũng đang muốn tranh giành cơ hội với hắn, làm sao hắn có thể chịu phục? Lãng Vô Tâm đáp, Nguyệt Nữ không thể bỏ khăn che mặt ở bên ngoài, ngươi chẳng lẽ đến cả điều này cũng không biết hay sao? Đương nhiên! Như quả Mộng Hương cô nương không phải là Nguyệt Nữ, tự nhiên không cần phải đeo khăn che mặt, giống như Mộng Tình hiện tại, bà ta đâu có đeo. Triệu Tử Uy nói, Mộng Hương mới xuất đạo, chắc gì đã là Nguyệt Nữ, hà tất cô ấy phải che mặt. Lãng Vô Tâm đáp, cô ấy đã là Nguyệt Nữ, đương nhiên phải che mặt. Triệu Tử Uy không phục nói, sao không thấy Bão Nguyệt giải thích. Lãng Vô Tâm trả lời lại, nàng ta thích thì ai quản được. Điều đó là kết cục. Triệu Tử Uy đắc ý nói tiếp, khi nào họ thích thì mang, khi nào tháo xuống, người có quản được không? Người hỏi những lời dư thừa. Tại sao Mộng Hương lại tháo khăn ra, mẹ nó, thật là kinh tởm tiếng Anh kỳ quá. Ai xem lại giúp mục đích,
cú ác tâm đích, Triệu Nhị công tử từ trong tâm phát ra lời chửi rủa. Vì sao lại phát sanh ra vấn đề này? Chỉ nói ra vài từ, đã khiến cho con người khó chịu. Mọi người nhìn ra đó, nguyên lại là một bộ đầu dẫn một toán quan binh tiến đến. Lạc Thổ bẩm lại, có một vài tên quỷ tử Đông Dương gây phiền hà ở đây, nhưng đều bị chúng tôi xử lý cả rồi. Tên bộ đầu nghe Lạc Thổ nói xong, cũng quan sát quốc y của mấy thi thể đó, thật sự mừng rỡ la lên, mẹ nó, mấy quỷ tử Đông Dương này chạy vào Trung Nguyên thật không biết phép tắc gì cả, giết rất tốt. Uy, ta đã nói Lạc thiếu gia, tại sao không cho người thông báo cho ta sớm, để bọn ta có thể thực hiện hành động bảo vệ quốc gia, cũng như giúp một phần sức lực. Lạc Thổ cười nói, ta biết nha môn có nhiều sự vụ bận rộn, nên không dám làm phiền các người thôi. Bộ đầu cười nói, đâu có, dốc sức vì nước là việc của bản nhân. Các huynh đệ, đem những thứ này ra ngoài cho chó ăn, mẹ nó, vài con chó kia trong phủ mấy hôm nay phát tình, cần thiết một lượng lớn hàng để bổ sung tình dục, chút hàng này vừa hay. Đồ chó đẻ, cái gì, chạy tới lãnh địa của lão tử ồn ào à, không chết mới lạ. Lão tử vẫn chưa xuất thủ à? Mộng Hương nhíu mày rồi nói, Mộng Hương xin cáo từ. Đỗ Thanh Phong đáp lại, thật may mắn khi có các người hôm nay. Bảo Nguyệt, chúng ta đi. Mộng Hương chuyển thân rồi bỏ đi. Bảo Nguyệt nhìn vào phía trong của phong nhân viên, thở dài một cái, sau đó đi theo Mộng Hương. Lưỡng nữ sánh đôi nhau ly khai phong nhân viện, trong lúc đi, Bảo Nguyệt lại nói, tỷ tỷ, muội sợ rằng sẽ có lúc hắn sẽ giết tỷ. Mộng Hương đáp, hắn không dám đâu. Bảo Nguyệt lại nói, nhưng hắn ta vừa rồi mất lý trí tại thời điểm đó. Mộng Hương nói lại, điều này tỷ cũng không thể giải thích với muội được, vô luận trường hợp nào, hắn sẽ không đánh ta, lý trí của hắn đã bị chôn vùi bởi vì nữ nhân của hắn bị giết, tỷ cũng sẽ không thể hy vọng hắn lại có thể phẫn nộ như vậy. Bảo Nguyệt, muội sợ hắn sao? Bảo Nguyệt trả lời, Bảo Nguyệt không sợ hắn vĩnh viễn sẽ không làm muội tổn thương. Mộng Hương bất chợt u nói, nếu chúng ta bị tổn thương bởi người khác, có thể hắn cũng rất phiền não. Bảo Nguyệt ngây thơ hỏi lại, tỷ tỷ, ai sẽ làm tổn thương chúng ta? Mộng Hương như không quan trọng đáp lại, thì không phải tất cả nữ nhân của hắn sao? Bảo Nguyệt nói, tỷ tỷ, tại sao hắn đánh một quyền vào cổ tay người kia lại có thể khiến cho cả cổ tay đó bốc cháy, nhưng hắn đánh quyền đó vào người khác lại không xảy ra tình huống như vậy? Mộng Hương nói, đó là quyền đầu tiên của hắn. Quyền đó của hắn phát ra kèm theo cả tiếng sấm, lúc đó hắn phải có chút lý trí cuối cùng, lôi kiếp đao pháp của hắn cũng có cùng tính chất như quyền, tạm gọi là tác lôi bạo quyền của hắn đi, còn như quyền của hắn xuất ra sau đó, lại không hề kèm theo tiếng sấm, đó là vì hắn đã hoàn toàn mất đi lý tính, sau này chính là quyền của dã thú, bản năng có thể đánh đá tan thành bột. Lực lượng của hắn, tại thế giới này, là không ai địch nổi, do đó cái gì bị hắn nắm được đều bị hắn xé ra tan tành. Bảo Nguyệt đột nhiên nói, muội thích bộ dạng háo sắc và vô lại của hắn, không thích nhìn hắn sát nhân, lúc hắn sát nhân thì tình cảnh rất khủng bố, mặc dù muội không sợ hắn, nhưng thật sự không muốn nhìn thấy. Mộng Hương nói, hắn sau khi tỉnh lại sẽ trở lại là tên vô lại trước kia, thậm chí vô si ấy, việc hôm nay, ta dám đánh cược rằng, trong ký ức hắn cũng thấy mơ hồ, nhược hắn có hồi tỉnh lại, hắn cũng sẽ không đáng sợ như thế, cho dù có thể sử ra lôi kiếp đao pháp. Cũng chỉ có thể xem như một đại cao thủ. Ta tịnh không e ngại lôi kiếp đao pháp của hắn, ta chỉ sợ sức mạnh và thú tính trong người hắn, còn một điều, cơ thể hắn hầu như cứng cáp mạnh mẽ không thể thương tổn. Cho nên, nếu hắn không gây tổn thương người, rất ít người có tài năng làm tổn thương đến hắn. Quyền vương, nên gọi là dã thú vương. Bảo Nguyệt nói, muội đột nhiên rất thích nghe hắn hát, thật sự, hắn hát tuy rất khó nghe khiến người nghe nào không cách nào chịu được. Nhưng lúc hắn vô ưu vô lự cùng với một đứa hài đồng, đứa bé ấu trĩ vô tri tâm hồn cũng rất đáng yêu, nhìn bọn họ hát gây sự chú ý cũng rất buồn cười. Mộng Hương nói, sau khi hồi tỉnh hoàn toàn hắn rất ít khả năng trở nên nghiêm túc, cái kiểu đáng ghét đó chính là tính cách không thể sửa đổi của hắn, mỗi lần nhớ lại là khiến người khác bực mình. Lưỡng nữ vừa đi vừa nói, đã vào đến đại địa minh, rồi trở về phòng, để tái kiến sư phụ Mộng Tình. Mộng Tình nói, đã trở về rồi. Sư phụ nghĩ rằng hắn ta không hát thì các con sẽ trở về, không tưởng lại lâu đến thế, đã dùng bữa tối chưa, tại sao không ở đó dùng cơm tối luôn rồi hãy trở về. Bảo Nguyệt nhìn vào Mộng Hương, rồi kể lại những sự tình đã xảy ra ở phong nhân viện. Mộng Tình lắng nghe,
trầm tư một lúc lâu, cho đến khi Bảo Nguyệt cất tiếng hỏi, thì bà ta sau đó đáp lại, mọi việc, sư phụ lại không tưởng được vài sự tình. Mộng Hương hỏi, sư phụ, huyết ma có phải thật sự khủng bố lắm không? Mộng Tình không ngờ được Mộng Hương lại hỏi như vậy, bèn trả lời, huyết ma thật sự không dễ sợ, hắn cũng không mất đi lý tính, tuy nhiên, có thể hài tử này, sao lại giống như vậy? Mộng Hương nói, theo đệ tử biết, trong người chàng có ma khí, tà tính và thú tính bản năng. Mộng Tình khẽ nói, con người ta ai cũng đều có thiện lương trong tâm, tuy nhiên từ khi sinh ra nó đã kế thừa dòng máu tàn nhẫn của tổ tiên. Bảo Nguyệt biện bác nói, không, sư phụ, chắc gì đã như thế, Hy Bình tuyệt đối không phải con người tàn nhẫn, khi chàng tỉnh ít khi chàng giết người. Nhưng lúc điên cuồng thì sao? Bảo Nguyệt nói, nhiều người muốn giết chàng, chẳng lẽ chàng bó tay chờ chết? Nàng có chết cũng bảo vệ Hy Bình, trong tâm linh cũng như trái tim nàng Hy Bình rất là quan trọng, vô luận chàng ta làm gì, nàng ta đều nghĩ điều đó là đúng. Bất luận ai nói xấu chàng, nàng đều không đồng ý. Mộng Tình đáp lại, đừng tranh luận nữa. Ôi, lúc bắt đầu thật sự không nên, Hương Hương, hy vọng con sẽ giấu kín chuyện này, con cũng thấy, nếu để người trong giang hồ biết được thân phận thật sự của hắn ta, thì có biết bao nhiêu người lại phải chết thêm nữa. Bảo Bảo nói không sai, nhiều người muốn giết hắn, và hắn đích thị không muốn bị đàn áp, như tổ tiên của hắn, ông ta cũng hành động tương tự. Có lẽ điều này cũng phải cảm ơn tới Hoàng Sơn Thôn và Hoàng Dương, đã dẫn dắt tích cách của hắn ta trở thành thật vô lại, nhưng ta lại thích cái tính vô lại hơn, và cũng không muốn hắn trở thành đời tiếp theo của huyết ma. Mộng Hương gật đầu, trong khi Bảo Nguyệt lại không rõ ràng, bởi vì, tâm lý của nàng ta đang không tốt, kháng nghị nói, sư phụ, tại sao người lại nói những lời đó với Mộng Hương, cái đó Bảo Bảo thật sự không hiểu. Đừng nên biết quá nhiều. Mộng Tình nâng khuôn mặt Bảo Nguyệt lên rồi nói, có muốn sư phụ giải khai cái giao kết của hai đứa tụi con cho con không? Bảo Nguyệt hỏi, giao kết gì? Mộng Hương cất tiếng hỏi, sư phụ, người có nói rằng, con và Bảo Bảo có một ước định với nhau phải không? Mộng Tình gật đầu, Mộng Hương cúi đầu xuống không nói tiếng nào nữa. Bảo Nguyệt lên tiếng, sư phụ, Bảo Bảo không muốn giải khai, thật sự, Bảo Bảo phải cùng tỷ tỷ ở chung một nơi. Hương Hương, sao con không nói gì? Mộng Tình nhìn Mộng Hương hỏi. Mộng Hương ngẩng đầu lên, trong khóe mắt rớm lệ, nói, sư phụ, người muốn bức ép Hương Hương sao? Mộng Tình mỉm cười nói, hai tử ngốc, sư phụ làm sao lại bức ép con được? Đi, chúng ta dùng cơm. Đỗ Thanh Phong cùng Độc Cô Phách xuất lĩnh đám người Triệu Tử Hào đi trước Đại Địa Minh. Lạc Thổ và Lãng Vô Tâm cũng không tiến vào Phong Nhân Viện, bọn họ chỉ thông chi với Đỗ Thanh Phong sau đó thì trở về. Sau khi đám bộ đầu gọi người thu thập những thi thể tán lạc trên mặt đất thì đám người trong Phong Nhân Viện dùng rất nhiều nước rửa sạch lại. Hy Bình nằm trên giường, trong phôn của hắn đứng đầy người. Vết máu trên mặt hắn đã được Đỗ Quyên và Dã Mân Côi rửa sạch, mọi người lúc ấy ngạc nhiên phát hiện ra những phù thủng trên mặt hắn đã biến mất, khôi phục lại vẻ tuấn mỹ như thần trước đây của hắn. Đến giờ nhìn hắn an ngủ trên giường mọi người không thể tưởng tượng được vừa rồi hắn điên cuồng và tàn bạo như thế nào. Xuân Yến ngồi ở mép giường, vuốt ve khuôn mặt của hắn, sâu xa nói, ngươi cứ như vậy ngủ đi, hài tử của ta. Mặc kệ lúc ngươi tỉnh là hình dáng gì, trong lúc ngươi ngủ thì đều là đứa con đáng yêu nhất của ta. Cho dù bàn tay ngươi thủ đầy máu tươi nhưng trong lòng nương, ngươi vẫn thiện lương trong sáng. Vì ngươi là hài tử nương yêu thương nhất. Xuân Yến nhớ rõ lúc Hy Bình còn ở Hoàn Sơn Thôn, trong thú liệp đại hội ngày đó cũng bởi vì cùng mãnh hổ chiến đấu sức lực tiêu hao mà ngủ say. Hy Bình tuy không phải là thân sinh nhi tử của nàng nhưng từ nhỏ nàng đã nhìn hắn lớn lên, trên tình cảm mà nói nàng đối với Hy Bình tình cảm còn vượt xa cả Đại Hải và Tiểu Nguyệt. Rất nhiều người không hiểu cảm thán của Xuân Yến nhưng Hoàng Dương và vợ chồng Hoa Sơ Khai đều hiểu được. Lúc trước Mộng Tình ở trường Xuân Đường sinh sản chính là Âu Dương Chân tiếp sinh, Mộng Tình lúc ấy nhờ vợ chồng Hoàng Dương đem Hy Bình ẩn trốn khỏi trốn võ lâm thị phi chính vì sợ dòng máu huyết ma của phụ thân hắn di truyền lại trên người hắn. Mà sau cái ngày tinh phong huyết vũ khi xưa 20 năm, chẳng hay liệu được Hy Bình lại hồ đồ bước vào chốn giang hồ này. Tại hôm nay hiện ra cái gốc rễ tàn nhẫn vô nhân tính của dòng máu huyết ma. Điều này không thể không khiến cho Xuân Yến cảm khái. Dù sao hắn cũng do một tay nàng nuôi dưỡng thành. Từ sâu thẳm trong lòng mình, nàng đã cho hắn trở thành chính nhi tử thân sinh của mình, là đứa con nàng yêu thương nhất. Làm một mẫu thân, vô luận đứa con mình như thế nào,
tình mẫu tử lúc nào cũng chiếm vị trí thứ nhất. Vưu Túy ngắm nhìn Hi Bình đang ngủ say, nàng đã rất nhiều lần ở trong mơ nhìn thấy hắn, nhưng cho tới giờ phút này mới cảm nhận hắn là đáng yêu, yên tĩnh dến như vậy. Có lẽ chính là cái cảm giác mưa tan gió ngừng, vừa rồi Hi Bình khiến cho nàng chấn động quá lớn, nếu nói lúc trước nàng tưởng rằng mình có thể đánh thắng Hi Bình thì chỉ là đối với khi hắn bình thường mà thôi. Hi Bình cũng đã từng nói với nàng rằng hắn quả thực có thể giết được nàng, lúc đó nàng không tin. Nhưng trải qua trận chiến tại La Phủ cùng huyết tinh hôm nay, nàng rốt cục cũng hiểu được nam nhân này sở hữu một lực lượng vô cùng cường đại. Cường đại khiến cho người khác phải khủng hoảng. Thi Trúc Sinh từng nói qua, hắn là một quái vật không thể dự đoán, lời nói đó của hắn rất đúng, nam nhân này chính là một quái vật, một kẻ phi thường. Vương Ngọc Phân nhớ lại không lâu trước Hi Bình từng nói tuyệt đối so với sự tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn, những lời này tại hôm nay đã chứng thực. Nàng cho tới giờ chưa từng nghĩ người và thú lại giống nhau như thế, một phần cuồng dã này lại khiến tâm linh nàng buồn bã. Tứ Cẩu nhìn trong phòng đầy người, lại thấy Hi Bình vô sự, hắn cũng an tâm đem theo đám nữ nhân của mình về phòng. Vừa mới báo cừu, vô luận là từ thân thể hay tâm hồn, hắn đều muốn thả lỏng một chút. Thêm nữa, hắn đã một thời gian không cùng năm thiên trúc mỹ nữ của mình phong lưu, có lẽ phải ôn lại mộng cũ thôi. Âu Dương Chân thay Tiểu Nguyệt chữa thương. Vết thương của Tiểu Nguyệt không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Nhưng trong lúc chữa thương cho Tiểu Nguyệt, nàng lại ngạc nhiên phát hiện ra Tiểu Nguyệt đã mang thai. Nàng chưa từng nghe qua Tiểu Nguyệt có nam nhân, làm thế nào lại mang thai được. Nàng nghĩ, có lẽ phải tìm cơ hội nói chuyện với Xuân Yến. Hoa Sơ Khai nhìn mọi chuyện tại Phong Nhân Viện đã xong rồi liền cùng với Hoàng Dương đem theo đám Lôi Long cùng Đại Hải về Đại Địa Minh. Tuy nói liều mạng ông không có khả năng. Nhưng tứ đại võ lâm có chuyện, Trường Xuân Đường cũng không tránh được. Huống hồ, trong đám hậu bối này tuy kẻ đánh nhau được không ít nhưng cũng không ít kẻ vô dụng. Đám người tuổi trẻ này hình như không để võ lâm chính sự đặt vào trong lòng, bọn chúng chỉ để đám mỹ nhân võ lâm vào mắt thôi. Có nhiều lúc ông cũng thấy đám tuổi trẻ này khiến cho tổ tiên phải xấu hổ. Chỉ là, mỗi người lớn đều có cách nghĩ của người lớn, ông đã già rồi, quản không được chuyện của tuổi trẻ nữa. Chỉ có thể làm hết trách nhiệm của mình thôi. Khiến cho người vui mừng chính là đám người trẻ tuổi này tuy học hành không ra gì nhưng cũng không khiến cho võ lâm tứ đại gia mất uy phong, người trong võ lâm coi kẻ lợi hại là lão đại, đây không cần phải nói. Huống hồ, trong đám trẻ này cũng có một hai tên vẫn còn bình thường, tỉ như là Triệu Tử Huy, Hoàng Đại Hải, Lôi Long Trả Hạt. Nếu miễn cưỡng cho là bình thường thì có thể thêm vào Độc Cô Minh, Hoa Tiểu Ba cũng được. Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh liếc nhau. Tâm thần tương thông, cùng bám theo mông của Hoa Sơ Khai rời khỏi. Triệu Tử Huy nhìn lại, trong lòng cũng quính lên, khốn kiếp, hai tên tiểu tử kia nhất định là đi tiếp cận Mộng Hương rồi, đừng có cho rằng lão tử không biết. Nói cái gì mà chỉ có kẻ có mắt nhìn mới có thể thưởng thức mỹ nhân, lão tử nhìn qua cũng biết Bão Nguyệt và Mộng Hương là tuyệt thế mỹ nhân. Bây giờ chứng tỏ điều này là sự thật, hai tiểu tử kia liền đem mấy câu lúc trước bỏ đi, lại có thể quay đầu lại tranh nữ nhân với lão tử. Có lão thiên mới cho các ngươi tranh. Triệu Tử Huy trong lòng lại hung hăng nghĩ, phải bám theo mông hai gã Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh mới được. Vương Ngọc Phân nhìn đám nam nhân đã đi hết, cũng xoay người đi ra khỏi phòng Hi Bình. Rất nhiều nữ nhân cùng nàng đi khỏi. Trong phòng chỉ còn lại đám nữ nhân của Hi Bình cùng với Âu Dương Chân, Xuân Yến, Độc Cô Tuyết, Đỗ Manh Manh, Thủy Khiết Thu, Thủy Tiên và kẻ lúc nào cũng ngủ say như chết Hi Bình, còn một người luôn yên lặng Hoa Tiểu Thiến nữa. Hoa Tiểu Thiến cũng không liệu được cái gã đầu heo Hi Bình sau khi lau hết vết máu lại tuấn mỹ như thế. Dù cớ trước Triệu Tử Hào cũng nói với nàng muội phu của nàng là một đại mỹ nam, nàng còn không tin. Nhưng tới giờ không tin không được nữa. Chính nam nhân trước mặt này khi còn trẻ lại khiến nàng thất thân hay sao? Âu Dương Chân kéo Xuân Yến sang một bên nói nhỏ, Tiểu Nguyệt mang thai rồi, ngươi biết không? Xuân Yến rùng mình, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai Âu Dương Chân. Là con của Hi Bình. À, Âu Dương Chân dường như hiểu được, lạnh nhạt cười nói, nguyên lai như thế. Thủy Khiết Thu đột nhiên nói, hắn khi nào thì có thể tỉnh lại. Không ai trả lời nàng, vì chính họ cũng không ai có thể trả lời vấn đề này được. Nếu có Tiểu Nguyệt ở đây có lẽ nàng ta mới trả lời được, chỉ là Tiểu Nguyệt lúc này đang ở một căn phòng khác dưỡng thương. Âu Dương Chân nói, Thiến Nhi, theo nương đi ra ngoài. Hoa Tiểu Thiến phức tạp nhìn Hi Bình lưu luyến một hồi. Sau đó xoay người đi theo Âu Dương Chân đi ra, nói, nương,
được rồi, chúng ta đi ra ngoài, con cũng có mấy chuyện hỏi người. Chuyện gì? Hoa Tiểu Thiến nói, tới phòng nương nói sau đi. Hai mẹ con rời đi, Xuân Yến liền ngồi xuống mép giường, chờ đợi nhìn đứa con trai của mình đang ngủ. Thủy Khiết Thu nói, Đỗ Quyên, sao hắn lại thành như vậy? Đỗ Quyên nói, tiểu thư, ta nhất thời cũng không rõ ràng lắm. Người tìm Đỗ Quyên hỏi xem sao. Tiểu thư, tối qua hắn có đi tới chỗ người đúng không? Thủy Khiết Thu ư nhẹ một tiếng, xem như trả lời rồi. Đỗ Quyên mỉm cười nói, Thủy Tiên, xem ra khuôn mặt hắn đã khôi phục rồi, sau khi tỉnh lại hắn có thể tìm người đấy. Tiểu thư, Đỗ Quyên và Thủy Tiên có thể tạm thời xa người một thời gian được không? Thủy Tiên đỏ bừng mặt, hình như rất sợ Hy Bình tỉnh lại lập tức đòi nàng, hai bàn tay nhỏ lắc lắc cánh tay Khiết Thu, khổ cầu nói, tiểu thư, chúng ta về Đại Địa Minh đi. Thủy Khiết Thu nghe xong Đỗ Quyên nói, trên mặt cũng có chút hồng, cũng nghe theo Thủy Tiên yêu cầu, cùng với nàng ta đi ra. Khi nàng xoay người rời đi, còn nói một câu, hắn tỉnh lại thì đừng nói cho hắn biết ta đã tới thăm hắn. Đỗ Quyên nhìn bóng lưng của hai người rời đi, nói, chờ chàng tỉnh lại, ta sẽ nói ngay với chàng là tiểu thư đã tới thăm. Thủy Khiết Thu không có quay đầu lại, nàng không nghe được lời của Đỗ Quyên, chỉ là điều này với nàng không nặng yếu lắm. Ngày mai nàng cùng Lạc Thiên đính hôn rồi, đây là hiệp nghị giữa cha mẹ nàng và Lạc Hùng. Lạc Hùng cũng không phải không biết Thủy Khiết Thu là Tuyết Kình thân, chỉ là hắn cần tới thế lực của Tiên Duyến Cốc. Lạc Thiên cũng vậy, hắn cũng cần Thủy Khiết Thu hỗ trợ. Thủy Khiết Thu thì sao? Đây cũng là nguyện vọng từ nhỏ của nàng, mặc kệ cho tình cảm của nàng với Hy Bình thế nào, nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn ở cùng với hắn. Ít nhất bây giờ là như thế, còn tương lai nàng cùng với hắn có tương lai hay sao? Có lẽ không Seto, vì thế hôm nay nàng đã đến đây. Cũng là muốn thông báo việc đính hôn của nàng với Lạc Thiên, nhưng gặp lại Hy Bình bị mê man bất tỉnh, nàng buông tha hết tất thảy. Vốn dĩ nàng có rất nhiều lời để nói, nhưng mà cho tới khi đi nàng cũng không nói ra. Có lẽ đời này nàng không có cơ hội nói ra lời trong lòng mình rồi. Độc Cô Tuyết đi tới bên cạnh Độc Cô Thi ở mép giường, ngồi xuống, nhìn Độc Cô Thi đang nằm trên giường nói, ngươi là Thi Nhi phải không? Độc Cô Thi ngạc nhiên nhìn Mỹ Phụ trông giống với Đỗ Tư Tư này. Nàng không biết đây là cô của mình. Từ khi nàng bị Hy Bình giữ lấy thì luôn luôn nằm ở trên giường, nam nhân này khiến nàng vài ngày không có ngồi dậy được. Nàng nói, người là ai? Ta là Độc Cô Tuyết, ông nội không có kể với ngươi sao? Độc Cô Thi trên mặt tràn đầy xúc động, nói, người là cô. Đây là Thi Nhi lần đầu tiên gặp người. Cô, không tưởng tượng được người lại còn trẻ như thế. Độc Cô Tuyết vuốt ve mái tóc của nàng. Cười nói, đứa nhỏ này quả biết nói chuyện, sao lại nằm một chỗ bất động như vậy? Độc Cô Thi mặt đỏ lên, nhìn Hy Bình nằm trên một cái giường khác chẳng biết nói thế nào cho phải. Độc Cô Tuyết lại hiểu ra một chút tiểu vô lại kia quả thực có tài làm cho nữ nhân nằm tê liệt trên giường. Độc Cô Tuyết đứng lên, nói Thi Nhi, cô về Đại Địa Minh trước, sau này cô sẽ thường đến thăm con. Vâng, cô đi nhé, Thi Nhi cũng sẽ nhớ người. Độc Cô Tuyết vừa đi. Xuân Yến nhìn nữ hài tử ở trong phòng sau đó nói, Vưu Nhi, Nhu Vân, khi nào con trai ta tỉnh dậy các người hãy chuyển tới nơi này mà ngủ nhé, được không? Vưu Túy không nói gì cả, thì Nhu Vân lại hồng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nói, A Di, Nhu Vân không ở chỗ này ngủ đâu, hắn là người xấu, Nhu Vân sợ hắn lắm. Xuân Yến cười nói, người sao lại sợ hắn chứ? Không phải ngươi muốn giết hắn sao? Nên là hắn phải sợ ngươi mới đúng chứ? Thi Nhu Vân cúi đầu, nói, Nhu Vân cũng hận hắn. Xuân Yến nói, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, dù sao các ngươi ở nơi nào ngủ đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì cả. Sau khi hắn tỉnh lại cũng có thể đi tìm các ngươi. Nhi tử của ta có cái tính xấu thế đấy. Đỗ Quyên cười nói, A Di cũng rất xấu a. Xuân Yến trả lời, tiểu nhi tử này, còn bảo ta là A Di. Các người theo Bình Nhi nên giống như Đỗ Quyên. Gọi lại một lần xem nào. Đỗ Quyên khuôn mặt ửng hồng, có lẽ cao hứng, nói, nương. Xuân Yến mặt mày hớn hở, đứng thẳng người lên, nói các người chiếu cố tốt Bình Nhi nhé, nương phải đi khỏi đây thôi. Manh manh, người cũng đi cùng nương chứ. Đỗ manh manh dạ một tiếng, ôm lấy cánh tay Xuân Yến. Đi ra khỏi phòng tiện thể khép cửa lại. Độc Cô Thi không thấy ngoại nhân, hỏi, sao trên người chàng lại toàn là máu như vậy? Dã Mân Côi tả lại sự việc hôm nay một lần.
Vì vậy, Độc Cô Thi nhớ lại lần Hy Bình đối phó với Thái Hoa Lãng Tử, cũng rất tàn bạo. Nhưng nàng không biết Hy Bình lại đáng sợ như vậy, khi nghe xong vẫn không biết Hy Bình khủng khiếp như thế, chỉ nói chàng đôi khi là như thế đấy. Chàng rất ít tức giận, cho dù bị người khác mắng là vô sỉ, tìm tới đánh nhau, chàng cũng chỉ trương cái mặt của mình ra cười cười mà thôi. Chỉ tới khi chàng bị kẻ khác thương tổn mới khiến chàng tức giận. Tại Thiên Tự Đoạt Soái, chàng vì Tứ Cẩu bị thương mà tức giận, lại vì Tiểu Nguyệt mà không màng sinh tử. Thật sự, các người nên tin tưởng ta, vô luận chàng đối với người khác tàn nhẫn ra sao. Đối với chúng ta mà nói chàng đều thiện lương nhất, trên thế giới này, không có một ai lại đối với địch nhân và cửu nhân của mình thiện lương cả. Đỗ Quyên cười nói, Thi Thư, cái này chúng ta đều hiểu được, mọi người không trách chàng đâu. Sao có thể trách chàng được chứ? Dù thế nào chàng cũng là nam nhân của chúng ta. À, Nhu Vân tỷ tỷ, người nói có đúng hay không? Thi Nhu Vân sửng sốt một chút, dịu dàng nói, ơ, người vấn ta hả? Ta sao biết được, ta không phải là nữ nhân của hắn. Dã Mân Côi trêu nàng ta, Tiểu Nhu Vân của chúng ta đỏ mặt rồi kìa. Thật đáng yêu, chờ khi nào Hy Bình tỉnh dậy, ta bảo chàng hôn ngươi vài cái. Di Tiểu Nhu Vân, ngươi muốn đi đâu thế? Nhu Vân nói, Nhu Vân muốn đi khỏi phòng này, các người đều bắt nạt Nhu Vân. Vưu Túy nói, ta cũng phải đi rồi, Nhu Vân, chúng ta cùng đi. Vưu Túy vượt qua Thi Nhu Vân, cùng nàng ra khỏi phòng. Dã Mân Côi tiễn các nàng đi ra, hỏi, Túy tỷ, đêm nay người có trở lại đây ngủ không? Vưu Túy quay đầu lại trả lời, đêm nay hắn chưa tỉnh lại được đâu, thú tính khi ngủ có lẽ phải một thời gian dài. Trở lại nhân tính chắc phải mai mới được, ta bị hắn ôm ngủ nhiều lần rồi, lúc hắn ngủ cũng không để người ta nghỉ ngơi sao chứ? Thế thì cứ nghỉ ngơi đi nhé. Hắn tỉnh lại có lẽ một loại thú tính khác muốn phát tiết đấy. Dã Mân Côi đóng lại cửa, chợt nghe thấy Hy Bình kêu, Nguyệt Nhi. Nữ nhân thối kia dám đả thương Nguyệt Nhi của ta xé ngươi. Tam nữ trong phòng đều kinh hãi, tưởng hắn tỉnh dậy, lại phát hiện hắn vẫn ngủ say, lời nói lúc nãy có lẽ là ngủ mơ. Dã Mân Côi sững sờ, lẩm bẩm, có lẽ lý tính của hắn bị diệt là ở lúc Tiểu Nguyệt bị thiếu nữ Đông Dương đả thương. Trước đó có lẽ hắn vẫn còn một tia lý trí. Nàng biết chuyện giữa Hy Bình và Tiểu Nguyệt, Hy Bình với sự tình này không có giấu nàng. Đỗ Quyên nói, Mân Côi tỷ tỷ, muội nghĩ chàng với Tiểu Nguyệt có quan hệ không tầm thường. Tình cảm của Tiểu Nguyệt đối với chàng không giống muội muội đối với ca ca, đây rốt cuộc là sao vậy? Dã Mân Côi do dự một hồi, thở dài một tiếng rồi đem chuyện của Hy Bình và Tiểu Nguyệt kể lại. Nàng biết Độc Cô Thi và Đỗ Quyên đều là nữ nhân của Hy Bình, đều cùng yêu nam nhân này. Nhiều nữ nhân của hắn cũng biết rồi, hai nàng cũng có quyền được biết. Độc Cô Thi cùng Đỗ Quyên nghe xong đều lâm vào trầm tư, sự tình này cũng quá hoang đường. Dã Mân Côi thở dài, có lẽ các người không thể tiếp thu, nhưng các người cũng nên giữ bí mật. Chàng giấu rất nhiều người nhưng không giấu chúng ta, có lẽ cha mẹ chàng cũng đã biết nhưng họ không nói gì. Ta đoán có lẽ còn có bí mật bên trong nữa. Các người có phát hiện ra là Hy Bình không giống cha mẹ chàng hay không? Độc Cô Thi trầm tư nói, nhớ rõ ở lúc tỷ võ chiêu thân, Từ Phiêu Nhiên có nói hắn giống như huyết ma Lâm Khiếu Thiên. Dã Mân Côi hỏi, huyết ma? Đỗ Quyên đột nhiên nói, muội nghe sư nương nói xong bào thai của người Lạc U Nhi có nói qua tới huyết ma. Nhớ mang máng khi đó sư nương nói huyết ma với nguyệt nữ mộng tình của Minh Nguyệt Phong từng có một đoạn ẩn tình. Mà nương với mộng tình lại là cựu giao, các nàng có thể có. Dã Mân Côi và Độc Cô Thi hai miệng đồng thanh hỏi, có thể có cái gì? Đỗ Quyên nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy mộng tình thì thấy người có chút quyên mắt. Lúc này nghĩ thấy nàng rất giống Hy Bình. Hơn nữa, nàng nhìn chúng ta rất thân thiết, giống như đang nhìn con dâu vậy, muội chỉ đoán thế thôi. Độc Cô Thi lẩm bẩm, huyết ma cùng mộng tình. Mộng tình và nương, mộng hương và bão nguyệt từng gọi nương là sư cô. Mà nương cũng sử dụng võ công của Minh Nguyệt Phong, cái này. Dã Mân Côi thở dài, thảo nào cha mẹ đối với chuyện giữa Hy Bình và Tiểu Nguyệt vờ như không thấy. Xem ra Hy Bình không phải là thân sinh nhi tử của họ rồi. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào chấp nhận cho huynh muội loạn luân chứ? Đỗ Quyên nói, các ngươi cũng đều khẳng định rằng Hy Bình là con trai giữa mộng tình và huyết ma sao? Độc Cô Thi nói, từ các dấu hiệu trên mà nhìn thì có thể khẳng định. Vậy thì phiền toái rồi. Dã Mân Côi cả kinh kêu lên, tứ đại thế gia và huyết ma có mối thù không đội trời chung,
mà Hy Bình lại là con trai của huyết ma, vậy thì phải làm sao? Tam nữ, ngươi nhìn ta nhìn người. Cuối cùng, người nhỏ tuổi nhất Đỗ Quyên kiên định nói, chỉ còn cách bảo trì bí mật này, mặc kệ chàng là con trai ai, chàng đều là người ta yêu nhất. Muội mặc kệ là thù hay không thù, muội chỉ biết chàng là nam nhân của muội, bất kể trường hợp nào muội cũng ở cạnh chàng. Độc Cô Thi nói, ta cũng vậy. Hai nàng nhìn Dã Mân Côi nói không ra lời, chỉ thấy nàng đi tới mép giường Hy Bình ngồi xuống, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn, nói con trai huyết ma. Kỳ thật rất nhiều người đều hoài nghi rồi, chỉ là chưa có chứng cứ mà thôi. Ta chưa thấy qua huyết ma, nhưng từ nhỏ ở Thần Đao Môn lớn lên, luôn luôn coi huyết ma là kẻ thù lớn nhất. Ma tính của hắn thừa hưởng của huyết ma, ta vẫn như cũ yêu cả ma tính của chàng, yêu tới nhập ma rồi. Đột nhiên ta cũng muốn nhìn mặt huyết ma kia, nhìn xem hắn có giống kẻ đáng sợ như mọi người thường nói hay không. Chẳng lẽ huyết ma thật sự không có điểm nào đáng yêu hay sao? Nhưng vì sao Mộng Tình lại cam nguyện sinh hạ Hy Bình chứ? Ma có lẽ cũng có lương tâm, cũng có thiện lượng. Hy Bình vốn chính là một kẻ vô lại thiện lương, nếu trong dòng máu huyết ma không có thiện lương thì làm sao có thể sinh ra một Hy Bình như vậy? Hoặc là tứ đại võ lâm thế gia đều sai rồi, năm đó huyết ma cũng phủ nhận không sát hại trưởng môn tứ đại thế gia. Với cái loại huyết tính này hắn tuyệt đối không thể nói dối, vậy thì ai lại giết tam đại trưởng môn kia? Dã Mân Côi thì thào tự hỏi rất nhiều, Đỗ Quyền chờ nàng nói xong, hỏi, Mân Côi tỉ tỉ, muội không hiểu rõ, rốt ruột người muốn đối với chàng thế nào? Dã Mân Côi thở dài, ta là người của chàng, là mẫu thân của con chàng. Chàng là ai không quan trọng, quan trọng là ta thuộc về chàng, việc này ta cũng rõ, Đỗ Quyên, ngươi đa tâm rồi. Đỗ Quyên áy náy nói, xin lỗi, Mân Côi tỉ tỉ. Dã Mân Côi vui vẻ ôm lấy nàng ta, cười nói, chúng ta đều là nữ nhân của chàng, ta cũng giống như người yêu thương hắn. Cho dù thế nhân có coi hắn là ma nhân, chúng ta cũng sẽ trở thành thê tử của ma nhân, gọi là ma thê được không? Đỗ Quyên và Độc Cô Thi đồng thanh nói, hay, chúng ta cùng là ma thê của chàng, chúng ta là thần canh giữ của chàng. Hoa Tiểu Thiến tiến vào phòng cha mẹ nàng, mẫu thân nàng hỏi, Thiến Nhi, con có điều gì muốn hỏi nương? Hoa Tiểu Thiến do dự một lát, nói, nương. Hoàng Hy Bình này có phải chính là tiểu hài tử làm cho Thiến Nhi bị đau hồi nhỏ đúng không? Âu Dương Chân sửng sốt nhìn Hoa Tiểu Thiến, chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải. Hoa Tiểu Thiến nói, sư thúc đã nói cho Tiểu Thiến nghe rồi, nhớ rõ khi đó nó vẫn chưa có tên. Lúc còn nhỏ hắn còn rất gầy gò, còn gọi hắn là tiểu hầu tử. Nương, hắn có phải là tiểu hầu tử kia? Trí nhớ của nàng quả nhiên siêu tuyệt, ngay tới cả sự tình lúc 5 tuổi cũng nhớ rõ như vậy. Âu Dương Chân thở dài, đúng vậy, hắn chính là tiểu hầu tử của ngươi. Nhưng mà, Hoa Tiểu Thiến vẫn tiếp tục nói, hắn căn bản không giống tiểu hầu tử. Hắn cường tráng như một con trâu vậy, hơn nữa hắn không đáng yêu như cũ, lại còn có thể tuấn mỹ như vậy, khiến nữ nhân ai cũng động lòng. Nương, hắn gầy như vậy sao lại có thể to lớn như bây giờ được chứ? Âu Dương Chân nói, hải tử lúc nhỏ gầy yếu lúc lớn lên đều cao lớn rắn giỏi. Còn tuấn mỹ, hắn lúc trẻ con cũng rất đẹp đó, chỉ hơi gầy thôi. Hoa Tiểu Thiến chợt uất hỏi, hắn có thể còn nhớ con không? Âu Dương Chân cười nói, đồ ngốc ạ, hắn sao có thể nhớ rõ con được chứ? Khi đó hắn mới sinh được có nửa năm, làm sao có trí nhớ được? Ngược lại là người đó, sao lại nhớ kỹ như vậy chứ? Hoa Tiểu Thiến cười nói, kỳ thật con cũng không nhớ đâu, chỉ là đêm động phòng chợt phát hiện mình không phải xử nữ. Đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ có một lần khóc giống. Sau này sinh ra hài tử cũng dần dần nhớ tới hồi nhỏ bế qua tiểu mạn với tiểu ba cũng đã từng bế một đứa trẻ nữa tên là tiểu hầu tử. Khi đố cô còn thường xuyên bảo con bế hắn, chơi đùa với hắn nữa. Âu Dương Chân bật cười, cô của con hả? Hoa Tiểu Thiến ngạc nhiên hỏi, nương, có vấn đề gì sao? Âu Dương Chân nói, cô ngươi bây giờ là nữ nhân của hắn rồi. Bây giờ bị hắn làm cho không dậy khỏi sàng được kia. Thật là, nữ nhân hoa gia nhà các ngươi, mỗi người đều bị hắn chiếm tiện nghi cả, thật không nên cho hắn sinh ra tại trường Xuân Đường. Phải không, cô, Hoa Tiểu Thiến càng cảm thấy ngạc nhiên. Âu Dương Chân nói, Tiểu Thiến, con không tin thì cứ tới đó mà xem. Nhưng mà đừng làm loạn, dù sao bây giờ con cũng là thê tử của Tử Hào đấy. Hoa Tiểu Thiến nói, nương, cái này con biết. Con sao có thể loạn lai như thế được?
dù sao Tử Hào cũng không kém hắn là mấy. Âu Dương Chân thần bí nói, về phương diện đó hắn so với kẻ nào cũng mạnh hơn. Phương diện nào? Âu Dương Chân nói, hắn là người mang Cửu Dương trọng thể. A, à, Hoa Tiểu Thiến sợ hãi than, thảo nào hỗn đản này lại kiếm nhiều nữ nhân như vậy. Còn nữa, sinh ra chưa lâu đã quơ cả Tiểu Thiến ta, thật sự là giận hắn cực độ. Âu Dương Chân thở dài, người mang cuồng dã tính như vậy nên mới có sự việc ngày hôm nay. Nhưng cũng không tưởng được thú tính của hắn lại nặng như vậy, nếu so với dã thú thực thì còn đáng sợ hơn nhiều. Thiến Nhi, đáp ứng nương, đừng chọc hắn được không? Vâng, nương, Thiến Nhi coi như không biết chuyện này. Kỳ thật trong lòng Thiến Nhi cũng biết là tuyệt không thể tiếp cận hắn. Hắn là loại nam nhân lúc nào cũng khiến nữ nhân cảm thấy nguy hiểm. Toàn thân hắn toát ra ma mị và dã tính khiến nữ nhân nào cũng muốn phạm tội. Nương, Thiến Nhi đi đây, người nghi ngơi đi nhé. Hoa Tiểu Thiến đi ra khỏi phòng, Âu Dương Chân nhìn theo bóng lưng có chút tịch mịch của con gái, nhẹ giọng ta biết ngươi từ nhỏ không quên hắn mà. Ngươi từng không biết có lúc được gọi là tiểu tân nương của hắn nữa. Nhưng mà bây giờ ngươi đã là thê tử của kẻ khác rồi, chỉ mong ngươi đừng có làm sai điều gì, con gái ta. Hoa Tiểu Thiến không nghe được những lời của mẫu thân mình, nàng cũng không trực tiếp trở về tầm thất của mình mà tới gõ cửa phòng của Hoa Lôi. Bên trong truyền đến giọng miễn cưỡng của nàng ta, ai vậy? Cô, là con đây, Tiểu Thiến. Hoa Lôi nói, Tiểu Thiến à, ngươi sao lại tới đây vậy? Chờ một chút, cô bây giờ cử động có chút không tiện. Qua một lúc, Hoa Lôi mới đi ra mở cửa. Hoa Tiểu Thiến nhìn Hoa Lôi khó nhọc, hỏi cô. Sao lâu nay không thấy người ra khỏi phòng vậy? Hoa Lôi bị hỏi đỏ mặt lên, nói, người cũng biết cô thích đọc sách một mình mà. Vòng trong phòng, đóng cửa, Hoa Tiểu Thiến nói, đúng rồi. Cô, con nhớ rõ trước kia người không thích ra khỏi mộc nhân cư sao bây giờ lại tới đại địa minh này vậy? Hoa Lôi không liệu tới đứa cháu gái mình mồm miệng lại lợi hại như thế, chẳng biết phải trả lời ra sao. Để cháu gái phủ cô lên giường nào. Xem cô đi đường khó nhọc vậy, cô phải chăng bị bệnh gì sao? Hoa Lôi nói, đúng vậy, cô cảm thấy mấy ngày nay hơi choáng váng một chút. Hoa Tiểu Thiến giật mình đại ngộ, nói, nguyên lai cô choáng váng đầu a. Thảo nào đi đường đều loạn choạng, cô, người có hay cảm giác buồn nôn không? Sao lại nhanh thế được? Hoa Lôi nhất thời mau miệng, biết lỡ lời liền xoay sang hỏi, Tiểu Thiến, người có phải biết cái gì rồi không? Dám đến đây trêu cô. Hoa Tiểu Thiến cùng nàng ta ngồi tại mép giường, cười nói, cô, tiểu hỗn đản kia vậy mà ngay tới người cũng dám dây vào. Chẳng những thế, lại còn muốn muội muội của con, xem người còn dám bảo hắn là tiểu lão công của con nữa hay thôi. Hoa Tiểu Thiến tịnh không phải tới tận đêm tân hôn mới nhớ lại Hy Bình. Kỳ thật nàng lúc nào cũng nhớ tới đứa trẻ đã làm nàng khóc cả nửa ngày kia. Đây là vì vợ chồng Hoàng Dương khi đem Hy Bình rời đi Hoa Lôi thường trêu chọc nàng, thường nói câu cửa miệng là, Thiến Nhi, có phải ngươi đang nhớ tiểu lão công không đấy? Hoa Tiểu Thiến lúc trước không biết Hy Bình chính là đứa trẻ kẻ đã hủy đi trinh tiết của mình vì không ai nói tên của Hy Bình cho nàng. Mà nàng trong lúc xưa đều gọi hắn là tiểu hầu tử đáng yêu. Hoa Lôi có chút không tiện, nói Tiểu Thiến, là hắn cường gian ta, cô không có biện pháp. Những lời này trở thành lý do của Hoa Lôi, cơ hội ai hỏi tới nàng đều đổ trách nhiệm lên đầu Hy Bình. Nếu không lại làm cho người ta tưởng nàng là cỏ già gặm trâu non thì chết. Hoa Lôi nàng cũng phải có mặt mũi chứ, còn Hy Bình a, da mặt hắn dày lắm. Hoa Tiểu Thiến nói, con tuy chưa tiếp xúc nhiều với hắn nhưng nhìn khuôn mặt cùng với dã tính của hắn, căn cứ cả nữ nhân bên người thì con có thể phán đoán hắn là nam nhân khiến nữ nhân rất khó cự tuyệt. Cô, Thiến Nhi nói đúng không? Hoa Lôi biết Hoa Tiểu Thiến biết cả rồi, cũng đành phải thành thật nói, hắn là nam nhân khiến nữ nhân rất khó cự tuyệt, ngay cả cô cũng không thể cự tuyệt hắn. Tiểu Thiến, cô nói vậy ngươi đã thỏa mãn chưa? Hoa Tiểu Thiến cười nói, thế là được rồi, tính cho cô trung thực, không lừa cháu gái. Hoa Lôi xấu hổ cười, nói, hắn đâu rồi? Hắn đang ngủ. Hoa Tiểu Thiến kể lại sự việc ngày hôm nay, hai cô cháu cứ như vậy ngồi tâm sự với nhau. Trong lúc Lãng Vô Tâm cùng Lạc Thổ trở lại Đại Địa Minh, Lạc Thổ mong muốn hắn tham gia Võ Lâm Đại Hội nhưng bị hắn cự tuyệt. Hắn tuy là người trong Võ Lâm nhưng đối với việc trong Võ Lâm cũng không có quan tâm. Hắn cũng chẳng có lý tưởng thống nhất Võ Lâm hoặc trở thành cự đầu Võ Lâm. Hắn là một người tự do,
cũng giống như cách hắn đối đãi với nữ nhân của mình, khi thích thì ham muốn, khi không thích thì bỏ mặc. Hắn có cuộc sống của hắn, người khác không động tới hắn thì hắn cũng không động tới kẻ khác. Là đệ tử đắc ý tại Tiên Duyến Cốc, hắn đã thừa hưởng đầy đủ phong cách của Tích Hoa Tú Sĩ năm xưa, thậm chí còn tùy ý hơn. Tích Hoa Tú Sĩ từng vì Mộng Tiên mà chuyên tâm kiến tạo nên Tiên Duyến Cốc mà lãng vô tâm, hắn cũng không vì nữ nhân mà thu tâm mình lại. Trước kia hắn tự cao tự đại, nhưng chỉ tại hôm nay, sau khi hắn nhìn thấy Mộng Hương thì chợt phát giác mình dường như không còn tâm nữa. Điều này khiến hắn sợ hãi, tăng tổ của hắn cũng từng vì nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong mà nửa đời cô độc, lãng vô tâm hắn có thể hay không trở thành người giống như tổ sư Tích Hoa Tú Sĩ của mình. Một người tên vô tình, một người tên vô tâm. Cả cái tên cũng giống nhau, vậy vận mệnh có thể hay không giống nhau? Lãng vô tâm không hiểu, hắn chỉ biết rằng mình rất sợ hãi mình sẽ yêu Mộng Hương. Trong sát na lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng, tâm của hắn lúc đó cũng tưởng chừng biến mất, hoặc là trong nháy mắt đã tặng cho Mộng Hương mất rồi. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng bóng hình của Mộng Hương đã khắc sâu vào trong linh hồn hắn, hắn luôn luôn kiên trì không bao giờ động tình với nữ nhân, kể cả khi đứng trước Mộng Hương, hắn cũng giữ vững được lập trường của mình. Nhưng trong giờ phút này hắn đột nhiên hiểu được niềm tin của mình đã bắt đầu dao động. Chẳng lẽ hắn lãng vô tâm lại thật sự vì nữ nhân mà động chân tình sao? Lãng thần nhi, hắn nhớ tới cái tên đầu tiên của mình, đó là một cái tên rất đáng yêu, đã lâu hắn không đụng tới. Lãng vô tâm trở lại nơi ở của hắn, ở chỗ này Hy Bình lưu lại một màn kinh người. Tất cả nữ nhân trong phòng đều nằm la liệt trên mặt đất, động cũng không muốn động. Sáu xử nữ kia ngay cả khí lực ngồi cũng không còn nữa. Hắn bất giác sợ hãi than sức lực của Hy Bình. Hắn trước kia luôn luôn coi thương Hy Bình. Nói thật, đối với võ công hắn cao thấp đều không để ý, nhưng tại phương diện đàn ông này độ sức hắn lại rất quan tâm. Lúc trước hắn nghĩ, thuật phòng the của Tiên Duyến Cốc là thiên hạ đệ nhất, ai ngờ lại xuất hiện một gã hoàng sắc lang. Ngẫm lại sáu xử nữ kia, hắn đột nhiên nghĩ mình bị lỗ vốn nhiều quá. Vốn tưởng rằng Hy Bình sẽ ở trên người nữ nhân thứ hai mà nhuyễn xuống, ai ngờ ngay cả 31 nữ nhân này cũng không làm hàng phục được hắn. Ai, lỗ to rồi. Ti Mô thấy lãng vô tâm trở về, trong ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ, nàng tối hôm qua ám sát thất bại, lại còn mất đi trinh thao của mình, tại sao lại không thể bi phẫn chứ? Nàng căm hận nói, lãng vô tâm, có một ngày ta sẽ giết được ngươi, vì tỷ tỷ báo thù. Lãng vô tâm cười ảm đạm, nói Ti Mô công chủ, cái chết của tỷ tỷ nàng tuyệt không phải lỗi của ta. Tất cả nữ nhân đã cùng ta đều hiểu một câu danh ngôn, sau nửa tháng ta sẽ vứt bỏ ngươi, ngươi có nguyện ý không? Tỷ tỷ của nàng cũng đã nghe qua, nhưng nàng đã nguyện ý. Khi nàng rời bỏ ta cũng rất rõ ràng điều đó, ai ngờ nàng lại tự sát. Nếu biết sớm nàng là một nữ nhân như vậy, lúc trước ta nhất định sẽ không chạm vào nàng. Ta lãng vô tâm có thể cho nữ nhân yêu ta, cũng có thể để họ hận ta, nhưng ta không muốn nữ nhân vì ta mà chết. Một nữ tử áng chừng 20-21 tuổi miễn cưỡng đứng được dậy, đi tới trước người lãng vô tâm rồi phủ phục vào lồng ngực hắn. Một hồi sau, nàng tại bên tai hắn nhẹ giọng, công tử, tối hôm qua người kia nhất định không phải chàng, Phương Nhi có thể cảm giác được thân thể hắn so với chàng cường tráng hơn. Mặt khác dâm căn của hắn cũng rất đặc biệt. Mặc dù thiếp biết chàng cũng là một nam nhân rất mạnh, nhưng tối hôm qua nam nhân đó tuyệt đối không phải là chàng. Chàng lúc yêu đương đều thích ở trong ánh sáng, nhưng tối hôm qua người đó lại không cho phép chúng thiếp thắp đèn, quả thực có chút cưỡng tình đoạt lý. Công tử, vì sao lại cho phép một nam nhân khác tiến vào trong thân thể của Phương Nhi? Phương Nhi mặc dù là nữ nhân từng tại Thanh Lâu nhưng đã được chàng chuộc thân, cũng đã đem cái quý nhất dâng hiến cho chàng. Thiếp biết chàng sẽ không cho phép thiếp ở cạnh chàng bao lâu, nhưng trước khi người chưa vứt bỏ Phương Nhi, thiếp thầm nghĩ chàng sẽ không cho kẻ khác chạm vào người thiếp. Không cần nói nữa, lãng vô tâm che lấy miệng của nàng, hắn không cho phép nàng nói tiếp. Nữ nhân này càng nói càng xúc động càng lớn tiếng. Khó có thể không cho kẻ khác nghe thấy. Ti Mô muốn giãy ra, nhưng lại vô lực, chửi mắng, lãng vô tâm, ta nhất định phải giết ngươi. Lãng vô tâm đẩy Phương Nhi ra cười lạnh, nàng sẽ không thể giết được ta, cho dù nàng ở bên người ta cũng không có cơ hội đâu. Nàng quá yếu, trừ phi nàng đem cả binh lính xà thần tộc tới bằng không, chỉ dựa vào sức lực của mình nàng thì tới cả cái lông chân của ta cũng không làm dụng được đâu. Ta cho nàng đi theo ta bởi ta biết rõ việc đó. Ti Mô công chủ, muốn giết được ta xin trở về lấy được binh quyền của cha nàng rồi hắn tính. Chúng nữ lúc này đều tỉnh hẳn. Nghe được những lời của lãng vô tâm,
trong lòng đều cảm thấy lạnh buốt, nhưng khi các nàng nhớ lại cuồng dã tối hôm qua liền tha thứ cho hắn. Một nam nhân đã có bản lĩnh như vậy thì đều có thể đối đãi với nữ nhân như vừa rồi. Rất nhiều lúc, nữ nhân tha thứ cho nam nhân không phải vì nam nhân kia quỳ dưới chân mình mà trong lúc các nàng ngước lên nhìn hắn. Lãng Vô Tâm nhìn chúng nữ trần truồng, nói các nàng đã đói rồi chứ. Mặc quần áo cùng ta đi ăn cơm chiều, đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng. Ai nguyện ý theo ta hãy ở lại đây thêm vài ngày, nếu muốn đi ta cũng không ngăn trở. Còn nữa, tối hôm qua 6 nàng đổ máu, ăn cơm chiều xong ta sẽ kêu người an bài các nàng ở tại cổ phong tạ nơi đây. Nơi đây là phòng khách dành cho nữ nhân, các nàng từ giờ sẽ không hề là nữ nhân của Lãng Vô Tâm ta, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Các nàng sau này muốn đi đâu đều tùy tiện, ta mặc kệ. 6 nữ hài tử kia ngoại trừ Timo, trong sâu thẳm ánh mắt đều lộ vẻ bi thống, trong cái bi thống đó lại có một tia tức giận. Lãng Vô Tâm không để ý, hắn gọi người đưa 6 nữ hài tử này tới cổ phong tạ, sau đó cùng với nữ nhân của hắn đi ăn cơm chiều. Ăn xong, nữ nhân còn lưu lại bên người hắn chỉ có 7 người, trong đó một là Phương Nhi. Lãng Vô Tâm rất muốn để nàng rời đi, nhưng nàng không có đi lại còn uy hiếp hắn. Phương Nhi nói, nếu chàng dám đuổi thiếp đi, thiếp sẽ công khai chuyện tối qua. Lãng Vô Tâm đau đầu nói, không nói chuyện đó nữa vậy. Thi Bình tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau, Dã Mân Côi, Độc Cô Thi và Đỗ Quyên còn đang chìm trong giấc ngủ. Các nàng tối qua đã canh chừng cho hắn cả đêm, sợ hắn nửa đêm bị tỉnh giấc, vì thế tới bây giờ hắn mới tỉnh dậy. Điều này đương nhiên Hy Bình không biết, hắn chỉ biết là mình đang nằm trên giường, thân thể nhuốm máu, quần áo hoàn toàn bị phá hủy, vết máu làm cho giường hoàn toàn lem luốc. Hắn lắc đầu nhớ tới vừa rồi tựa hồ mình vừa mới cùng thôn dã đánh nhau. Hắn cũng không rõ là bây giờ đã là sáng ngày thứ hai sau khi xảy ra sự việc, mà làm sao bây giờ hắn vẫn còn đang ngủ trên giường. Phải rồi, còn có Mộng Hương, hắn hình như là đã tựa trên ngực Mộng Hương mà khóc. Làm sao lại phải khóc nhỉ? Mẹ nó, thật là mất mặt, giống như là học theo hài tử rúc đầu vào vú mẹ mà khóc. Việc này sao ta lại có thể nhớ rõ ràng như vậy, mà lại không nhớ vì sao mình lại khóc? Hy Bình không nhớ ra vì sao mình lại dựa vào ngực Mộng Hương mà ép khóc, việc này khiến hắn rất là phiền não, nam nhân khóc vốn là chuyện không còn gì là thể diện, huống chi hắn lại còn khóc tu tu trong lòng một nữ nhân. Trời đất ơi, hắn là quyền vương và ca thần đó, thiên tài tuyệt đối như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ mà dựa lên vú của Mộng Xú Thí mà khóc, nhất định là nằm mơ, hừm, chính là nằm mơ. Là khóc ở trong mơ, chỉ có thể là như thế. Không ai thấy nhé. Ha ha, hắn cười ha hả rất là đắc ý, đánh thức 3 nữ nhân, Đỗ Quyên trợn mắt nói, hỗn đản, chàng cười cái gì? Hy Bình sửng sốt, phải rồi, cười cái gì, sao phải nói cho các nàng? Xấu hổ lắm đó, thiên tài Hoàng Hy Bình bỏ qua chuyện xấu hổ đó, hắn nói, không cười gì cả, vừa rồi ta nằm mơ, rồi cười thôi. Đỗ Quyên, ta sao lại nằm ở đây, trên người toàn là máu? Dã Mân Côi nói, ngày hôm qua chàng bị người ta đâm, đương nhiên trên người đầy máu. Thật vậy, không thể nào, ta ngày hôm qua hình như một mình đòi đâm người, hơn nữa đều là đầm nữ nhân, làm sao có thể bị người ta đâm? Thiên tài như ta sao lại có lúc mơ hồ như vậy? Hắn hỏi tiếp, ai dám đâm lão tử là quyền vương, không thể nào, bị đánh mà không biết. Ta vừa rồi còn cùng người Đông Dương đánh nhau mà. Đỗ Quyên cười, đó là chuyện ngày hôm qua, đại hỗn đản. Nàng cười rất vui vẻ, Hy Bình quả nhiên không nhớ nhiều việc ngày hôm qua, việc khiến nàng cảm thấy yên tâm rất nhiều. Hy Bình giật mình đại ngộ, vậy cũng không phải là hắn đâm ta nhớ kỹ là đã dùng một quyền đánh gãy tay hắn, máu trên người ta chính là của hắn, ôi, Đỗ Quyên Nhi, hắn ta ra sao rồi? Dã Mân Côi nói, hắn đương nhiên phải đi chữa thương, còn phải hỏi gì nữa? Ta đã nói ta là quyền vương rồi, một quyền thôi là cho hắn về nhà dưỡng thương, tiếp đến sẽ tìm đến xử lý Lạc Hùng. Mẹ nó, đến Long Thành là để đánh bại hắn, cái gì mà thiên hạ đệ nhất, đánh cho nhạc phụ ta nằm liệt giường, hại ái vũ nhi của ta khóc thật lâu, không đánh hắn thì không còn mặt mũi nào nữa. Đỗ Quyên Nhi, ta thực sự đã ngủ một ngày, một đêm chứ. Ta ngủ ra sao, thiên tài tự khoa trương một trận, lại không thể không thỉnh giáo người khác. Đỗ Quyên nói, chàng ngủ ở trong lòng Mộng Hương. Sặc, vậy không phải là mộng à? Nguyên lai là sự thật, hắn thật sự đã chui vào lòng Mộng Xú Thí đó mà ngủ. Chao ôi, hoàn hảo,
tuy nói là mất thể diện, nhưng tính ra cũng chiếm được chút tiện nghi, ăn đậu hủ của Mộng Xú Thí, tính ra, coi là hòa. Thi Bình cởi mở được tấm lòng, rồi hỏi, ba nàng cùng ta đi tắm chứ? Dã Mân Côi đáp, chúng thiếp không có thói quen tắm vào buổi sớm, chàng đi tìm Lôi Lôi của chàng đi. Thi Bình hôn Dã Mân Côi một cái, rồi bỏ chạy ra ngoài. Tới tẩm thất của Hoa Lôi, phát hiện ra Hoa Lôi không có mặt ở đó, hắn đoán chừng nàng đang tắm rửa, liền đi đến phòng tắm. Hoa Lôi quả thật đang ở trong phòng tắm, Thi Bình liền hô, Lôi Lôi, mở cửa, là tiểu lão công của nàng tới. Hoa Lôi ở bên trong nói, không có người khác à? Ngốc quá, nếu có người khác, ta lại gọi nàng mở cửa à? Hoàng Hy Bình, người đợi ta ở đó, dám nói ta ngốc à, ta với người kết thúc. Hoa Lôi kêu lên cuồng loạn. Có tiếng cửa mở vang lên, Hy Bình nhìn thấy Hoa Lôi đang rạng rỡ như hoa xuân, cười to ta chính là đang muốn đến kết thúc nàng đây. Hắn nhanh như chớp tiến vào phòng tắm, đưa tay đóng chặt cửa lại. Ngươi làm sao mà người đầy máu vậy? Tiểu hỗn đản, đừng chạm vào người ta, bẩn chết người. Thi Bình xoay người vừa định ôm nàng, nàng liền lớn tiếng kháng nghị, ngươi chờ đó, đợi ta tắm rửa xong sẽ tắm cho ngươi. Hoa Lôi xoay người đi vào chậu rửa tự mình tắm rửa tiếp. Sao có chuyện này chứ? Thi Bình liền cởi trang phục rách dưới đầy máu của mình ra, trần truồng đi đến trước mặt Hoa Lôi. Hoa Lôi nhìn thân thể hùng tráng của hắn, ở phần dính máu phía dưới, phảng phất có thể làm nàng ta nhìn đến mê man. Cái đó dính máu thật là mang theo mị lực đầy dã tính của nam nhân, cơ hồ làm toàn thân nàng nóng lên, nàng nói, trên người ngươi có rất nhiều vết thương. Thi Bình nói, qua vài ngày sẽ không thấy vậy nữa, Lôi Lôi, nàng tắm cho ta có được không? Hoa Lôi ngẩn người ra, ngươi trở nên khách khí hồi nào vậy? Thi Bình cười, cũng không phải khách khí. Mà là ta biết Lôi Lôi của ta thích sạch sẽ. Ta cũng thích được sạch sạch sẽ như Lôi Lôi, cho nên cũng quyết định cho nàng được tắm cho ta. Hoa Lôi cười duyên, đến đây đi. Cái chậu này có thể chứa hai người. Mà ngươi nên biết, trước kia ngươi ôm ta ở trong chậu này tắm rửa, nhưng lần này ngươi không được làm mấy chuyện xấu đó nữa. Người ta tắm rửa xong cần phải đi ra ngoài đi dạo, được chứ? Thi Bình cúi đầu hai tay trống lên thành chậu. Hai mắt nhìn chằm chằm vào thân thể nữ nhân trắng nõn trong nước, hạ thể bất giác quật khởi, ngoài miệng từ chối nói, ta nhìn bóng ta ở trong nước, nhìn như thế nào cũng không ra sắc lang. Lôi Lôi, nàng thực là nói oan cho ta. Ngươi mà nhìn bóng của ngươi trong nước à, ngươi đúng là tên tiểu bại hoại, có ta ở trong chậu, nước làm sao có thể không dịch chuyển hả? Trong nước chỉ có thân thể của ta, ngươi không phải sắc lang, nhìn xem hạ thể của chính mình đi, tiểu hỗn đản. Đem cái xấu xa đó hạ xuống đi, nhìn đủ chưa? Thiệt là, người ta cũng không phải không như thế. Hoa Lôi rốt cục cũng không nhịn được, hành động điên dại. Thi Bình vỗ nhẹ trong nước tiến lên, dựa vào đó mà tiến vào, nước vốn đang rất thanh khiết bỗng nhiên hồng lên, giống như sắc mặt cô gái trong trắng làm chuyện đó vào ban đêm. Hắn ôm Hoa Lôi vào trong lòng, nói, Lôi Lôi, nàng giúp ta kỳ cọ. Có nàng ở đây, hai tay ta. Chúng thực sự muốn được tự do, được không? Hoa Lôi lườm hắn một cái, đứng lên giúp hắn kỳ cọ mặt, sau đó kỳ cọ thân thể cho hắn. Tay của Hy Bình hoạt động trên thân thể yêu kiều của nàng, hắn nhìn khoảng đen xinh đẹp, ẩm ướt trước mắt, đưa đầu dí vào nơi đó, than vãn, Lôi Lôi, ta có tàn nhẫn không? Hoa Lôi sửng sốt không trả lời hắn, chỉ yên lặng kỳ cọ thân thể hùng tráng của hắn. Hy Bình không phải là hoàn toàn không nhớ rõ việc hôm qua. Chỉ là trong trí nhớ của hắn, rất là mơ hồ thôi. Nhưng hắn giết rất nhiều người, thì hắn luôn hiểu được, nên giống như trong bầy sói cắn giết lẫn nhau, ngày hôm chắc là cũng có rất nhiều người bị hắn giết. Đối với việc giết sói, lòng hắn không để ý đến, nhưng đối với việc giết người, hắn thực sự không thích. Hắn từ nhỏ đánh nhau nhiều, nhưng giết người rất ít. Có lẽ bạo lực là đam mê của hắn, cho nên bình thường hắn đều có thể khống chế được kết quả của nó. Mà ngày hôm qua hắn hết lần này đến lần khác không thể khống chế, đây là điều hắn không thể đoán trước được. Hắn biết, sở dĩ nổi giận như vậy, ít nhiều có quan hệ với việc hắn ăn nội đan của Hỏa Vân Sư Hổ và Thiên Niên Huyết Xà. Hắn cũng không hối hận vì đã giết người, cũng rất không thích bản thân mình điên cuồng khi giết người, cũng không tưởng trong lúc thần trí mơ hồ đã giết ai. Hắn nói, Lôi Lôi, kỳ thật trong mộng ta nghĩ đến thân thể mềm mại ấm nóng của các nàng. Khiến ta dồn toàn bộ bạo lực lên trên thân thể hương khiết của các nàng. Đối với chém giết võ lâm,
ta không nghĩ là tham dự đến. Chúng ta ở Hoàn Sơn thôn luôn có chuyện đánh nhau, nhưng sau khi đánh nhau chúng ta luôn là bằng hữu. Chúng ta chỉ cùng lắm là đả thương người, một loại thương thế rất nhẹ vậy, tuyệt không làm mất mạng người khác. Hoa Lôi than vãn, mặc kệ ngươi dính máu tươi bao nhiêu người, ta đều giúp ngươi kỳ cọ cho sạch hết. Kỳ thật người trong võ lâm, không có ai là không rích máu. Võ lâm đổ máu là truyền thống, không có chém giết đổ máu, sao gọi là võ lâm? Hy Bình đáp ngay, ta không phải là người võ lâm. Hoa Lôi nói, ngươi đích xác không thuộc võ lâm, chỉ là vì ngươi thân tại giang hồ, ngươi không chọc người, người khác cũng sẽ chọc ngươi, bởi vì sự cường đại của ngươi là trở ngại đối với kẻ khác. Hai tử, có lẽ từ nay về sau ngươi cũng phải giết ngày càng nhiều người nữa, bởi vì có rất nhiều kẻ muốn giết ngươi, ngươi có thể để bọn chúng tùy ý giết ngươi. Nàng rõ ràng biết Hy Bình là con trai của huyết ma. Một ngày nào đó, thân phận này sẽ bị tiết lộ trên giang hồ. Đến lúc ấy, cả võ lâm chánh đạo đều sẽ đuổi giết hắn. Với tính cách của hắn, thì mặc kệ chánh tà, chỉ cần ai muốn giết hắn, hắn rốt cuộc cũng sẽ đánh lại. Và rồi một huyết ma mới cũng sẽ xuất hiện. Nàng gọi ta là hài tử. Hoa Lôi khẽ cười, chàng là nam nhân của Lôi Lôi, nhưng có khi Lôi Lôi cũng thích quát mắng chàng như hài tử. Hy Bình nói, ta từng nói qua, ta tuy không giết người, nhưng cũng không thích bị người giết. Thật đáng tiếc, mỗi kẻ muốn giết ta, đều bị ta giết chết. Ta phải làm cho họ chết trước, bằng không chính ta phải chết. Mà nếu ta chết, thì làm sao nói chuyện được với các nàng? Hoa Lôi ngồi xuống, Hy Bình xoay ngược thân thể nàng lại, ôm nàng vào lòng, ôm lấy eo nàng, dương căn từ phía sau đi vào khu vực mềm mại màu đen của nàng. Nàng khẽ rên lên một tiếng, thuận theo thế của Hy Bình, nhấp nhô theo, rồi cất tiếng, cho nên thiếp thà chọn để chàng giết người, còn hơn để chàng bị người giết. Chàng là tất cả của Lôi Lôi. Nếu chàng chết, Lôi Lôi biết làm sao bây giờ? Úp, tiểu hỗn đản, đừng làm mạnh quá, Lôi Lôi còn muốn đi ra ngoài tiêu khiển. Thiếp không muốn tiếp tục nằm ở trên giường, rất nhiều người đều cười Lôi Lôi đó. Hai tay Hy Bình di chuyển từ mông lên xoa bóp trên ngực nàng, nói, Lôi Lôi, nơi này của nàng so với trước đó vài ngày đầy đặn hơn nhiều. Cho nên ta nói nàng phải vận động nhiều hơn, đối với nàng rất có lợi, không có gì là bất lợi, hắc. Lôi Lôi, nàng đứng lên đi, ta làm cho nàng biết ta không chỉ dùng bạo lực để đánh người, mà còn có tác dụng hàng đầu đó là làm đẹp đó. Thiếp sớm đã biết, tiểu bại hoại. Hoa Lôi đứng thẳng người, bám vào chậu rửa, kiều thể cúi xuống, hai tay bám vào thành chậu. Hy Bình cũng đứng lên từ phía sau ôm nhẹ lấy nàng, mông dồn về phía trước, dương căn tráng kiện tiếp tục nhét vào hang động mềm mại của Hoa Lôi, cuồng dã kéo ra kéo vào. Hai tay Hoa Lôi bám chặt lấy thành chậu, tiếng thành chậu cọ vào nhau và từ mồm nàng phát ra liên tiếp không ngừng. Nước từ trên người bọn họ chảy ra nhập vào chậu rửa. Màu nước đỏ phản chiếu bóng hai người thật là kích tình, làm cho kẻ khác cảm thấy như bị những giọt nước đó thiêu đốt, giống như hai người bọn họ đang bị thiêu đốt cả thân thể lẫn linh hồn. Kỳ thật chém giết và tình ái có tồn tại cùng một loại tính chất. Hoa Lôi biết, nam nhân bạo lực và cuồng dã nếu không xuất hiện khi chém giết, thì sẽ hiện ra khi làm chuyện tình ái. Vô luận bạo lực trong khi chém giết cũng như làm chuyện tình ái, bọn nàng đều thích. Bởi vì nàng đã hiểu rằng, bạo lực trong chém giết chính là bộc phát để bảo vệ bọn nàng, giống như bạo lực trong tình ái vậy. Nàng nghĩ, đã là đàn bà thì đều thích phương pháp kích tình như thế. Hy Bình nghe nàng nói, không làm cho nàng hoàn toàn tê liệt. Nên hắn chỉ làm cho nàng cảm nhận một lần cao chiều kích tình và hoàn mỹ, sau đó buông tha nàng, làm cho nàng còn có thể đứng dậy mà hành tẩu. Hắn nhớ là nàng còn phải đi ra bên ngoài. Chỉ riêng vấn đề đi ra, Hy Bình vốn không có quần áo mặc, chẳng lẽ bảo hắn lấy quần áo của Hoa Lôi để mặc. Hay ra, biến thái. Hắn lấy khăn tắm quấn quanh hông, giọng đắc ý nói với Hoa Lôi lúc này đã mặc quần áo, Lôi Lôi, như thế này có thể đi ra ngoài không? Hoa Lôi cười, thà người không mặc quần áo còn hơn. Hy Bình nói, Lôi Lôi, chủ ý này tốt lắm, ta đang muốn cho thân thể ra ngoài tắm nắng. Hoa Lôi sẵn giọng, chàng dám. Dừng lại một chút, lại nói, chàng ở đây một hồi, thiếp đi ra ngoài mang quần áo chàng tới. Còn đợi chờ gì nữa? Hy Bình bất đắc dĩ, nhưng Hoa Lôi đã đi ra khỏi. Hắn nhìn nhìn dục bàn, cái đầu, thiên tài, dịch chuyển, trong bụng tính toán, khuấy động nước trong dục bàn. Tiếp theo hắn dịch người tới, tung một cước giẫm nát tấm gỗ phía trên dục bàn,
rồi cả tấm ván phía dưới đáy chậu cũng không loại trừ. Hắn lại bước vào trong dục bàn, nắm hai bên dục bàn nhấc lên, dùng phần tròn còn lại của dục bàn che lấy bộ phận đó, rồi cười to, thế này đúng là quần gỗ không sai rồi. Chính là do hai tay ta bỏ ra chút điểm khí lực. Hảo, phải đi ra ngoài cho mọi người xem phát minh của ta. Hắc hắc, nguyên lai quần áo của nam nhân cũng đẹp mắt thật. Quả nhiên đúng là thiên tài. Thi Bình mới ra đến cửa, liền thấy Hoa Lôi và Đỗ Quyên đâm đầu vào, Đỗ Quyên vừa thấy tình cảnh này liền ôm bụng mà cười, Hoa Lôi cũng vậy. Nàng cười không ra hơi, tay quơ quắp nói, Hoàng Hy Bình, tên hỗn đản này, dám đem dục bàn thiếp mới mua hủy đi. Thiếp phải cào nát thịt chàng ra. Ai, đây mới đúng là một kết quả bạo lực. Thi Bình đang ở trong phòng đùa giỡn với tứ nữ, Hoa Tiểu Ba đột nhiên chạy đến và gõ cửa, tỷ phu, không xong rồi, Từ lão đầu đang kéo một đám người đến tìm huynh kia. Độc Cô Thi hoảng hồn, Thi Bình mở cửa ra nói, để kêu cái gì, lão ta đến thì liên quan gì đến ta. Hoa Tiểu Ba bối rối đáp, tỷ phu, huynh quên Thi Nhi là con dâu của lão ta sao, hôm nay lão ta trở lại Đại Địa Minh rồi lập tức phóng đến Phong Nhân Việt, để thấy mặt lão ta đen thui trông rất khủng bố. Hiện tại ngoài đại sảnh, Đỗ Trang Chủ và Độc Cô lão gia tử đang ngăn cản lão, để nghĩ huynh nên trốn đi. Ta trốn, sao ta lại phải trốn, lão ta muốn đánh nhau hả? Máu của Hy Bình lại nổi lên, dám kêu quyền vương này trốn hả, cứ nghĩ rằng ta là Hoa Tiểu Tử chắc. Ha, không trốn. Dã Mân Côi nói, Hy Bình, chàng trước tiên hãy tránh đi, tuy chàng không sợ ông ta, nhưng ông ta là một phần của tứ đại võ lâm thể gia. Chàng đánh với ông ta hiển nhiên là không tốt, huống hồ hai nữ nhi của ông ta lại có mối quan hệ hồ đồ với huynh nữa. Thi Bình nói, hiện giờ ông ta đã rút ra khỏi tứ đại võ lâm thế gia rồi. Hoa Lôi hốt hoảng nói, chàng tốt nhất hãy tránh đi, những chuyện khác để chúng ta nói, nếu chàng xuất hiện ở đây thì chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp, Từ Phiêu Nhiên Tịnh không phải là loại người không có đạo lý, khi nói cho ông ta hiểu thì mọi chuyện sẽ êm thôi. Thi Bình tỏ vẻ không vui, thật sự là muốn ta trốn sao? Hoa Tiểu Ba ở bên ngoài nói, không cần trốn nữa. Hoàng Hy Bình, cái tên gia hỏa thương phong bại tục nhà ngươi, hãy ra đây cho ta, tiếng Từ Phiêu Nhiên phẫn nộ gầm lên. Thi Bình vừa nghe, thân người thẳng tới, đang muốn trốn đi ra ngoài, thấy Độc Cô Thi đang nằm ở trên giường, đột nhiên cúi lưng xuống dưới giường để trốn. Tránh ra, Từ Phiêu Nhiên đi vào trong phòng. Phía sau đi theo hắn một đám người, hắn không thấy Hy Bình ở trong phòng, nên nói, Hoàng Hy Bình đã chạy trốn đi đâu. Hoa Lôi nói, hắn sáng sớm đã đi khỏi, bây giờ còn chưa có trở về, chúng tôi cũng không biết hắn đi đâu. Từ Phiêu Nhiên đi đến trước giường Độc Cô Thi, dương mắt nhìn Độc Cô Thi trên giường nói, ngươi là thê tử của nhi tử ta, ngươi còn nhớ rõ không? Độc Cô Thi thẹn thùng ửng hồng lên nói, vâng. Từ Phiêu Nhiên cười lạnh nói, ngươi biết là tốt rồi. Hắn đề cao giọng lên, ngươi có biết bây giờ ngươi nằm ở trên giường của ai không? Đi theo ở phía sau là Độc Cô Phách, lão đỏ mặt lên, yên lặng bỏ đi, hắn vốn là muốn khuyên Từ Phiêu Nhiên vài câu, lúc này hiểu được là không có mặt mũi, chỉ là tùy ý bọn họ xử lý như thế nào. Hoa Lôi nói, nhưng nhi tử ngươi đã chết, chẳng lẽ muốn thi nhi thủ tiết cả đời? Từ Phiêu Nhiên hỏi, ngươi là ai? Hoa Sơ Khai nói, Từ huynh, nàng ta chính là muội muội. Thì ngươi nói chuyện đừng có lớn tiếng như vậy, đúng là. Lại không dám kêu giống to, lão tử Hoa Sơ Khai muốn ngươi trả tiền nữa. Từ Phiêu Nhiên nói, âu, nguyên lai là Hoa Tài Chủ muội muội, đã nhiều năm rồi, thật sự không biết ngươi có một muội muội như vậy, Hoa Sơ Khai, ta nói nhỏ giọng như vậy đã rất khách khí, lại lớn tiếng ngươi chưa từng nghe qua, ta đang xử lý việc nhà, thỉnh ngươi đừng làm gián đoạn, lão tử lại không phải người bệnh. Hoa Sơ Khai cả giận nói, Từ Phiêu Nhiên, trả tiền. Lão tử đúng là không trả, người đối đãi ta như thế nào? Từ Phiêu Nhiên bắt đầu chơi trò vô lại. Đỗ Thanh Phong nói, Phiêu Nhiên, chúng ta đi ra ngoài thương lượng lại, tại sao làm chuyện bực mình ra như vậy? Cái chết của Thanh Vân chúng tôi cũng rất thương tâm, chỉ là người chết đã chết rồi, người như vậy, Thanh Vân cũng không thể sống lại. Từ Phiêu Nhiên nói, ta cũng không phải là người không nói đạo lý con người. Thanh Vân thì đã chết, Độc Cô Thi lại không có giống cho Từ gia, nàng muốn đi đương nhiên ta vui lòng buông thả nàng cải giá với ai ta đều mặc kệ, nhưng không thể tiện nghi tên Hoàng Hy Bình hỗn đản kia, ta lão tử ghét nhất, không thể nói chuyện tình cảm trước mặt hắn, Độc Cô Thi, ngươi không muốn đi theo ta trở về.
Lạc Thổ đứng ra trung gian nói, thì nhi nàng nên theo Từ Bảo chủ về đi. Độc Cô Thi mạnh dạn can đảm nói, trở về gả cho ngươi. Phải, Từ Phiêu Nhiên nói, ta đúng là muốn cho ngươi lấy Lạc Thổ. Độc Cô Thi nói, ta không muốn lấy chồng, đánh chết cũng không lấy hắn, ta bây giờ không phải là người của Từ gia, ta là người của đại ca, ta không đi đâu, ta ở chỗ này. Ngươi, ngươi Từ Phiêu Nhiên chỉ vào Độc Cô Thi phẫn nộ nói không nên lời. Tiếng ho, người già, khi giận thường hay ho, âu khí không thuận nha. Từ Bạch Lộ vỗ vỗ lưng phụ thân nói, phụ thân, người không cần tức giận, đại tẩu muốn với ai hãy để nàng quyết định, phụ thân, nàng dù sao cũng là đàn bà đứng ở góc độ đàn bà nàng cũng đồng tình Độc Cô Thi. Từ Phiêu Nhiên nói, các ngươi hai tỷ muội có phải là muốn tức chết ta không? Muốn các ngươi lấy Lạc Thiên thiếu gia, các ngươi hết lần này đến lần khác không muốn có phải là muốn lấy Hoàng Hy Bình tiểu tử kia? Từ Hồng Hà mặt đỏ hồng, Từ Bạch Lộ không dám nói lại. Từ Phiêu Nhiên nói, Độc Cô Thi, người rốt cuộc có theo ta trở về hay không? Độc Cô Thi kiên quyết nói, không. Từ Phiêu Nhiên nói, Lạc Thổ, giúp ta bế nàng ta trở về, chỉ cần trở lại đại địa minh nàng đúng là người của ngươi. Mẹ nó, Từ lão đầu, ngươi làm lão tử bực mình, ở dưới giường truyền đến một tiếng gầm lên. Hy Bình bò từ dưới giường ra, Lạc Thổ đang muốn ôm Độc Cô Thi. Lại bị Hy Bình đứng thẳng dậy ngăn trở, hắn giận dữ nói, Hoàng Hy Bình, cút đi, nếu không ngươi sẽ chết không rõ minh bạch. Hy Bình cười rộ lên điên cuồng, trong mắt tà tính càng ngày càng đặc. Vương Ngọc Phân đột nhiên hô, Hoàng Hy Bình, ngươi cho ta bình tĩnh một chút, có phải là ngươi nổi điên? Đỗ Quyên lắc tay Hy Bình, tựa vào vai hắn nói, đại ca, đừng giữ như vậy. Lúc này Vưu Túy vừa vặn đi tới cửa tránh, nghe được Lạc Thổ đại ngôn. Nàng rút kiếm ra đi tới bên cạnh Hy Bình nói, người nếu không lùi trở lại, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Tứ Cẩu cùng Hoàng Đại Hải bước vào trong phòng, Tứ Cẩu cười nói, Đại Hải, có người muốn đại ca ngươi chết không rõ minh bạch. Hoàng Đại Hải trầm giọng nói, chỉ sợ người chết là hắn, Lạc Thổ, muốn đánh nhau đến đây, chớ chọc đại ca ta, người không đánh lại huynh ấy đâu. Lôi Long quay đầu cười nói, người Hoàng Sơn thôn các người luôn khiến người ta phải điều chỉnh. Lạc Thổ, người trở lại đại địa minh gọi hết các huynh đệ của ngươi tới đây. Lôi Long ta cũng muốn được giãn xương cốt, Bích Nhu, nàng không phản đối chứ? Bích Nhu đáp, nếu khi mà huynh có thể thắng, muội không phản đối. Lôi Long cười rạng rỡ và nói, thập đại đệ tử của đại địa minh, tuy là phần tử khác của võ lâm, nhưng Viễn Dương tiêu cục của ta, cũng không dễ dàng có thể bại trước họ được. Triệu Tử Uy vát lên vai Độc Cô Minh hỏi, Uy, Tình Dịch. Có nhiều người muốn muội muội của ngươi, sao ngươi không nói gì vậy? Độc Cô Minh hôm nay kỳ thật cơn thịnh nộ đã tiêu tan, đang bàng quan đứng quan sát tất cả mọi chuyện, lúc này nghe được lời của Triệu Tử Huy, bạo nộ quát, hắn dám đụng tới muội muội của ta, ta đá vỡ đầu hắn. Mẹ chứ, cứ nghĩ rằng quyền của hắn mạnh lắm hay sao, cưới em gái ta. Có mà mơ, hắn trong lúc phẫn nộ chẳng còn có thể đưa ra được những lời đẹp đẽ nữa. Độc Cô Minh đi đến bên giường của Độc Cô Thi ngồi xuống, cùng lúc vuốt nhẹ vào mà của Độc Cô Thi đang hoảng sợ, an ủi tam muội, không nên sợ hãi, có đại ca ở đây, không ai có thể dọa nạt muội. Độc Cô Thi đang ngồi, nhẹ nhàng dựa vài vai Độc Cô Minh, rồi nói, đại ca, đa tạ huynh. Độc Cô Minh cười khẽ nói, ngươi là muội muội ta đương nhiên bảo vệ cho muội, ta không phải gia gia lão thì quan trọng chuyện thể diện, việc đến nước này. Độc Cô Minh ta cũng không cần thể diện nữa, chỉ cần muội vui vẻ là được, việc khác toàn bộ đều đánh giám hết. Độc Cô Thi lau nước mắt, nói, đại ca, huynh thật quá xấu, nhưng Thi Nhi rất thích bộ dạng này của đại ca. Triệu Tử Hào nói, Lạc Thổ, ngươi nên lui trở về đi, chuyện này đối với ngươi không có lợi, Lạc Hùng tuy là võ lâm minh chủ, nhưng tứ đại võ lâm thế gia bọn ta không có tham dự tranh đoạt chức vị võ lâm minh chủ, nói cách khác, lúc cao hứng. Bọn ta thừa nhận chức vị võ lâm minh chủ của hắn, đồng thời một vài tình huống nào đó nghe theo sự an bài của hắn, bằng khi bọn ta không hứng thú, hắc hậu quả thì không cần phải nói. Bọn ta đến đây, là giúp cho các người đánh Thái Âm giáo, nói cách khác bọn ta cùng đại địa minh các người mạo phạm lẫn nhau, lão nói thật, cho dù như thế, bọn ta cũng không việc gì phải sợ hãi. Điểm này, tin rằng ngươi hiểu rõ. Lạc Thổ trầm tư nữa khác, nói, đừng cho rằng Lạc Thổ ta sợ bọn ngươi. Nếu không phải nghĩ cho đại cục, trong bọn người các ngươi ai dám huy anh hoang lần nữa. Hắn tức giận bất bình lui về cạnh Từ Phiêu Nhiên, Từ lão gia,
Lạc Thổ tạm thời bất lực. Từ Phiêu Nhiên nói, điều này cũng không ngạc nhiên, ở đây tất cả đều là một lũ điên cả. Đỗ Thanh Phong nói, đi thôi, Hoàng tiểu tử, chúng ta đi ra ngoài cùng Độc Cô lão gia uống trà tốt hơn, chúng ta đều già cả rồi, để bọn trẻ xử lý việc này đi. Bọn chúng ắt biết rõ việc của bọn chúng. Hoàng Dương nói, từ đại ca, chờ đến lúc lão hết nóng giận, chúng ta lại cùng ra uống trà, kỳ thực nhi tử ta không tệ, lão đừng ngại đem hai đứa con lão cho nhi tử của ta. Từ Phiêu Nhiên quay đầu nhìn Hoàng Dương nói, Hoàng tiểu tử, người cầm miệng cho ta. Hoàng Dương kéo Xuân Yến đi theo Đỗ Thanh Phong rời khỏi căn phòng, Từ Phiêu Nhiên nói, Độc Cô Thi, người thật sự quyết định đi theo Hoàng Hy Bình. Độc Cô Thi nói, nếu Thanh Vân có thể sống lại, ta sẽ theo lão trở về. Từ Phiêu Nhiên cười gằn nói, được lắm, lúc đó con ta thật sự không nên lấy ngươi. Hoàng Hy Bình, ngươi không có lời gì muốn nói sao? Hy Bình nói, ta tỉnh không cố ý chọc tức lão, kỳ thật ta rất đồng tình với lão, chỉ là Thi Nhi đã dám chọn ta, ta phải dám chịu gánh vác mọi hậu quả. Lão nên hiểu, ta từ trước đến nay không coi trọng đạo lý, thích thế nào thì làm thế ấy. Cho nên, xin lão sau này, biệt tại giá kiện sự thượng tác văn chương. Ta toàn bộ bỏ mặc, mặc kệ lão nói thế nào, Thi Nhi kể từ bây giờ là thê tử của Hoàng Hy Bình ta, lão nếu có muốn hận ta hoặc muốn giết ta, mong lão tìm lấy lý do. Nhưng, còn một điểm lão nên hiểu, lão giết ta không được đâu. Từ Phiêu Nhiên trầm giọng nói, đi. Dứt lời, lão dẫn người rời khỏi phòng, mọi người thở phào một hơi, bọn họ tuy không sợ, cũng không thích cùng Từ Phiêu Nhiên ra tay đánh nhau, dù sao trước đây cũng cùng dòng họ. A một tiếng kêu nhỏ, theo hướng tiếng vang phát ra Từ Phiêu Nhiên giận dữ mắng, nhà đầu, ta sẽ giết ngươi. Chúng nhân nghe thấy tiếng Thi Nhu Vân hét kinh hoàng, Hy Bình lao như tên bắn ra ngoài. Toái vân trưởng của Từ Phiêu Nhiên như thiểm điện nhằm hướng Thi Nhu Vân đang hoảng sợ phóng tới, bất chợt, một bóng người xuất hiện chắn trước mặt nàng. Hy Bình dùng một tốc độ không ai có thể lường được chắn trước người nàng, thay nàng đỡ lấy một toái vân trưởng của Từ Phiêu Nhiên. Bùng một tiếng nổ lớn phát ra. Hy Bình chịu nguyên một chưởng của lão, tuy vậy vẫn không lùi một bước, chỉ là y phục ngay trước ngực hắn hoàn toàn rách tả tơi, miệng thổ ra một bụng máu, lạnh lẽo nhìn Từ Phiêu Nhiên, nói ta tiếp một chưởng này thay cho nàng ta vô can với cái chết của Từ Thanh Vân, lão nếu lần sau còn ra tay với nàng ta thề sẽ dùng liệt dương chân đao phế xong chưởng của lão. Từ Phiêu Nhiên sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời, dẫn người rời khỏi phong nhân viên. Hy Bình nhịn đau cười khổ, lại phải thay y phục nữa chàng xoay người nhìn Thi Nhu Vân đang hoảng hồn chưa tỉnh, hai tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nói cần ta bồng không. Thi Nhu Vân ngửa mặt lên, trong mắt ngấn lệ, giơ tay nhẹ nhàng chùi đi vết máu trên khóe miệng chàng, sau đó vùi đầu vào ngực trần chàng bật khóc. Hy Bình hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Vư Túy nói, Nhu Vân, ban nãy không có làm muội sợ chứ. Hoàng Đại Hải nói, không có chuyện gì đâu. Đại ca, chúng ta phải đi thôi, Nguyệt Nhi nói muốn gặp huynh. Mọi người theo hắn rời khỏi, Độc Cô Minh đang đi nói một câu, Hy Bình, ta lấy thân phận đại ca của Thi Nhi, đem Thi Nhi lần nữa gả cho ngươi. Vư Túy nhìn Hy Bình ôm Thi Nhu Vân, nhớ tới lúc trước Bạch Tư có nói qua, nam nhân này tuy là kẻ thù của Nhu Vân, nhưng cũng là chỗ dựa lớn nhất của Nhu Vân, nàng nói, Hy Bình, đến chỗ này thay y phục đi. Lãnh Tinh Oánh thở dài. Không thể tưởng được Từ Phiêu Nhiên lại hạ độc thủ đối với một nữ hài tử không biết võ công. Bà theo Nhu Vân đến đây, nhưng khi Từ Phiêu Nhiên bất thình lình xuất thủ, bà lại không kịp cứu giúp. Chỉ mong lão không ngu ngốc xuất thủ lần thứ hai. Thi Bình ôm lấy Thi Nhu Vân, Đỗ Quyên đã sớm chuẩn bị xong y phục, hắn nói, cô bé câm, lại giúp đại cửu nhân của nàng mặc y phục được không? Thi Nhu Vân không trả lời, chỉ ở trong lòng hắn không muốn rời ra. Hy Bình nhẹ nhàng đẩy nàng ra, thấy khuôn mặt mỹ lệ sướt mướt, cười nói, ta giúp nàng hôn khô nước mắt, nàng giúp ta mặc y phục được không nào? Thi Nhu Vân giận nói, không được. Ta lại thấy là rất tốt đấy, cô bé câm ạ. Hy Bình nâng khuôn mặt đẫm nước mắt, cúi đầu hôn lên những giọt lệ. Thi Nhu Vân ngượng ngùng đỏ cả mặt nhưng vẫn để cho hắn hôn mà không tránh, nàng chỉ nói nhỏ, ngươi cần phải mặc y phục vào. Hy Bình cười lớn, dang rộng hai tay. Thi Nhu Vân và Đỗ Quyên một trái một phải nhặt cái áo rộng của hắn ở dưới đất lên, sau đó giúp hắn mặc vào. Trong lúc này, Lãnh Tình Oánh bóp vào cơ bắp trên tay Hy Bình, thở một hơi nói, cơ bắp của ngươi thật rắn chắc. Hy Bình cười lớn nói, ha,
Nhạc mẫu, người dám phi lễ với nữ tế của người sao? Lãnh Tinh Oánh nói, ta hiện tại không có tâm tình, sau này nói lại. Là, ta đã ngủ ở trong phòng của Nhu Vân rồi, người không phản đối chứ? Hy Bình nói, con sao dám phản đối người? Chỉ là sau đó con rất là bất tiện. Lôi Lôi, từ hôm nay về sau, nàng ngủ tại trong phòng này, ta không muốn đi ra bên ngoài. Hoa Lôi lập tức mặt đỏ bừng, vội vàng bước ra khỏi cửa. Hy Bình nói, Lôi Lôi, nàng không cao hứng sao? Hoa Lôi đầu cũng không quay lại nói, Đỗ Quyên, muội qua giúp ta thu dọn một tí. Vâng, Đỗ Quyên nhỏ giọng, chạy đuổi theo sau. Hy Bình cười, ôm lấy Thi Nhu Vân hôn một cái, rồi nói, tiểu ách ba, ở đây chờ ta trở về nhé. Thi Nhu Vân ngừng mặt lên nhìn hắn, hai mắt thể hiện nhu tình, sau đó, nàng khẽ gật đầu một cái. Hy Bình bước vào phòng của Tiểu Nguyệt, Đỗ Manh Manh cũng đang ở bên trong. Tiểu Nguyệt nói, đại ca, huynh đến rồi. Hy Bình đóng cửa lại, bước đến ngồi xuống bên giường, nhìn Tiểu Nguyệt đang ôm lấy tay phải, hỏi, Nguyệt Nhi, muội còn đau không? Nguyệt Nhi cười đáp, sao không đau? Đại ca, muội biết huynh tuy hôm nay có thể tỉnh lại, trước đây huynh cũng vậy. Sở dĩ bảo nhị ca gọi huynh đến, là để huynh bồi tiếp Nguyệt Nhi. Hy Bình mỉm cười, hài tử ngốc, lúc nào đại ca cũng sẵn sàng bồi tiếp muội mà. Tiểu Nguyệt hỏi, sư tỷ, sao không nói gì vậy? Đỗ Manh Manh cười, muội đã nói hết rồi còn gì, tỷ còn gì phải nói nữa. Tiểu Nguyệt đáp lại, cũng không có nịnh hót gì cả, chỉ là muốn gặp mặt đại ca mà thôi. Đỗ Manh Manh đột nhiên nói, đại ca, hôn Manh Manh. Hy Bình lóng ngóng, ôm nàng ta hôn một hồi, rồi mới buông ra. Nàng ta liền chuyển thân bước ra ngoài. Tiểu Nguyệt nhìn sau lưng Đỗ Manh Manh, nói, đại ca, trong tâm của sư tỷ cũng có đại ca đấy. Điều này nhị ca cũng biết mà. Hy Bình nói lại, em, cái vấn đề này cả hai huynh đều nhận thấy, Manh Manh là thê tử của Đại Hải. Tiểu Nguyệt muội nên cảm thấy vui, đại ca mặc dù rất xấu tính, nhưng dĩ nhiên không để vấn đề này làm tổn hại đến tình nghĩa huynh đệ đâu. Manh Manh muốn đại ca hôn cô ấy, đại ca có thể hứa với nàng ấy, còn đối với những việc khác thì đại ca không thể thực hiện. Nếu là Manh Manh, đại ca rồi cũng muốn thế, nhưng mà tại sao sau khi nàng ấy trở thành thê tử của Đại Hải lại muốn làm thế lần nữa vậy? Tiểu Nguyệt chuyển mình nằm xuống giường, rồi nói, đại ca cũng nằm xuống đi. Nguyệt Nhi muốn ngủ bên mình đại ca. Hy Bình làm theo lời nàng ta, nằm xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, Nguyệt Nhi, muốn đại ca bồi tiếp muội một lần phải không? Tiểu Nguyệt u đáp, có thể theo bên cạnh đại ca bao lâu, Nguyệt Nhi thật cảm thấy hạnh phúc. Tại tử viện này cũng thật không tiện, người khác có thể phát hiện. Nguyệt Nhi không sợ gì, chỉ sợ đại ca bị người khác đàm tiếu mà thôi. Hy Bình cảm thán hỏi, tại sao lại nhất thiết lao vào cứu đại ca vậy? Tiểu Nguyệt đáp, đại ca, không nhớ gì ư. Hy Bình hồi tưởng, đại ca chỉ nhớ là muội bị nữ nhân đó đánh vào tay. Sau đó thì không còn nhớ gì cả. Nhưng đại ca lại cảm nhận được là lúc đó đại ca sẽ bị hạ thủ bởi rất nhiều người, phải không vậy? Tiểu Nguyệt giơ tả thủ lên, mân mê khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nói, đại ca, muội bất quản người khác nói như thế nào, muội chỉ biết đại ca chỉ sau đó giết người bởi vì Nguyệt Nhi. Bởi vì muội là muội muội mà ta thương yêu mà, làm thế nào đại ca lại để cho người khác đả thương muội được? Ngũ Cơ đã chết thật sự làm đại ca đau thương, đại ca sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương muội, cũng như để những người ta yêu thương rời bỏ ta. Tiểu Nguyệt lại hỏi, Xuân Điệp tỷ tỷ thật có qua khỏi không? Hy Bình trả lời, nàng ta bị thương rất nặng, dĩ nhiên cần vài ngày để hồi phục. Nguyệt Nhi, Xuân Điệp là nữ nhân đầu tiên của đại ca. Lúc đại ca rời khỏi Hoàn Sơn thôn thì gặp bọn họ, rồi Xuân Điệp là người hoàn hảo đầu tiên với đại ca, vì thế đại ca cũng rất yêu nàng ta. Không mở mắt, Tiểu Nguyệt nói, mẹ nói đại ca chính là người đầu tiên của Hoa Tiểu Thiến. Hy Bình kinh ngạc, mẹ nói khi nào? Tối hôm qua, lúc mẹ cùng ngủ với Nguyệt Nhi. Hy Bình nghi vấn, sao mẹ không kể cho ta nghe chuyện này nhỉ? Tiểu Nguyệt cười nói, mẹ nói huynh là một người bại hoại từ đầu đến chân. Từ lúc nhỏ đã biết dở trò. Hy Bình cười khổ, mẹ nói thế thật oan uổng cho huynh. Lúc đó đại ca còn chưa biết gì, là Hoa Tiểu Thiến đã cưỡng gian huynh lúc nhỏ. Thành thử, chuyện này là huynh không tự nguyện. Huynh tuyệt không thừa nhận đó là lần đầu tiên của huynh, bởi huynh không thể nhớ nổi cảm giác lúc đó.
Tiểu Nguyệt nói tiếp, nhưng cái thứ xấu xa đó của huynh đã hủy đi trinh tao của Tiểu Thiến tỷ tỷ. Huynh dù không thừa nhận thì đó cũng là sự thật. Nếu một nữ nhân bị lừa mà ngất đi, nàng ta sẽ không có cảm giác. Sau khi tỉnh dậy nàng ta nói nàng ta vẫn thanh bạch, nàng ta là xử nữ, huynh có tin không? Điều này gọi là đánh chết không tin. Đại ca, Nguyệt Nhi đích thực lần thứ nhất mơ mơ hồ hồ, nhưng Nguyệt Nhi có khả năng phủ nhận người đàn ông đầu tiên của mình. Hy Bình lúng túng mỉm cười, một cách không tự nhiên cúi đầu xuống đất, đó chỉ là tai nạn. Tiểu Nguyệt đáp lại, nhưng tai nạn dù sao cũng là sự thật. Vì thế, kết luận lại thì Tiểu Thiến tỷ tỷ cũng là nữ nhân đầu tiên của đại ca. Đại ca cũng không thể phủ nhận điều đó phải không nào? Hy Bình nói tốt, sao lại tính nàng ta là nữ nhân đầu tiên của đại ca? Nàng ta lại là thê tử của Triệu Tử Hào, cũng là người của thần Đao Môn, và không có một điểm quan hệ với đại ca. Muội trông thật nhanh có chút quan hệ, bởi vì nàng ta hôm qua cũng vừa mới đến Phong Nhân Viện. Hy Bình đại kinh, nhớ lại hôm qua bên cạnh Triệu Tử Hào đích xác có một người trông giống Tiểu Mạn. Dĩ nhiên Tiểu Mạn trông xinh hơn thiếu phụ đó nhiều, hắn nói, không thể nào. Đại ca không mong việc đó lại đến. Tiểu Nguyệt tiếp tục, mẹ nhờ muội nói với đại ca rằng, đừng nên để Tiểu Thiến tỷ tỷ có cơ hội. Mẹ nói rằng, có rất nhiều nữ nhân động tâm với đại ca. Hà huống gì Tiểu Thiến tỷ tỷ lại không tiếp tục nhớ tới đại ca. Hy Bình cười mặc dù cũng cố gắng giải bày, lo lắng của mẹ quả thật không cần thiết rồi. Huynh, Hoàng Hy Bình, tuy thật háo sắc, nhưng cũng không tương ái với nữ nhân của huynh đệ đâu. Dĩ nhiên, huynh đệ cũng có lúc phải cạnh tranh, nhưng Hoa Tiểu Thiến và Triệu Tử Hào đã có hài tử, huynh tuyệt đối không thể làm việc có lỗi với Triệu Tử Hào. Nguyệt Nhi, mẹ lại nghĩ nhi tử của bà ta là người thế ư? Mẹ nói huynh là sắc ma tái thế. Qua, mẹ dám phán xét nhi tử như thế à? Nếu nhi tử của bà không háo sắc, bà sẽ có nhiều con dâu như vậy không? Nhưng huynh ngay cả muội muội cũng muốn nữa. Hy Bình toàn thân run lên, Nguyệt Nhi, ta muốn muội, tịnh không phải bởi vì ta háo sắc, mà bởi vì ta yêu muội. Tiểu Nguyệt hoảng hốt, đại ca, muội thiếu nghiêm túc, có phải là Nguyệt Nhi làm huynh tức giận không? Hy Bình an ủi nàng. Đại ca không tức giận Nguyệt Nhi, muội không nhớ rõ trước kia đại ca có nói qua. Nhớ, Tiểu Nguyệt giấu mặt vào trong vòng tay của Hy Bình u oán, Nguyệt Nhi cũng sẽ không làm đại ca tức giận. Hy Bình cười nói, Nguyệt Nhi là bảo bối đáng yêu nhất của đại ca, như thế nào đại ca có thể giận. Lại đây, để đại ca hôn. Hắn hôn hai má Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt xúc động nhìn hắn cười ngọt ngào. Lúc này ở cửa tránh có tiếng người gõ cửa. Hy Bình vừa đi hài vừa hỏi, ai đó? Ra ra ngươi, Lãng Vô Tâm. Mẹ nó, tên Lãng Vô Tâm tiểu tử này, khi nào bất hảo thì đến, hết lần này đến lần khác, cứ lựa lúc hắn và Tiểu Nguyệt ở chung. Ta đi ra ngoài chút xíu cũng không được, nhất định cho một quyền. Hy Bình mở cửa ra, nhanh chóng rút lại quyền đánh ra. Lãng Vô Tâm hạ lòng hắn xuống như một trọng quyền, Hoàng Hy Bình, tiểu tử này, người không biết hôm nay là ngày Khiết Nhu và Lạc Thiên đính hôn. Hy Bình sắc mặt đại biến, ngớ ngẩn hỏi, Lãng Vô Tâm, ngươi nói giỡn hả? Ngươi, con mẹ nó, phiền thật là phiền, cả ngày hỏi ta hay nói giỡn. Ta giống như người nói chuyện đùa không? Hy Bình quay đầu nói với Tiểu Nguyệt, Nguyệt Nhi, đại ca đi đại địa minh một chút. Mẹ nó, Lạc Thiên này cẩu hùng chộp lấy cái gì theo ta, ta đi đánh cái đầu heo hắn. Dứt lời, hắn đóng cửa, nhìn Lãng Vô Tâm nói, đi. Hai người đi ra Phong Nhân Viện, người trong Phong Nhân Viện nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao bọn họ cùng đi chung. Hy Bình cũng không lên tiếng giải thích. Ra khỏi Phong Nhân Viện, Hy Bình nói, Lãng Vô Tâm, vì sao đến bây giờ ngươi mới nói với ta? Lãng Vô Tâm nói, ngươi, đồ heo này, việc này hôm qua mới quyết định. Mà ngươi hôm qua ngủ giống như một đầu heo chết, ta làm sao thông báo được? Hy Bình gãi gãi đầu, sao lại đột nhiên như thế? Lãng Vô Tâm nói, sư phụ và sư nương hôm qua đã đến đại địa minh. Lạc Hùng đã tìm gặp họ, để bàn hôn sự giữa Khiết Thu và Lạc Thiên, và đã quyết định rồi. Hy Bình bất sảng thốt lên, đừng nói thêm những điều gây nổi nóng nữa được không? Lãng Vô Tâm trừng mắt với hắn, nói, kể với ngươi nghe một bí mật trọng đại. Bỏ đi, cái bí mật trọng đại của ngươi, ta đã nghe nhiều lần rồi, thật vô lý. Hy Bình dĩ nhiên cự tuyệt cái bí mật thiên đại đó của Lãng Vô Tâm. Lãng Vô Tâm đại nộ quát, họ ăn Hy Bình, người bắt ta nói mới được sao? Được,
ngươi nói đi, nhưng ngươi đừng có nói rằng ta rất mạnh hoặc là ngủ ngoài trời cái gì đó, không thì lão tử canh ba nửa đêm sẽ tới trước cửa phòng ngươi mà hát. Lãng Vô Tâm nói, Lạc Hùng và mẫu thân của Khiết Thu Tịnh không phải là anh em ruột. Do Lạc Hùng muốn vội nắm lấy thế lực của Tiên Duyên Cốc, chỉ có thể nghĩ đến loại chiêu thức dùng hôn nhân để liên kết, ngươi đã hiểu chưa? Hy Bình còn thắc mắc, dùng hôn nhân để liên kết thì ta hiểu, nhưng mà vậy Tiên Duyên Cốc các ngươi có thế lực gì? Lãng Vô Tâm ngạo nghễ, Tiên Duyên Cốc chúng ta có thể xuất động một nửa người của bộ lạc xà thần, nói thế ngươi hiểu chưa? Đồ con heo! Hy Bình nổi giận, Lãng Vô Tâm, ngươi dám nói ta là heo một lần nữa, ta và ngươi đấu một trận sinh tử, xem cuối cùng ai là con heo. Lãng Vô Tâm không màn tới, lão tử không có thời gian cùng ngươi tranh đấu. Hy Bình hiếu kỳ hỏi, ngươi trông như không thích Thủy Khiết Thu lấy Lạc Thiên thì phải, tại sao vậy? Lãng Vô Tâm đáp, rất đơn giản, Lạc Thiên cái loại người này, đại sự của hắn thường luôn để đầu tiên, và lẽ dĩ nhiên là sẽ không làm Khiết Thu hạnh phúc được, cũng không thể khiến Khiết Thu hạnh phúc. Chỉ có tên vô lại như ngươi mới có thể. Khiết Thu trong lòng của ta thật lớn. Ta Lãng Vô Tâm mặc dù là con người vô tâm, nhưng Khiết Thu được ta xem đích thực là muội muội. Ta không lo cho nàng ta, ai sẽ lo cho nàng ta? Sư phụ và sư nương không biết quan hệ giữa ngươi và Khiết Thu, cũng như họ không biết cái khả năng trên giường của ngươi. Ta nghĩ có lẽ ngươi có thể hưởng dụng cái tuyết kình chi thân của Thủy Khiết Thu. Cái của ngươi, thật, tiểu tử, sao lại cười? Hắn ta rốt cuộc cũng đã thay đổi, không còn gọi Hy Bình là đồ heo nữa. Hy Bình nói, Lãng Vô Tâm, ta đột nhiên thấy ngươi lại có chỗ đáng yêu như vậy. Có lẽ nếu như không vì những chuyện cá nhân, chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu. Lãng Vô Tâm đáp, bổn công tử không thích làm bạn với ngươi. Cũng có điều, ta mặc dù không thể lấy được nữ nhân của ngươi, nhưng Mộng Hương không phải là nữ nhân của ngươi, cũng không phải của Lạc Thiên, vì thế bổn công tử quyết định truy cầu Mộng Hương. Đương nhiên, ta rất hoan nghênh ngươi gia nhập vào hàng ngũ tình địch của ta. Hy Bình kinh ngạc nói, tại sao ngươi lại muốn theo đuổi Mộng Hương? Ngày hôm qua khi nhìn thấy diện mạo của cô ấy sau diện xa, cô ấy cùng Khiết Thu có thể được coi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hy Bình nói, như quả xuất hiện thêm người đứng thứ ba trong đệ nhất mỹ nữ, ngươi cũng có thể theo đuổi hay sao? Đương nhiên, nhưng trên đời này, ta chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào có thể sánh với hai người bọn họ. Kể cả Băng Băng, là mỹ nhân và Đại Ni. Cũng chỉ có thể xếp hàng thứ hai. Hy Bình cười, ta đã từng thấy, bà nương đó hình như tên gọi là Thiên Diệp Bội, cứ mỗi khi ta hát là cô ta lại chạy. Lãng Vô Tâm cảm thấy hứng thú hỏi, nàng ta là người thế nào? Hy Bình nghĩ rồi trả lời, nghe nói là người Ngọc Xà Môn. Lãng Vô Tâm, Ngọc Xà Môn nằm ở chỗ nào vậy? Lãng Vô Tâm nghi ngờ, Ngọc Xà Môn, không phải đã bị diệt môn rồi sao? Hy Bình, ai nói với ngươi là nàng ta là người của Ngọc Xà Môn? Hy Bình đáp, chính là đại mỹ nhân lạ lùng đó nói. Nàng ta đã dùng võ công của bản môn. Lúc nghe ta hát nàng ta đã dùng khinh công để bỏ chạy, còn nói khinh công đó chính là Ngọc Xà Phi Thăng, nhìn qua thấy cũng có lý. Lãng Vô Tâm nói, trước kia trong võ lâm, có ba người được xưng là đệ nhất mỹ nhân là Mộng Tình, A Mật Y, Lạc Gia. Nghe nói còn có cả Lạc U Nhi. Nhưng tại thời gian trên giang hồ quá ngắn, lại ít lộ diện. Một người trong số đó chính là sư nương của ta, sở dĩ có thể coi là tứ đại mỹ nhân. Khó nói là hiện giờ võ lâm quả thật xuất hiện tứ đại mỹ nhân. Hy Bình cười, Lãng Vô Tâm, những đại mỹ nhân trước kia, hiện nay ta đã gặp ba người. Còn bốn mỹ nhân hiện nay, ta biết mỗi một mình Băng Băng. Lãng Vô Tâm chửi, người đúng là một tên ngu mà. Người quên thánh nữ Thái Âm giáo rồi sao? Thánh nữ Thái Âm giáo và Nguyệt nữ Minh Nguyệt Phong cùng tề danh đệ nhất, người đúng là một tên không biết chuyện gì. Hy Bình thản nhiên, hóa ra là như thế. Khi nào ta phải đi đánh Thái Âm giáo mới được, tương tự như đã từng bắt Nguyên Chân ta sẽ bắt thánh nữ Thái Âm giáo trói chặt lại rồi hát cho nàng ta nghe, ha ha. Nói xong đắc ý cất tiếng cười lớn. Lãng Vô Tâm không chú ý đến bộ dạng ngây ngốc của mình, cúi đầu nói, quả thật không ngờ Ngọc Xà Môn còn có truyền nhân. Rất có thể nàng ta sẽ đến Đại Địa Minh phục thù. Uy, Hoàng Hy Bình, người đừng có cười vội, khi ra ngoài đường nhớ cẩn thận không thì sẽ không biết chuyện gì sẽ đến với ngươi, đồ con lợn. Lãng Vô Tâm, người đứng lại, mẹ kiếp, muốn làm ta nổi nóng mà. Đại Địa Minh nơi bàn luận nghị sự. Một số âm thanh vang lên,
chính là của chủ tọa và một số người. Đương nhiên chủ tọa chính là minh chủ Đại Địa Minh và cũng là minh chủ Võ Lâm Lạc Hùng ngồi ở chính giữa ở chủ vị. Lão ta cùng hai người ngồi bên đứng lên đi ra ngoài, phía sau quả thật có một số người đang chờ. Căn phòng lớn có tên gọi như trên chứa được rất nhiều người, bên trong tính sơ sơ cũng phải có tới 100 người. Ngồi bên trái đích thị là Thủy Thiên Trường, Lạc Gia, Thủy Khiết Thu, Lạc Thiên. Đều có mặt từng người một, ngồi bên phải là đại biểu Võ Lâm các phái Minh Nguyệt Phong, Thiếu Lâm. Mọi người muốn nói rằng làm cái giám chó gì mà lâu thế, có điều họ cũng thả đánh giám còn hơn, chứ không nói. Kỳ quái chính là, Lạc Hùng hôm nay lại triệu tập hội nghị tại Đại Địa Minh, không ngờ không phải là vì việc đánh Thái Âm giáo, mà là vì hôn nhân của con hắn. Nghe nói cùng với con gái duy nhất của Tiên Duyên Cốc Thủy Khiết Thu đính hôn, do đó mọi người tìm tới là để xem con dâu tương lai của lão mặt mũi ra sao. Nhưng nam nhân tại đó đều có tâm lý cảm thán Thủy Khiết Thu đừng có gả cho Lạc Thiên mà hãy gả cho ta đây đi. Nếu như Lạc Thiên không có thế lực của Đại Địa Minh, thì theo đó nam nhân ở đây đều thở dài đánh sượt một cái rồi, cả hòa thượng của Thiếu Lâm trong lòng cũng thầm mong, Thủy cô nương, gả cho đầu chọc ta đi, đầu chọc ta đây lập tức vì nàng mà hoàn tục. Một lời nói của Lạc Hùng như gõ vào mấy cái đầu chọc đó, hôm nay là ngày đính hôn giữa tên con trai vụng về của ta và Khiết Thu. Hân hạnh được mời bao nhiêu các võ lâm hào kiệt đến chứng kiến cho hai đứa chúng. Đích thực là vinh dự cho hai đứa và lão nhân ta. Do đó, vỗ tay, lại vỗ tay. Thủy Khiết Thu ngẩng đầu nghe nhưng vẫn không nói gì. Lạc Gia vội hỏi, Khiết Thu, con sao vậy? Con không vui ư? Thủy Khiết Thu quay đầu đáp, nương, không có. Khiết Thu đang rất hạnh phúc. Lạc Gia nói, vậy tại sao con như người mất hồn vậy? Con, Thủy Khiết Thu ánh mắt nhìn quanh tứ phía, đột nhiên nói, con vừa nghĩ là Tâm Ca đã đi đâu. Hôm nay có chuyện trọng yếu như vậy, tại sao lại không thấy huynh ấy xuất hiện nhỉ? Lạc Gia đáp, nó lúc trước vừa ở đây, sau đó đã đi đâu, mẹ cũng không chú ý. Kỳ thật lãng vô tâm là bởi thấy Thủy Khiết Thu chỉ ngồi trên ghế buồn buồn không nói thì liền bỏ đi kiếm Hy Bình. Tuy nói Thủy Khiết Thu từ nhỏ đã mang mộng tưởng được gả cho Lạc Thiên. Nhưng hắn biết kể từ sau khi Thủy Khiết Thu gặp Hy Bình, mộng tưởng của nàng đã thay đổi. Điểm này chính bản thân nàng cũng biết, chỉ là nàng cố kiên trì giữ nguyên giấc mộng của mình. Còn lãng vô tâm thì hiểu rõ, khi mộng đã thay đổi, thì lòng cũng biến đổi theo. Lạc Thiên có lẽ không phải là tình yêu đích thực của Thủy Khiết Thu, chỉ vì Thủy Khiết Thu cố chấp không chịu thừa nhận. Việc không thừa nhận này sẽ khiến nàng tự khóa bản thân mình, tự khóa tâm linh mình lại. Nếu không được giải khai, tâm linh nàng cả đời cũng sẽ khép chặt, nàng sẽ không thể có được niềm vui thực sự. Lãng vô tâm dù rất ít quan tâm đến nữ nhân, nhưng thực đau lòng vì Thủy Khiết Thu. Hắn sở dĩ không quản chuyện giữa Thủy Khiết Thu và Hy Bình, là bởi hắn thực sự biết rằng khi Thủy Khiết Thu và Hy Bình ở bên nhau, tất cả trong lòng đều cảm thấy hạnh phúc. Thực sự Lạc Thiên và Thủy Khiết Thu thời gian ở bên nhau cũng không dài. Khi Thủy Khiết Thu 13 tuổi thì Lạc Thiên bắt đầu đến Tiền Duyên Cốc học võ. Kể từ đó ở tại Tiên Duyên Cốc chừng nửa năm, Thủy Khiết Thu trong lòng tự nhủ với mình rằng lớn lên sẽ gả cho Lạc Thiên để trở thành tiểu thê tử của Lạc Thiên. Lúc ấy nàng liều lĩnh cùng Lạc Thiên nói chuyện đó. Sau cùng Lạc Thiên đã đáp ứng rằng chờ nàng lớn lên sẽ cưới nàng. Giờ đây Lạc Thiên chuẩn bị lấy nàng ta có thật sự vui sướng không? Lãng vô tâm nhìn không ra nàng ta có cái gì vui vẻ, cho nên hắn đi ra ngoài đem Hy Bình trở về. Chỉ cần người này ở đây. Việc cưới hỏi xem ra phải hoãn lại. Chuyện khác không dám nói, chuyện quấy rối, Hoàng Hy Bình đặc biệt có năng khiếu. Huống hồ, lãng vô tâm biết rõ Hoàng Hy Bình rất lưu tâm đến Thủy Khiết Nhu. Nếu để Hy Bình thấy Thủy Khiết Nhu trước mặt hắn cùng một nam nhân khác đính hôn, hắn có thể làm ra chuyện gì? Lãng vô tâm không biết, chỉ có một điều có thể khẳng định, tiệc đính hôn nhất định bị hắn tìm cách làm thành một trận hỗn loạn. Thủy Khiết Nhu tịnh không biết lãng vô tâm ra ngoài vì chuyện gì. Nàng căn bản không biết lãng vô tâm lại ưa thích Hoàng Hy Bình so với thích Lạc sư đệ hơn một chút. Phải biết rằng, lãng vô tâm trước kia rất là chán ghét Hy Bình. Thủy Thiên Trường và Lạc Gia cũng không biết tâm trạng của Thủy Khiết Thu, chỉ có Lạc Thiên, hắn nghe được một chút không ít không nhiều. Chỉ là đối với chuyện này hắn không xem trọng lắm, bởi vì Thủy Khiết Nhu là một nữ nhân bất kể nam nhân nào cũng muốn thân cận, vĩnh viễn thuần khiết. Nàng bị chứng tuyết kình chi thân không thể chữa được, trừ phi nàng cam nguyện cùng nam nhân nào đó đồng quy nhất tử. Nhưng mà, trên đời lại có nam nhân nguyện ý làm chuyện ngu ngốc này sao?
Nói về tình yêu, Thủy Khiết Nhu yêu Lạc Thiên hơn, còn Hy Bình, thật sự là chuyện cổ tích trong đời nàng. Mặc kệ yêu hay không yêu, đều khiến nàng say mê, mà một khi nàng cùng Lạc Thiên đính hôn, câu chuyện cổ tích này vĩnh viễn bị mất đi trong cuộc sống của nàng. Lạc Thiên là một nam nhân rất tốt, đáng tiếc là Lạc Thiên không giống dạng người như Hy Bình luôn luôn pha trò làm nàng giận dữ hoặc dỗ ngọt làm nàng vui vẻ. Lạc Thiên không có thời gian, phần lớn thời gian hắn bôn ba vì chuyện võ lâm, mà Hoàng Hy Bình căn bản không để chuyện võ lâm đặt trong tầm mắt. Đây là chỗ bất đồng giữa Hoàng Hy Bình và Lạc Thiên. Lạc gia cất giọng, Khiết Thu, con chắc là không nhớ về Tâm ca, mẹ có thể nhận thấy điều này. Thủy Khiết Thu vờ tựa vào thân người Lạc gia, nói với thanh âm hết sức nhẹ nhàng, mẹ, mẹ đã từng nghe về Cửu Dương trọng thể chưa? Lạc gia lắc đầu nói, để ta hỏi phụ thân con. Bà ta đến bên Thủy Thiên Trường kề sát tai nói thật nhỏ. Thủy Thiên Trường lập tức nhìn chừng chừng nhi tử ông ta, rồi nói cũng nói nhỏ bên tai Lạc gia vài lời. Lạc gia mặt biến sắc, quay lại Thủy Khiết Thu hỏi, nhi tử, sao coi biết được Cửu Dương trọng thể? Thủy Khiết Thu đáp, bằng hữu của Khiết Thu nói lại. Mẹ, có vấn đề gì không vậy? Lạc gia buồn nói, phụ thân con nói rằng, ông ta cũng không rõ lắm. Chỉ là ông ta biết trên thiên hạ này có một loại người mang trong người Cửu Dương trọng thể. Mà loại người này thật sự rất hiếm có, thiên vạn người chưa chắc gặp được. Ông ta cũng biết rằng người có Cửu Dương trọng thể rất ít, nếu biết được ai có Cửu Dương trọng thể, thì cũng cho phép người đó giải khai cái cấm chế Tuyết Kình chi thân của con. Đây cũng chỉ là một phán đoán liều lĩnh, bởi Cửu Dương trọng thể chi nhân thì cũng chỉ là Dương Cương chi nhân, có khả năng bạo phát tình dục vĩnh cửu. Thủy Khiết Thu khóe mắt liền lộ ra một tia xuân ý, chỉ những nét tự nhiên của nàng thôi cũng đã lộ ra vẻ kiểu mị vô cùng quyến rũ rồi, nàng hỏi, mẹ. Người nói chỉ là một suy đoán liều lĩnh thôi sao? Ừ, Lạc gia lại nói, trên thế gian khả năng không có người này, nếu không có thể mạo hiểm thử một lần. Thủy Khiết Thu nghi vấn, mẹ, chắc gì trên thế gian đã không có. Tuyết Kình chi nữ đã có, sao lại không thể tồn tại một nam nhân có Cửu Dương? Lạc gia nói, con là dị chủng đó. Thủy Khiết Thu chu mỏ cãi lại, hắn ta cũng là dị chủng mà. Lạc gia kinh ngạc nói, Khiết Thu, người con nói là ai? Do kích động, âm lượng của bà tăng lên, làm rất nhiều người đều quay ra nhìn bà. Bà ngượng ngùng cười, rồi nhìn sang con gái mình, đợi câu trả lời của Thủy Khiết Thu. Thủy Khiết Thu lại nói vào tai bà, mẹ, chẳng gì cả, thế giới này sao lại có loại người đó được? Con gái chỉ tùy miệng nói ra thôi, thật ra con có thể gả cho biểu ca, đã không hối hận gì rồi. Có thể cùng với biểu ca bên nhau cả đời là may mắn của Khiết Thu không còn mong ước gì nữa. Lạc gia dừng lại nhìn nàng một lúc, cuối cùng không nói được lời nào. Nhưng nghi thức đính hôn thì lúc này đã bắt đầu. Sau một phần nghi thức tất yếu, Lạc Hùng cởi mở hướng về phía nhân sĩ võ lâm tuyên bố, các vị, hôn lễ của con trẻ và Khiết Thu chính thức hoàn thành. Yến tịch đã chuẩn bị xong, mời các vị rời bước vào nhập tiệc. Chậm đã, các người đính hôn cũng không hỏi xem có ai phản đối không à? Rất không được, lão tử phản đối. Thấy tên là Cẩu Hùng ngươi, ngươi lần trước đánh nhạc phụ ta phải nằm liệt giường, hiện tại lại còn đẩy nữ nhân của ta vào lòng con ngươi, là ý tứ gì? Lại đây, lão tử không đập vào cái đầu heo của ngươi, không gọi là Hy Bình nữa. Hy Bình bước những bước lớn vào trong sảnh đường. Lãng Vô Tâm đi theo hắn ở phía xa xa đằng sau. Sảnh đường lớn đột nhiên im phắc, chợt lại bắt đầu có tiếng xì xào. Cuộc sống vốn có nhiều bất ngờ và điều bất ngờ này của Thủy Khiết Thu Hy Bình hoàn toàn không dự liệu được. Nhưng hắn vẫn không hiểu nổi vì sao nó lại đến nhanh như thế. Hắn không quản Thủy Khiết Thu đối với hắn thế nào, lòng hắn vẫn luôn kiên định đối với nàng. Hắn vốn đã là kẻ đa tình. Lại cùng với một mỹ nữ nhân gian hiếm có như Thủy Khiết Thu vướng vào những sự tình rối rắm không thể xóa bỏ được, cái loại rối rắm mang đến những buồn vui man mác. Vẻ yêu kiều nồng nàn của bản thân Thủy Khiết Thu tạo nên một sự thu hút mãnh liệt khiến hắn không thể nào không dấy lên mối cảm tình khó giải thích với nàng. Cho dù Thủy Khiết Thu chỉ như một lọ hoa thì hắn vẫn rất muốn có lọ hoa ấy. Cho dù chỉ có Thủy Khiết Thu ở bên cạnh cả đời chỉ để ngày ngày trêu chọc cũng đã là một loại phúc phận của Hy Bình. Nhưng bây giờ, người đàn bà ấy bất ngờ đính hôn với người khác, đúng vào lúc mà hắn không ngờ nhất, làm hắn phẫn nộ. Hắn không nghĩ hắn tức giận vì Thủy Khiết Thu, mà chỉ là mối cảm tình tiềm ẩn giờ mới bộc lộ ra. Hy Bình đi sau lưng Lãng Vô Tâm. Lãng Vô Tâm xem ra còn vội vã hơn hắn.
hắn phát hiện ra Lãng Vô Tâm thật sự yêu thương Thủy Khiết Thu, một loại tình cảm huynh muội chân chính. Hắn đột nhiên cảm thấy Lãng Vô Tâm đáng yêu hơn, ít nhất là đáng yêu hơn nhiều so với Lạc Thiên. Vì vậy, đến nửa đường hắn không kiếm chuyện với Lãng Vô Tâm nữa mà chỉ còn vội vàng nối gót Lãng Vô Tâm thôi. Ngay trước khi bước vào Đại Địa Chi Thanh, nghe thấy Thủy Khiết Thu đã thật sự đính hôn cùng Lạc Thiên, đầu óc hắn bùng lên như núi lửa. Là ta đó, tên chó Lạc Hùng kia, ngươi dám tự ý mình đem nữ nhân của ta gả cho con trai ngươi mà không thèm hỏi lão tử một câu. Không chấp nhận, mẹ nó, tiệc đính hôn cái khỉ gì, hôm nay là tiệc hồng môn, lão tử ta nói đó. Ngay khi dáng người cao lớn khôi vĩ của Hy Bình tiến vào Đại Địa Chi Thanh, ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn. Mọi người bất ngờ phát hiện kẻ này mới hôm qua còn là một nam nhân mặt heo, hôm nay đã khôi phục lại vẻ tuấn mỹ như thần của hắn. Nhưng trong hai mắt hắn, vẻ tà dị khủng bố dày đặc vẫn chưa mất đi. Thủy Khiết Thu không ngờ được Hy Bình lại đến vào đúng lúc này, chắc chắn là đến vì nàng. Thủy Thiên Trường phu phụ hai người nhìn Thủy Khiết Thu bằng con mắt ngạc nhiên. Lạc Gia vặn hỏi, Khiết Thu, có chuyện gì vậy? Hắn nói con là nữ nhân của hắn à? Hắn là chồng của Băng Băng phải không? Thủy Khiết Thu trả lời chậm rãi, đúng vậy, thưa mẹ. Lạc Gia lại hỏi tiếp, con là vì hắn mà phiền muộn như thế phải không? Thủy Khiết Thu im lặng, nàng không muốn nói bất cứ điều gì vào lúc này. Lạc Hùng nhất thời chấn động, ánh mắt lộ xuất một nét trầm tư nhưng gương mặt vẫn mỉm cười, lên tiếng hỏi, xin hỏi quý tính đại danh của thiếu hiệp. Lạc Hùng tuy không biết Hy Bình nhưng trong đại sảnh này có nhiều người nhận ra kẻ đã nổi danh vô lại trong giang hồ này. Đặc biệt viên chánh đại sư Thiếu Lâm thì nhớ Hy Bình rất rõ. Cũng bởi vì giọng ca của Hy Bình vẫn còn âm vang trong đầu ông ta khiến suốt một thời gian ông ta không thể chuyên tâm tụng kinh. Phật Tổ, Bồ Tát à, xin người tha thứ cho sự không chuyên tâm của đệ tử chọc đầu này. Trong lòng viên chánh đại sư vẫn hằng hướng về Quan Âm Bồ Tát mà sám hối. Cuối cùng cũng được Quan Âm tỉ tỉ lượng thứ. Hy Bình trả lời, nhà ngươi bị điếc à, ta đã tự giới thiệu mình không phải chỉ một lần, thêm một lần nữa nhé, lão tử là Hoàng Hy Bình. Lạc Thiên tức giận, đứng lên khỏi chỗ ngồi, hét lên, Hoàng Hy Bình, ngươi còn dám vô lễ với cha ta một lần nữa. Ta sẽ khiến ngươi đổ máu tại đây. Hy Bình không thèm để ý gì đến Lạc Thiên, ánh mắt hắn lúc này đang nhìn về phía Mộng Tình. Ngay từ khi hắn bước vào, Mộng Tình đã nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt mỹ lệ của bà hàm chứa một mối thâm tình không nói hết được. Những giọt nước mắt bắt đầu long lanh trong mắt bà. Mộng Hương và Bảo Nguyệt hết nhìn Hy Bình lại quay sang nhìn Mộng Tình, đột nhiên cùng phát giác đôi mắt của họ rất giống nhau. Ánh mắt tà dị của Hy Bình ngay sau khi nhìn thấy Mộng Tình liền hoàn toàn biến mất, cũng không còn cái sắc thái vô lại như thường lệ, mà là một loại cảm tình ôn nhu như bị mê hoặc. Từ cái thời khắc hắn nhìn thấy Mộng Tình, hắn liền cảm nhận một tình cảm thân thiết vô bì, cứ như đã gặp nhau nhiều lần rồi. Nhưng trong ký ức của hắn, đây đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Mộng Tình. Không chỉ riêng Hy Bình, rất nhiều người trong đại sảnh cũng nhận thấy giữa hắn và Mộng Tình có nhiều điểm tương tự. Không chỉ khuôn mặt tuấn mỹ đẹp như thần của hắn rất giống với dung nhan của Mộng Tình, mà lúc này ánh mắt của hắn và của Mộng Tình hoàn toàn tương đồng nhau. Điều này khiến người ta không giải thích được mà Hy Bình cũng không sao hiểu nổi. Lạc Thiên thấy Hy Bình không đáp lại, nghĩ rằng hắn đã sợ nên nén giận ngồi trở lại ghế. Hy Bình chậm chậm đi về phía Mộng Tình. Cất tiếng khẽ khàng hỏi, chúng ta trước đây đã gặp nhau chưa? Mộng Tình chỉ gật gật đầu. Hy Bình đột nhiên quỵ xuống, áp đầu vào đầu gối Mộng Tình, toàn thân run bần bật. Hắn ngước đầu lên nhìn Mộng Tình lần nữa, mở miệng muốn nói mà không nói được lời nào. Mọi người ở đó không ai ngờ được hắn lại có hành động như vậy. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên là Mộng Tình, thật bất ngờ, lại không hề giận dữ. Hy Bình cất tiếng hỏi, bà là sư phụ của Bảo Nguyệt ư? Phải. Bảo Nguyệt nói với ta rằng bà muốn nhận ta làm con nuôi, phải không? Mộng Tình nhìn Hy Bình đang quỳ trước mặt mình. Đây chính là đứa con mình sanh ra ư? Thanh âm của bà hơi kích động, có được không? Mộng Hương lấy khăn tay lau nước mắt cho Mộng Tình rồi giận dữ nói, Hoàng Hy Bình, sao ngươi còn chưa trả lời? Hy Bình lấy chiếc khăn tay từ trong tay Mộng Hương. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt Mộng Tình, nhẹ nhàng đáp, được chứ, chắc chắn là được, thưa mẹ. Mộng Tình chìa hai tay ra run run vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Hy Bình, trong lòng thầm kêu, con à, con cao lớn và đáng yêu hơn cha con nhiều lắm.
Đúng rồi, Yến Tử nói thật không sai, con vừa thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ vừa có sự tuấn tú của cha con. Con quả là một chiến tướng bẩm sinh, là thiên địch của mọi nữ nhân. Kỳ thật mẹ chỉ muốn con là thiên địch của nữ nhân thôi, chứ không muốn con làm chiến tướng bẩm sinh như thế. Càng không muốn con thành cái đích cho võ lâm nhắm vào. Con à, sau này con sẽ hiểu chân tướng sự tình, đừng trách mẹ nhẫn tâm. Mẹ cũng chỉ vì con mà thôi. Nếu để cho mọi người biết con là con trai của huyết ma, con sẽ ngày ngày sống trong sự tầm sát báo cừu và không biết có thể trưởng thành được như thế này không. Sau này mẹ rất hối hận vì điều mà mẹ xót xa nhất chính là không được nhìn con lớn lên mỗi ngày, không thể chăm sóc con với thiên chức của người mẹ. Mong rằng con có thể tha thứ cho mẹ. Mộng Tình, chúc mừng người đã nhận được một đứa con nuôi. Lạc Hùng vừa chúc mừng thì ngay lập tức cũng vang lên lời chúc mừng của mọi người. Mộng Tình lệ rơi, mỉm cười đáp, cảm tạ Lạc Minh Chủ, cảm tạ mọi người. Lạc Hùng cười lớn, ngày hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Cả tiệc đính hôn và tiệc nhận con nuôi đều sẽ được tổ chức tại Đại Địa Minh, ha ha. Ai nói là lão tử muốn tham dự tiệc đính hôn? Lão tử nhận mẹ, cần gì bọn ngươi xía vào? Mẹ nó, tên chó Lạc Hùng kia, đừng nghĩ ngươi nói mấy lời tán tụng rồi lão tử bỏ qua cho nhé. Thi Bình bật dậy, thân thể cao lớn đứng trước mặt Mộng Tình, lại lau đi những giọt lệ vương trên mặt bà, nói, mẹ, có một số người muốn cướp lấy con dâu của mẹ. Con phải giành lại, con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Hắn đưa lại khăn tay cho Mộng Hương, xoay người đối mặt với Lạc Hùng nói, ta cứ nghĩ người Hoàn Sơn thôn chúng ta thì ra mặt là hạng nhất lưu rồi nhưng không ngờ được là mặt nhà ngươi còn dày hơn cả ta, khâm phục. Khuôn mặt tuấn tú dày dạn phong trần của Lạc Hùng cuối cùng cũng hiện lên nét phẫn nộ. Lạc Thiên không thể nhẫn nhịn được nữa, hét lớn, Hoàng Hy Bình, người cút ra ngoài cho ta. Lạc Hùng chỉ vẫy nhẹ tay con trai, nhẹ nhàng nói, Thiên Nhi, cứ ngồi đó. Không được thất lễ trước mặt anh hùng hào kiệt võ lâm. Hoàng Hy Bình, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Cũng vì điều đó, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể chứng minh Khiết Thu đích thực là nữ nhân của ngươi, ta sẽ hủy bỏ lễ đính hôn này, thế nào? Ông ta biết rằng Thủy Khiết Thu không bao giờ có thể trở thành một nữ nhân chân chính, bởi vì Thủy Khiết Thu không có khả năng cùng người giao hợp. Thủy Khiết Thu bỗng ngắt lời, không cần phải chứng minh. Ta không phải là người của hắn, ta và hắn chẳng có quan hệ gì cả. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Thủy Khiết Thu, cả Lãng Vô Tâm cũng không tin được nàng ta lại nói những lời như thế. Hắn nói, Khiết Thu, muội muốn như vậy ư? Thủy Khiết Thu trả lời, Tâm ca, muội không biết người này. Tại sao huynh lại để cho hắn làm loạn ở đây vậy? Lãng Vô Tâm xứng người lại, đột nhiên đứng bật dậy nói, nếu muội đã nói như vậy thì huynh cũng không quản nữa. Hắn cười vang lên rồi rời khỏi Đại Địa Chi Thanh. Hoàng Hy Bình, ta nhớ ngươi đã từng hứa rằng chỉ cần khuôn mặt ngươi khôi phục lại, ngươi sẽ đi đến gặp Thủy Tiên. Nếu ngươi dám sai lời, ngày mai khuôn mặt ngươi sẽ trở thành mặt heo đó. Thi Bình hét sau lưng hắn ta, uy, Lãng Vô Tâm ngươi không xem ta đánh nhau à? Ngươi cũng nên đi đi. Khiết Thu đã nói như vậy thì nhà ngươi lưu lại để làm gì? Nói về đánh nhau, ngươi đánh không lại họ đâu. Đã không thắng, còn muốn ta hoan hô sao? Trong lòng ta đang buồn, đi tìm vài nữ nhân giải phiền. Nghe nói Thanh Lâu ở đây cũng không tệ, người có đi không? Lãng Vô Tâm không hề quay đầu lại. Từ bên ngoài lại có một nhóm người tiến vào, 6 nữ nhân dã mã tộc, ngoài ta còn 5 nam 4 nữ nữa. Mọi người ở đó đều biết 5 nam 4 nữ này là người trong số thập đại đệ tử của Đại Địa Minh. Chính là Lạc Thủy, Lạc Thổ, Lạc Hỏa, Lạc Mộc, Lạc Kim, Lạc Vũ, Lạc Thảo, Lạc Diệp, Lạc Hoa. Bốn nữ đệ tử này ngoài Lạc Thảo đã xuất hiện tại Vũ Đấu Môn, còn ba người kia đối với người trong võ lâm mà nói đều là lần đầu gặp mặt. 9 người đó tiến đến trước mặt Lạc Hùng, đồng loạt chào, sư phụ, sư bá. Lạc Hùng cười lớn, các ngươi đến rồi, yến tiệc chuẩn bị thế nào rồi? Lão đại Lạc Thủy trả lời, thưa sư phụ, tất cả đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ các vị anh hùng võ lâm nhập tiệc nữa thôi. Được. Các ngươi đến bên sư phụ đứng chờ một chút. Ở đây còn một chút xíu việc cần xử lý. Ngũ nam tứ nữ đứng dàn hai bên tả hữu Lạc Hùng. Cái khí thế đó khiến mọi người trong sảnh cảm nhận được thập đại đệ tử của Đại Địa Minh không phải chỉ có hư danh chỉ trừ mỗi thiên tài Hoàng Hy Hình là không nghĩ như thế mà thôi. Lạc Hùng quay sang Nguyên Chân nói, Chân Chân, các ngươi cũng kiếm chỗ ngồi đi. Khoan đã, ngươi cũng gọi là Chân Chân, à.
Lão đầu, người cũng nhiều tuổi rồi sao bỗng nhiên lại kinh tởm như thế? Hi Bình nổi giận, trời đất gì thế này, sao hôm nay nữ nhân của mình bỗng nhiên trở thành người của đại địa minh cả vậy? Đúng là không có công lý mà. Mọi người kinh sợ, không phải tên này đầu óc có vấn đề gì chứ? Mộng Tình cuối cùng cũng được chứng kiến cách hành xử vô lại của đứa con của mình. Chẳng trách mà Mộng Hương lại ghét hắn như thế. Bà tự nhủ trong lòng, A Dương lúc còn trẻ tuy cũng danh mãnh nhưng không đến nỗi vô lại, thậm chí vô sỉ như thế này. Không biết có phải do phong tục của Hoàn Sơn thôn bồi dưỡng mà nên không? Vào lúc này, Lạc Thiên cùng 5 nam đệ tử của Đại Địa Minh phi thân đến vây chặt Hi Bình. Hi Bình chẳng những không sợ hãi mà còn gây hấn, muốn đánh nhau à? Không khí trong sảnh lúc đó trở nên rất ngột ngạt, cứ như không thể thở nổi nữa. Mộng Tình lập tức vận trường. Mộng Hương ở bên cạnh nói khẽ, sư phụ, con sợ hắn lại sẽ phát cuồng lần nữa. Người này không bao giờ nói chuyện đạo lý, chỉ luôn gây rắc rối. Người cũng nhìn thấy rồi đó. À, mọi người đều có mặt đông đủ, nếu chuẩn bị đánh nhau sao có thể thiếu bọn ta được. Chính là tiếng cười của Lôi Long. Chúng nhân nhìn lại thì ra những chàng trai trẻ của võ lâm tứ đại gia vừa đến. Đặc điểm chung của nhóm trai trẻ này là tuấn mỹ. Về điểm này họ hoàn toàn vượt hẳn năm đệ tử của Đại Địa Minh. Hi Bình cười nói, sao các ngươi lại đến đây? Độc Cô Minh trả lời, ra ra bảo bọn ta đến xem thế nào. Hai huynh đệ họ Triệu đi hai bên trái phải của Hoa Tiểu Ba. Hoa Tiểu Ba cười nói, tỷ phu, khi hát thì huynh nhớ đến đệ. Tại sao đánh nhau thì lại không có phần đệ hả? Nếu phải chạy trốn, đệ cũng tham gia mà, ha ha. Tứ Cẩu tiếp lời, trận chiến hôm qua vẫn còn ngắn lắm. Phách Thương Vương của ta chỉ thích hợp với những cuộc chiến lớn. Hôm nay có lẽ có cơ hội đây. Hoàng Đại Hải giữ khuôn mặt trầm tĩnh đi đến sau lưng Lạc Hỏa, không chút chần chừ, đặt tay lên vai Lạc Hỏa, kéo nhẹ Lạc Hỏa ra rồi tiến nhập vào giữa vòng vây. Đi đến cạnh Hi Bình, hắn nói, đại ca, chúng không làm gì huynh chứ. Hi Bình vỗ vai Hoàng Đại Hải cười lớn đáp, đại ca đâu dễ dàng bị người ta khi dễ chứ. Chỉ mấy kẻ này thôi thì đại ca không thèm để vào mắt. Tất cả mọi người của Đại Địa Minh tựa hồ như đều bừng bừng nộ khí. Độc Cô Minh nói, gọi luôn Đại Địa Minh tứ đại hộ pháp, tam đại thiên vương và nhị vị phó minh chủ đến cả đây. Trước khi chúng ta đi đánh Thái Âm giáo, cũng nên tiến hành một cuộc thử sức trước. Dù gì đi nữa ta nghĩ đánh nhau với ai cũng thế thôi, vậy thì tại sao phải vô duyên vô cớ đi quấy rối thánh nữ xinh đẹp của Thái Âm giáo? Cũng như là tuyển chọn võ lâm minh chủ vậy, được không? Hoa Tiểu Ba cười đáp, Độc Cô huynh, huynh nói cũng có lý đó. Không lẽ nam nhân lại phải đi xa như thế chỉ để khi phụ nữ nhân thôi? Khi phụ không được lại còn dơ dáng chạy về, thật là làm xấu mặt toàn thể nam nhân thiên hạ, Uy ca huynh nói có đúng không? Triệu Tử Uy đáp, đúng vậy. Lạc Thủy phẫn nộ, đang định chuyển thân tiến vào tính sổ với hai người thì đột nhiên cảm nhận một luồng sát khí áp đến. Trước mặt hắn chỉ có mỗi mình Độc Cô Minh, hắn liền lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào Độc Cô Minh với vẻ nghi hoặc. Không hiểu nổi tại sao trên người Độc Cô Minh lại tán phát luồng sát khí hung hiểm nặng nề như thế. Mặc dù Độc Cô Minh cũng là một trong võ lâm thất công tử, nhưng trừ Lạc Thiên gia, Lạc Thủy vẫn luôn xem thường sáu người kia. Tuy nhiên hắn không ngờ được bây giờ lại bị khí thế của Độc Cô Minh bức cho phải lùi lại. Độc Cô Minh thấy Lạc Thủy lùi lại liền tiến đến trước mặt Viên Chánh đại sư. Cất tiếng hỏi thăm, sư thúc, sư phụ lão nhân gia người vẫn mạnh khỏe chứ? Người trong võ lâm tuy đều biết Độc Cô Minh từng học nghệ tại Thiếu Lâm nhưng lại không hề biết chính Phương Trượng Thiếu Lâm Viên Thông là sư phụ của hắn. Bây giờ nghe hắn gọi Viên Chánh là sư thúc mới biết hắn chính là tục gia đệ tử thân truyền của Viên Thông. Cũng bởi vì mọi người đều biết rằng Viên Chánh chỉ có một sư huynh mà thôi. Viên Chánh cười đáp, vẫn khỏe. Sau này ngươi có dịp hãy về thăm, bọn họ nhớ ngươi lắm đó. Độc Cô Minh trả lời, sư thúc, lần sau con sẽ về thăm mọi người, lúc đó sẽ mang theo mấy người vợ xinh đẹp để cho sư phụ vui. À, vui chứ, sư thúc cũng vui. Sao Gia Gia ngươi không đến vậy? Gia Gia nói rằng ông đến đây cũng không thấy vui vẻ gì, vì vậy ở lại Phong Nhân Viện chơi đùa. Viên Chính đáp, phải rồi, lão ta còn được thanh tĩnh hơn lão nạp. Ta giải quyết xong mấy cái sự việc thế tục này rồi lại sang cùng lão chơi cờ. Lần trước thua lão. Ta phải về chùa nghiền ngẫm rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra cách phá giải thế cờ của hắn, ha ha. Hoa Tiểu Ba thoát khỏi thế kẹp hai bên của huynh đệ họ Triệu, tiến đến trước mặt Thủy Khiết Thu,
cười nói, bá phụ, bá mẫu an khang. Khiết Thu tỷ tỷ, nghe nói tỷ đã gả cho Lạc Thiên rồi à? Thủy Khiết Thu đáp, có phải ngươi cũng muốn làm loạn ở đây chăng? Ai dám chứ? Hoa Tiểu Ba liếc mắt nhìn Diệu Duyên, mỉm cười nói, đệ còn có rất nhiều việc cần xử lý, đây là vấn đề của tỷ phu. Đệ chỉ là tiện thể hỏi thôi. Nói xong, hắn liền chuyển trận địa, tiến đến bên cạnh Diệu Duyên. Hắn nở một nụ cười mà hắn tự cho rằng vô cùng mê hoặc đối với nữ nhân rồi đối mặt với Diệu Duyên, thi lễ nói, Diệu Duyên tiểu thần ni, có nhớ tên tiểu tử bán thuốc này không? Tên tiểu tử kia, gọi nhà ngươi đến đây để đánh nhau, chứ không phải đến đây để tán gái đâu nhé. Hơn nữa lại còn tán tỉnh ni cô nữa, thật là thất đức mà. Tứ Cẩu tiến đến kéo Hoa Tiểu Ba ra, sau đó nặn ra một nụ cười so với Hoa Tiểu Ba còn kinh tởm hơn, cất tiếng, Diệu Duyên muội muội, muội càng ngày càng không giống ni cô. Mặt Diệu Duyên đỏ hồng lên cứ như vừa nhìn thấy máu. Vạn Diệu thần ni nói, hai tên tiểu tử các ngươi, nếu còn có ý đồ với đồ đệ của ta một lần nữa, ta sẽ chỉ các ngươi đó. Hoa Tiểu Ba chỉ cười, thần ni, sư thúc của con nói là muốn đến thăm người nhưng bị sư thẩm ngăn lại, hi hi. Vạn Diệu thần ni nghe Hoa Tiểu Ba nhắc đến Hoàng Dương, lập tức cảm thấy như xấu hổ, cũng không biết đáp lại như thế nào. Võ Lâm Nhân Sĩ không ngờ được mặt Vạn Diệu thần ni lại đỏ hồng lên trước mấy câu nói của một chàng trai trẻ, liền cảm thấy buồn cười nhưng đồng thời cũng bất ngờ. Độc Cô Tuyết nói, Tiểu Ba, có phải ngươi nợ mấy cú đấm không vậy? Cũng thật lạ, Hoa Tiểu Ba không e ngại Vạn Diệu nhưng lại hơi sợ người vợ trước của Đỗ Thanh Phong, cũng là tình nhân ban đầu của Hoàng Dương và bây giờ là ni cô Diệu Ý. Hắn gãi gãi đầu rồi quay sang Tứ Cẩu nói, sư phụ, đồ nhi chuồn trước đây. Có không ít nhân sĩ võ lâm hiểu rõ tính cách của đám người này, biết rằng hễ bọn họ đến thế nào cũng có cái để xem, dường như cái đám gia hỏa chuyên gây sự này đi đến đâu cũng không để những kẻ hiếu kỳ phải thất vọng. Lạc Hùng vẫn theo dõi các sự kiện phát sinh trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng, thần sắc không hề có chút biến động nào. Cả con trai hắn cũng đã quay trở lại chỗ ngồi nguyên vị. Vẻ mặt hắn chẳng khác gì vẻ mặt của cha mình, quả là hổ phụ sinh hổ tử mà. Nam nam đệ tử Đại Địa Minh vẫn vây quanh hai huynh đệ Hy Bình như cũ nhưng Hy Bình vẫn cứ như chẳng nhìn thấy năm người bọn họ. Lúc này tình hình đã dịu đi, ánh mắt hắn hướng về phía Thủy Khiết Thu, đột nhiên lộ vẻ ngạc nhiên. Nguyên là hắn phát hiện người phụ nữ đứng cạnh Thủy Khiết Thu trông rất giống Lạc U Nhân ngoại trừ màu tóc. Hắn nghĩ đó có lẽ là mẫu thân của Thủy Khiết Thu. Lạc gia thấy Hy Bình đang hướng ánh mắt nhìn mình nên cũng nhìn thẳng vào hắn. Đột nhiên trong đầu gợi lên hình ảnh một người. Bà tự nhủ trong lòng, U Nhân, cầu cho muội đừng gặp chàng trai trẻ này. Đúng vào lúc này, Lạc Hùng cất tiếng, Lạc Thủy, các ngươi trở lại đây. Tứ Cẩu quay mặt lại hỏi, không đánh nữa à? Sao lại quay lại thế? Hoa Tiểu Ba theo quán tính tiếp lời, ây ra, thật khiến người ta phải thất vọng. Lạc Thổ nói, ngươi là Hoa Tiểu Ba của Trường Xuân Đường à? Chính ta, Hoa Tiểu Ba tự hào nói. Lạc Thổ cười châm chọc, nghe nói công phu chạy trốn của Trường Xuân Đường rất là lợi hại a, ha ha. Hoa Tiểu Ba ra mặt cũng không mỏng, chẳng ngại gì câu nói như vậy, trái lại còn cười đáp, Hoa Tiểu Ba ta so với ngươi vừa tuấn tú vừa phong nhã hơn. Một ngày nào đó, ta sẽ đoạt lấy nữ nhân của ngươi. Ngươi lúc đó mới biết thế nào mới là lợi hại. Độc Cô Minh nói, hoàn toàn ủng hộ. Lạc Thổ mặt xám lại như cho. Đôi mắt Lạc Diệp lộ ra tia phẫn nộ. Lạnh lùng nói, tiểu tử, dám nói lời ấy lần nữa, đừng trách thanh đao của ta không có mắt. Sợ quá đi thôi. Hoa Tiểu Ba làm điệu bộ vỗ vỗ vào ngực, thiếu điều khiến cho Lạc Diệp xinh đẹp đứng trước mặt phải nổi giận như vừa té nhầm hố xí. Lạc Diệp căm tức phi thân đến, trông thật sự giống như một chiếc lá rơi, hắc hắc. Hoa Tiểu Ba bị dọa phải nhảy lùi ra sau, cũng may còn có Uy Ca giữ lại. Triệu Tử Uy đứng chặn trước mặt Lạc Diệp. Phong độ đầy mình cất tiếng hỏi, cô nương, nếu nói về đao, cô nương chắc không qua được ta. Vì sao vậy, ta dùng song đao, còn nàng chỉ có một, chứng tỏ trình độ nàng còn chưa đủ. Cứ quay về luyện thêm đao tay trái đi. Không thể tưởng tượng là Triệu Tử Uy có thể nói ra được những lời cưỡng từ đoạt lý khó thông như vậy. Chúng nhân đột nhiên trở thành hồ đồ, hóa ra ai dùng nhiều đao hơn là lợi hại hơn sao? Đây là đạo lý quái gì vậy? Lạc Diệp cười lạnh nói, bất tất phải như vậy, ta đúng là dùng đao bằng tay trái. Ha, sao lại trùng hợp như thế được? Triệu Tử Uy cảm thấy hơi đau đầu,
lúng túng hỏi, hắc, vậy nàng thuận tay trái à? Ngươi mới vụng về á? Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, lại bị người ta nói là vụng về, sao mà Lạc Diệp không nổi giận cho được? Ứng cử viên tình Thánh Hoa Tiểu Ba đang trốn sau lưng Triệu Tử Huy cất lời, Huy ca, nói chuyện với nữ nhân, thiết nghĩ phải để cho Độc Cô Lão Huynh xử lý. Huynh không làm được đâu. Triệu Tử Huy quay đầu lại có vẻ tức giận, ai nói ta không làm được. Lại quay đầu về phía Lạc Diệp, hắn gắt gỏng, quý, nữ nhân, ngươi là muốn đánh hay muốn nói chuyện? Quả nhiên là làm được, ai? Chúng nam nhân cảm thấy mất mặt cho hắn. Tứ cầu than, trước khi cứ nghĩ trước mặt nữ nhân mình là người thô lỗ nhất rồi. Nhưng xem ra chỉ là mình tự đánh giá mình quá cao. Triệu Tử Huy giống lên, tứ cầu, có phải ngươi cũng muốn ăn đao của ta không? Trời ơi, cái nhóm người này, gây loạn bên ngoài chưa xong thì bên trong đã bất hòa. Cũng chỉ có võ lâm tứ đại thế gia mà phát sinh cái loại sự việc như thế. Lạc Diệp đột nhiên lắc lắc đầu, nói ta gặp phải một lũ thần kinh không bình thường. Nói xong liền quay người trở về chỗ cũ. Lạc Thổ thấy Lạc Diệp đã trở về chỗ ngồi liền đứng dậy, trừng mắt nhìn Hoa Tiểu Ba và Triệu Tử Huy, trông giống như một mụ đàn bà đang nổi giận. Không ai ngờ Hy Bình lại nói, Đại Hải, ta dám cá rằng nữ nhân vừa rồi và Lạc Thổ này nhất định có chuyện gian díu với nhau. Không chỉ như thế, ba nữ nhân kia và bốn nam nhân nọ cũng có chuyện ám muội bên trong. Đệ có tin không? Đại ca, đệ tin chứ? Không ai ngờ được là với tính cách trầm tĩnh và chừng mực của Hoàng Đại Hải, hắn lại có thể hòa điệu cùng đại ca vô lại của mình như vậy. Hoa Tiểu Ba lập tức nói lớn, để tiểu đệ đoán xem ai với ai nhé. Thủy Khiết thu mắng, Hoàng Hy Bình, người gây rối đã đủ chưa? Hy Bình đang định cất tiếng đáp lại thì nhìn thấy những giọt lệ trâu trong mắt Thủy Khiết thu, trong lòng liền trùng xuống, nhẹ nhàng nói, nàng nói rất đúng, ta và nàng chẳng có quan hệ gì cả. Nàng không biết ta. Ta cũng không biết nàng, vì vậy cũng không cần phải vì nàng mà đánh nhau. Hắn chậm chậm tiến đến gần Thủy Khiết Thu. Đúng lúc Thủy Khiết Thu nghĩ hắn đang có âm mưu gì đó thì hắn lại xoay người một cái rồi đi đến trước mặt Thủy Tiên đang đứng cạnh Lạc Thiên, nói tiểu Thủy Tiên, có thể bồi tiếp ta sướng ca được không? Một lời nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Rất nhiều anh hùng hảo hán đã biết được sự lợi hại của tuyệt đại ca thần, sắc mặt phần nào hiện ra vẻ kinh sợ. Một làn sóng âm thanh tràn đến lặp đi lặp lại cùng một ý, đừng mà. Phảng phất nghe như tiếng kêu gào từ sâu thẳm trong lòng vào lúc bị cường gian. Thật là thê thảm. Hy Bình bắt đầu đắc ý, trong lòng nghĩ, hắc, mình quả nhiên là ca thần, vừa mới nói đến ca hát đã gây nên phản ứng mạnh mẽ như thế, quá tốt rồi. Lạc Hùng giật mình hỏi, người muốn hát ư? Hy Bình quay mặt đi và nói, oa, sao mình chủ đại nhân người biết được vậy? Mẹ nó. Cái tên tiểu tử này không chỉ tự mình đánh rắm lại còn hỏi mọi người có ngửi thấy hay không. Mới vừa đây lại hỏi một cách vô cùng lễ phép, cách gọi tên chó Lạc Hùng không biết bỏ đâu mất, giờ lại lòi ra minh chủ đại nhân. Lạc Hùng thật sự không ngờ nổi hắn lại trở nên ăn nói đàng hoàng như thế, thật không biết là nên cười hay nên khóc, chỉ đành bất lực nói, ngươi vừa nói mà. Hy Bình tán dương, ha ha, trí nhớ của minh chủ thật còn tốt hơn người còn trẻ như ta. Vậy thì... Ngươi có muốn nghe ta hát không? Nếu ngươi say mê giọng ca của ta, ta sẽ kết bằng hữu với ngươi. Đột nhiên Lạc Hùng cười lớn, Lạc Thủy, con ra tiếp Hoàng Thiếu Hiệp vài chiêu đi. Hắn trước đã bị giọng ca của Hy Bình hành hạ đến phải bỏ ra ngoài thành Long Thành, sao không sợ được chứ? Thà tìm ai đó ra đánh nhau với hắn còn hơn phải ngồi nghe giọng hát của ca thần hắn. Mạn phép, đánh nhau thì để sau cũng được, giờ này phút này ở đây có rất nhiều người. Không hát là làm phật lòng các bằng hữu say mê giọng hát của ta sao? Tứ Cẩu, Tiểu Ba, chuẩn bị đi. Hoa Tiểu Ba liền cùng Tứ Cẩu vội vàng đi khắp chung quanh tìm đạo cụ mang đến. Nhưng bọn Lôi Long đã ra khỏi đại địa chi thanh, đại khái chắc cũng muốn trốn ra ngoài thành. Nguyên Chân và Ngũ Đóa Kim Hoa cũng đi theo. Lạc Hùng nói lớn, các vị anh hùng, xin mời đi dùng tiệc. Rồi liền đi trước hướng ra ngoài cửa. Sau đó, một làn sóng người kéo theo ra cửa. Thiếu Điều phá sập cả cửa. Đúng ngay lúc đó, tiếng gõ đĩa nhôm xuống bàn bắt đầu vang lên rồi Hy Bình mở to miệng mà hát. Thanh âm chát chúa, kinh khủng tràn ngập cả đại địa chi thanh, làm rung cả mái, càng làm cho làn sóng chạy trốn vội vã hơn. Ta nghĩ nàng yêu ta, ai biết được nàng lại muốn đi lấy chồng. Tân lang không phải là lão tử. A cắp ô hô, nàng có biết rằng vì nàng, ta
ta đã định đánh nhau. Nàng có biết rằng, vì nàng ta cuồng nhiệt hát, a cắp ô hô. Thủy Khiết Thu lúc này đã ra khỏi sảnh, nghe thấy những lời hát gào thét của hắn, tiếp theo lại là những tiếng kêu khóc quái lạ, trong lòng đau thắt, đột nhiên gục đầu vào lòng mẹ, bật khóc nức nở. Lạc Gia thở dài, ôm choàng lấy nàng rồi vừa dìu nàng từ từ đi vừa nói, hắn phô trương thế này khiến người ta nghe thấy cũng không biết nên cười hay nên khóc. Hắn hát thật khó nghe nhưng chắc chắn là hát vì con. Khiết Thu, có phải ban đầu bọn ta đã bảo con đừng quấy rối hắn rồi phải không? Con vẫn luôn không nghe lời chúng ta, ai? Đôi lúc nghĩ, con thật giống U Nhân. Vì giọng ca của Hy Bình, yến tiệc đính hôn của Đại Địa Minh phải kết thúc trong lặng lẽ. Mặc dù thức ăn của Đại Địa Minh đều là những thứ chân quý nhưng cũng chẳng có mấy người dám lưu lại. Cả minh chủ cũng phải trốn ra ngoài thành để tai được thoải mái thì ai ở đây mà chiêu đãi khách khứa chứ? Hơn nữa, đã chiêu đãi bằng âm nhạc của ca thần thì còn ai mà không no nữa? Thiếu điều muốn ói ấy chứ? Hy Bình tất nhiên không biết điều đó. Hắn chỉ biết một điều là, trong sảnh ngoại trừ nhóm ba người bọn họ ra chỉ còn hai người ở lại Độc Cô Tuyết và Mộng Tình. Độc Cô Tuyết thì không sợ giọng ca của Hy Bình, còn nói về Mộng Tình thì Hy Bình chính là con đẻ của bà. Bất kể Hy Bình ca hát như thế nào, bà đều hoan hỉ ở lại nghe con mình ca hát. Đúng lúc Hy Bình đang say mê quá độ, chợt một giọng nói dịu dàng cất lên, Hoàng Hy Bình, là ngươi sao? Hoàng Hy Bình giật mình, trong lòng nghĩ, nỗi phiền nhiễu lại đến rồi. Lạc U Nhân giờ đã có thể tự mình đi lại, nàng đứng trước bức họa người thanh niên trầm tư suy nghĩ. Đây chính là tình yêu lớn nhất của nàng. Nàng gặp nam nhân này khi nàng 16 tuổi. Nhưng đúng như Hy Bình nói, nam nhân này không yêu nàng. Nếu hắn yêu nàng hắn đã không để nàng ở lại, một mình lên Minh Nguyệt Phong rồi không trở về. Nàng không biết rằng trước khi gặp nàng, Lâm Khiếu Thiên đã yêu một người con gái khác. Ngay cả Lâm Khiếu Thiên cũng không ngờ rằng ngay khi hắn vừa bước chân ra giang hồ liền có một cuộc hội ngộ một lần nên duyên bên bờ một con sông nhỏ cùng một thiếu nữ không quen biết. Trong lòng liền khắc sâu dung nhan người thiếu nữ đó. Tiếp sau đó, Lâm Khiếu Thiên lại tình cờ gặp Lạc U Nhân. Rồi phát sinh cuộc huyết chiến với Lạc Vân và bốn đại cao thủ. Sau khi Lâm Khiếu Thiên giết chết Lạc Vân, Mộng Tình dẫn các cao thủ võ lâm chánh đạo truy sát hắn. Hắn bị thương lẩn trốn tại Tây Vực rồi gặp được thánh nữ A Mật Y. Sau này hắn quay lại Trung Nguyên, tái ngộ Lạc U Nhân rồi bí mật đến Minh Nguyệt Phong để giao thủ với Mộng Tình. Vào đêm trước khi Lâm Khiếu Thiên đến Minh Nguyệt Phong, Lâm Khiếu Thiên chỉ nói một câu, U Nhân, ta báo thù xong, ngày mai sẽ trở lại tìm nàng. Nhưng Lạc U Nhân đã đợi hắn cả một đêm, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, bốn ngày, hắn vẫn không trở lại. Cho đến bây giờ nàng vẫn chờ đợi nhưng Lâm Khiếu Thiên cuối cùng vẫn không xuất hiện trước mặt nàng. Sau khi võ lâm tứ đại gia cùng Lâm Khiếu Thiên huyết chiến, nàng không bao giờ nghe được bất cứ hành tung hay tin tức gì của Lâm Khiếu Thiên. Lão nào nam nhân đó thật sự đã rời bỏ thế giới này rồi. Không biết người bịt mặt năm đó có cứu sống được hắn hay không. Nếu hắn còn sống, vì sao không quay về tìm nàng? Nàng nguyện sẽ cùng hắn đến bất cứ nơi đâu. Thậm chí dù phải phản bội dưỡng phụ và đại ca, nàng cũng không ngần ngại. Nàng hận đại ca mình, thật vậy, nàng rất hận. Từ lúc Khiếu Thiên bị võ lâm tứ đại gia truy sát trở đi, Lạc U Nhân nàng rất căm hận Lạc Hùng. Hơn 20 năm. Nàng không nói một lời nào với người anh đã chăm sóc nàng như một người cha từ khi còn nhỏ. Lạc Hùng không được phép vào U Liên trai của nàng. Lúc Lạc Hùng muốn nàng thu nhận nam nữ đệ tử, chính Lạc Gia đã đến để nói chuyện với nàng. Điều làm mọi người lấy làm lạ là nàng chấp nhận rất dễ dàng, rồi hết sức tận tình dạy dỗ năm tiểu nữ hài khi đó chỉ mới 10 tuổi. Đến nay đã được 10 năm. Lạc U Nhân không thể nào có thể ngờ được, sau 20 năm. Người đến với nàng không phải người yêu của nàng mà lại là một nam nhân trẻ tuổi hoàn toàn xa lạ không thể nói hoàn toàn xa lạ. Chính cái tên nam nhân tên là Hoàng Hy Bình này lại có thể mang đến cho nàng một cảm giác vô cùng quen thuộc. Thỉnh thoảng, nàng có thể ngửi được trên người hắn hơi thở của Khiếu Thiên. Chính là cái nam nhân đó đã hủy hoại sự thuần khiết của nàng, thô bạo xâm nhập vào cuộc đời nàng, lại còn xâm chiếm cả tâm hồn nàng nữa. Phải rồi. Nam nhân này làm thương hại nàng không phải chỉ một lần. Tuy nàng không hiểu vì sao cử chỉ của Hy Bình lại khiến nàng cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc mãnh liệt như thế nhưng nàng vẫn không cho phép hắn đối xử với nàng như vậy. Dù nàng không yêu hắn, hắn cũng không được ác tâm như vậy chứ.
Lạc U Nhân cũng không hiểu tại sao cứ khi nào đứng trước bức họa Lâm Khiếu Thiên thì nàng lại nhớ đến Hy Bình. Mà cứ nhớ đến Hy Bình thì trái tim lại bắt đầu đau thắt. Cái tên nam nhân vô sỉ đó đột nhiên lại muốn thay thế Khiếu Thiên, lại muốn nàng vì Hoàng Hy Bình hắn mà vẽ một bức tranh, lại còn vẽ trong tim nữa sao? Là hắn à, hắn sao có thể sánh với Khiếu Thiên được? Ngay khi nàng nhìn thấy bộ mặt bị người ta đánh đến nổi sưng phù lên như mặt heo của hắn, nàng đã muốn đánh thêm cho hắn mấy quyền. Thật là đáng hận mà. Lạc U Nhân bực mình thở hắt ra. Nàng đứng đó một hồi lâu, đang muốn trở lại giường nằm nghỉ, đột nhiên nghe thấy cái giọng ca khiến người ta không thể chịu đựng nổi dường như vọng từ hướng đại địa minh đến. Nàng lập tức xoay người đi ra cửa. Là tên hỗn đản nào vậy? Ta phải vả vào miệng hắn. Nàng đi theo hướng tiếng hát, chẳng bao lâu đã đến trước cửa đại địa chi thanh. Từ bên ngoài nhìn vào bên trong thấy cái lưng to lớn của một người. Chỉ nhìn qua là nhận ra ngay chính là tên đầu heo Hoàng Hy Bình. Ôi, sao nàng không sớm nghĩ ra vậy? Cũng chỉ có cái loại giọng ca như thế mới phù hợp với bộ mặt đầu heo ác tâm của hắn. Nàng mạnh chân tiến vào đại địa chi thanh. Thì ra là ngươi, Hoàng Hy Bình, tên đầu heo vô sỉ kia. Người ngươi quá ghê tởm không cần phải nói nữa rồi, nhưng đến cả ca hát cũng ghê tởm như thế sao? Ta bảo ngươi im miệng đi. Nàng đi đến cạnh Hoa Tiểu Ba. Hy Bình vẫn không quay đầu lại, nàng giật lấy cái rủi gỗ trong tay Hoa Tiểu Ba đập thẳng vào đầu Hy Bình. Hy Bình đau quá, hét lên, Lạc U Nhân, cái đồ đàn bà nhà ngươi. Vừa cử động được là đã đến làm phiền ta rồi, sao lại đánh vào đầu ta? Mẹ nó, cái đầu thiên tài của ta biến thành cái mâm sắt nát từ hồi nào vậy? Vừa nói, hắn vừa quay người lại, khuôn mặt đầy nam tính đẹp như thiên thần lúc này khiến Lạc U Nhân sững sốt đứng lặng người, hai mắt mở to. Không nói được lời nào, chỉ còn biết ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào mặt Hy Bình. Người nàng run lên nhẹ nhẹ cứ như một chiếc lá rơi giữa cơn gió lạnh. Hy Bình bật cười nói, ta đã nói rồi mà, ta không thua cái tên nam nhân trên tường của nàng chứ, đúng không? Ngươi là ai? Lạc U Nhân mơ màng tự hỏi. Nam nhân này quá giống Khiếu Thiên. Trước đây nàng chỉ thấy hắn nhìn từ phía sau lưng và một vài nét trên thân hình trông rất giống. Nhưng lúc này, cả khuôn mặt của hắn cũng thể hiện những đường nét của nam nhân mà nàng yêu dấu. Như thế là thế nào? Có phải đó chỉ là một ảo ảnh trong mắt nàng thôi không? Hy Bình giật mình, đưa tay vuốt nhẹ mặt nàng nói, nàng không bị bệnh chứ? Không phải vừa mới đây nàng còn gọi ta là Hoàng Hy Bình sao? Không lẽ vì ta trở nên tuấn mỹ nên nàng không nhận ra ta sao? Lạc U Nhân hất tay hắn ra, trên mặt hiện lên những nét tức giận, bực dọc hỏi, tại sao ngươi lại hát ở đây? Hy Bình giải thích, Lạc Hùng đã làm lễ đính hôn khiết thu với con trai hắn, khiến lão tử ta giận muốn ói máu. Lão tử đau lòng nên muốn ca hát, không muốn đánh nhau mà muốn sướng ca. Vậy nên, nếu đã không đánh nhau thì phải ca hát thôi. Lạc U Nhân, nàng hỏi quá thừa à. Phải rồi, nàng đặc biệt đến đây là để nghe ta hát phải không? Tiểu tử này, đã biết người ta không thích giọng ca của hắn vậy mà còn dám mở miệng hỏi một câu như thế. Thật khiến cho Mộng Tình phải hổ thẹn vì hắn, sao mình lại có một đứa con như vậy? Độc Cô Tuyết thì lại đang nhớ đến câu chuyện về Lạc U Nhân, vì nàng ta nhớ rằng theo cuộc nói chuyện lúc trước giữa Mộng Tình và Lạc Hùng tại Đại Địa Thần Đàn thì trong số ba tình nhân của Huyết Ma Lâm Khiếu Thiên có một người dường như tên là U Nhân. Không ngờ được trước mặt bây giờ lại là U Nhân tuyệt sắc mà Lạc Hùng đã nói tới. Sao nàng ta lại có mái tóc đẹp như một cái khăn choàng tuyết trắng xóa trên đầu như vậy? Thiên Nhi cưới khiết thu thì liên quan gì đến ngươi? Hy Bình không khỏi sốt ruột, ngươi muốn ta phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Thủy khiết thu là nữ nhân của ta. Dường như hắn cũng chỉ mới nói với Lạc U Nhân điều đó lần đầu tiên. Lạc U Nhân nổi giận trong lòng, đôi mày nhíu lại, thanh côn trong tay bỗng rơi xuống, hai tay nắm lấy hai tay áo hắn, gắt gỏng nói, ngươi là đồ sắc ma. Ngươi mau nói ta nghe, sao Thủy khiết thu lại là nữ nhân của ngươi? Ngươi nói rằng ngươi có rất nhiều nữ nhân, điều đó thôi đã khiến người ta không thể chấp nhận được. Bây giờ lại còn dám nói rằng, cháu ta cũng là nữ nhân của ngươi sao? Ngươi đi với ta phải giết ngươi. Nàng nổi giận đến cực điểm, nam nhân này sau khi đã có quan hệ với nàng, lại còn muốn lấy cháu gái của nàng nữa sao? Hắn lớn nhỏ đều muốn gom hết à? Ủa, mà sao nàng lại nổi giận vì chuyện này chứ? Không phải hễ nàng nhìn thấy hắn là muốn giết hắn sao? Đương nhiên rồi, nhưng, trước khi giết hắn, nàng phải giải quyết chuyện này đã. Bằng không,
nếu hắn đã là nam nhân của Khiết Thu, chẳng phải nàng sẽ là a di của hắn ư? Điều đó làm sao nàng chịu được? Nàng căm hận hắn như vậy, sao lại có thể làm a di của hắn được? Đúng vậy, chẳng có lý do gì nữa. Bởi vì hận hắn, vậy nên không muốn làm a di của hắn. Tuy nhiên, mọi người ở đó thật sự đều nhận thấy nàng chính là đang ghen. Nếu không, không thể nào trở nên đau đớn và phẫn nộ như vậy. Nàng muốn giết ta thì ta phải đi với nàng để nàng tự do chém giết sao? Nàng nghĩ ta ngu ngốc vậy à? Đúng vậy, thậm chí là thằng ngốc, nếu nhìn thấy người ta cầm đao truy tới, muốn bổ hắn ra như bổ dưa thì cũng phải lo chạy trốn. Huống chi lại là thiên tài Hoàng Hy Bình. Hoa Tiểu Ba lúc này mới bừng tỉnh trước vẻ đẹp khác thường của Lạc U Nhân, liền tiến đến nói, mỹ nữ tóc trắng ơi, người là cô của Khiết Thu tỷ tỷ à? Người và tỷ phu của ta có quan hệ như thế nào? Ta bị các ngươi làm cho thành lẫn lộn hết, người có thể giải thích được chăng? Tứ Cẩu cũng lắc lắc đầu, cố trấn tĩnh sau cú sốc trước sự xuất hiện của Lạc U Nhân, cất tiếng hỏi, Hy Bình, sao bà ta lại vừa ghen với ngươi, lại vừa gào lên muốn giết ngươi vậy? Sao trước giờ ta chưa hề biết ngươi có dính líu với một mỹ nữ như thế này vậy? Hoa Tiểu Ba thêm lời, phải rồi, tỷ phu, huynh và bà ta gian díu khi nào vậy? Câm miệng lại, Lạc U Nhân nổi giận hét lên. Tứ Cẩu hỏi, Hy Bình, vậy chúng ta có hát nữa hay không? Hoa Tiểu Ba lập tức cúi người xuống lấy chiếc dùi trống đã bị rơi xuống nền sảnh, lại bị Lạc U Nhân lấy chân dẫm lên. Hoa Tiểu Ba bèn đứng dậy, cười nhăn nhở nói, hắc, ta vốn chỉ có ý tốt, muốn lấy để cho người đánh tỷ phu thôi. Người không thích thì ta không lấy nữa vậy. Hy Bình la lớn, Hoa Tiểu Tử, người tìm lý do khác hay hơn không được sao? Tỷ phu, lần này quá bất ngờ, lần sau đệ sẽ chấn chỉnh lại. Hoa Tiểu Ba nhìn Tứ Cẩu rồi nói, bây giờ không có dùi, làm thế nào để gõ trống đây? Tứ Cẩu đáp, ta thấy có lẽ không phải hát nữa. Ta xem ra có lẽ Hy Bình rất sợ nữ nhân kia. Chúng ta không cần phải làm khó hắn nữa, chỉ bằng đi về bồi tiếp người của bọn ta có hơn không? Tứ Cẩu, người nói lăng nhăng gì vậy? Ta mà sợ nàng ta sao? Chúng ta tiếp tục hát, vì thể diện, Hy Bình sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Lạc U Nhân căm giận chừng hắn, người hát đi, hát đi. Hy Bình chán nản nói, các ngươi đi đi, ta giải quyết với nữ nhân này xong lại hát tiếp, mẹ nó, thật là phiền phức. Hoa Tiểu Ba cùng Tứ Cẩu quay về bồi tiếp mấy bà vợ của họ. Bọn họ biết rõ rằng mấy bà lão của bọn họ còn phiền nhiễu hơn cả nữ nhân tóc trắng đang đứng trước mặt Hy Bình. Nhưng dù gì cũng vẫn phải bồi tiếp bất kể phiền nhiễu thế nào. Lúc này, trong sảnh chỉ còn lại bốn người. Hai người phụ nữ ngồi trên ghế yên lặng nhìn một nam một nữ đang đứng cạnh nhau. Hai tay nữ nhân nọ nắm lấy hai tay của nam nhân, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nam nhân. Nhưng nam nhân nọ thì lại không dám đối mặt với nữ nhân mặc dù cũng bắt chước như nữ nhân nọ, ngẩng đầu lên. Có điểm khác là nam nhân này nhìn lên trần nhà. He he, ngươi nhìn cái gì vậy? Lạc U Nhân nghĩ bụng, trần nhà có gì hấp dẫn vậy? Nàng không hiểu được vì sao lúc này Hy Bình lại không dám đối mặt với nàng, không giống như tính cách của hắn. Nàng không biết rằng, trước mặt Mộng Tình, Hy Bình không dám quá phóng túng. Cả đời này chẳng có mấy người có thể hiểu được điều đó. Ngay cả Mộng Tình tự mình cũng không hiểu được. Hy Bình than, không phải nàng nói hễ đi lại được thì sẽ giết ta sao? Sao bây giờ không động thủ đi? Còn nếu nàng không hạ thủ được, vậy thì hãy vì ta mà vẽ một bức họa đi, được không? Ai nói ta không dám động thủ, ngươi đi cùng ta, xem ta giết ngươi như thế nào. Lạc U Nhân muốn Hy Bình quay lại U Liên Trai, nàng có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng chỉ khi có hai người thôi. Nên biết là ở đây còn có ánh mắt của hai người lạ. Đó là những sự hiện diện mà nàng không hề mong mỏi. Nếu trong phòng nàng có bức tranh của ta, ta sẽ theo nàng đến đó. Ta đã từng nói, chỉ khi nào nàng vẽ cho ta một bức tranh, ta mới trở lại đó. Lạc U Nhân phản bác, không phải ngươi nói như thế. Ngươi nói sau khi trong lòng ta có bức tranh của ngươi, ngươi sẽ trở lại. Đó là lời của ngươi. Hy Bình cúi đầu nhìn thẳng vào mặt nàng nói, ta không nghĩ là nàng vẫn ghi nhớ câu nói của ta. Thì ta nàng nhớ còn tốt hơn ta. Vậy thì, trong lòng nàng đã có bức tranh của ta chưa? Chưa có và sẽ không có. Vậy thì ta và nàng sẽ không có quan hệ gì nữa cả. Hy Bình vừa nói xong. Đột nhiên cảm thấy mình bị người đánh bay lên cao.
có điều bay lên chưa được bao nhiêu đã lại rớt xuống nền nhà. Ai già, thì ra cái giá của việc bay cao là té đau như thế này đây. Hắn còn chưa ngồi dậy đã quay về phía Lạc U Nhân chửi rủa, Lạc U Nhân, nàng điên rồi, vừa lại sức thì liền ném lão công của mình đi à. Cho nàng biết, lão tử không bao giờ quay lại đâu, trừ khi nàng quỳ xuống van xin. Mẹ nó, chắc là bể mông rồi. Lạc U Nhân lúc này đã phi thân đến đáp xuống bên cạnh hắn, giáng cho hắn một quyền vào mồm đồng thời nói, đừng nghĩ ta không dám giết ngươi. Chỉ vì ta đã thề nếu ta biết được là ai hát, ta sẽ đấm vào mõm kẻ đó. Lần này ta chỉ đấm vào cái mõm thối của ngươi thôi. Lần sau sẽ giết ngươi. Vừa nói nàng vừa đấm liên tục vào miệng Hy Bình. Hy Bình bị nàng ta đè xuống đất, chỉ còn biết kêu đau. Cuối cùng máu miệng hắn cũng trào ra. Lạc U Nhân nhìn thấy máu đỏ, bàn tay đang đánh chợt dừng lại trên không. Hy Bình hỏi, đánh đủ chưa? Vẫn chưa đủ. Lạc U Nhân bị câu nói của Hy Bình kích động, lại muốn đánh tiếp, nhưng bị Độc Cô Tuyết vừa chạy đến nắm lấy tay ngăn lại. Nàng ta quay đầu lại hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại giữ tay ta lại? Độc Cô Tuyết lạnh lùng đáp, ta không cho phép ngươi đánh hắn nữa. Lạc U Nhân nói tiếp, hắn là cái gì của ngươi? Độc Cô Tuyết bình thản đáp, hắn là trượng phu của con gái ta. Đôi mắt Lạc U Nhân lóe lên một cái, vận kinh khí vào tay, hất Độc Cô Tuyết ra. Quyền đầu giáng xuống có điều lần này đấm vào ngực Hy Bình. Vừa đánh nàng vừa nói, ngươi là đại sắc ma, ngươi vì sao phải cần nhiều nữ nhân như thế chứ? Hy Bình nói, Lạc Thiên không phải cũng có nhiều nữ nhân sao? Sao nàng không đi hỏi hắn? Lạc U Nhân đáp, hắn và ngươi khác nhau. Hy Bình nói, vì sao khác nhau? Hắn không phải là nam nhân sao? Đại gia ta cũng là nam nhân. Hắn có thể có, ta đương nhiên cũng có thể có. Huống hồ. Việc ta có nhiều nữ nhân dường như cũng chẳng có quan hệ gì với nàng cả mà. Lạc U Nhân không ngờ được Hy Bình lại nói những lời như vậy. Đúng vậy, có lẽ thật sự trong lòng nàng không cam nguyện, nhưng sao hắn lại có thể nói là không có quan hệ gì? Chính vì quan hệ rất mật thiết, nên nàng mới không chịu được việc hắn có nhiều nữ nhân. Nếu hắn đã có nhiều nữ nhân rồi, sao lúc đó còn cưỡng bức nàng? Nàng càng nghĩ càng giận thêm, liền thét lên, Hoàng Hy Bình. Có phải ngươi muốn bức ta giết ngươi ngay bây giờ phải không? Nàng vừa nói xong đột nhiên cảm thấy cổ lạnh buốt. Độc Cô Tuyết đã đặt kiếm của mình lên chiếc cổ trắng trẻo xinh xắn của nàng. Tim nàng bỗng lạnh hẳn đi. Mộng Tình cuối cùng cũng đứng lên nói, ngươi là U Nhân à? Kiếm của Độc Cô Tuyết rời xa đi một chút. Lạc U Nhân quay mặt lại nhìn Mộng Tình, không hiểu vì sao Mộng Tình lại nói với mình với vẻ thân thiết như vậy. Lạc U Nhân nói, đúng vậy. Còn ngươi là ai? Minh Nguyệt Phong Mộng Tình. Lạc U Nhân mặt mày biến sắc, giọng run rẩy lặp lại, Mộng Tình. Mộng Tình trả lời, năm đó khi Lâm Khiếu Thiên lên Minh Nguyệt Phong khiêu chiến với ta có nói rằng, nếu hắn chết, nhờ ta nói lại với hai người phụ nữ. Nói với họ rằng đừng đợi hắn, trong đó một người là ngươi, một người nữa là... Là A Mật Y phải không? Lạc U Nhân ngắt lời Mộng Tình, rồi nói tiếp, tuy nhiên, hắn không chết. Vì nửa năm sau hắn lại xuất hiện trong giang hồ cùng tử chiến với Võ Lâm Tứ Đại Gia. Mộng Tình nói tiếp, có lẽ vì hắn muốn làm rõ một số chuyện. Lạc U Nhân nói, ta biết hắn muốn làm rõ vì những chuyện đó căn bản không phải do hắn làm. Hắn tuyệt không phải là người làm những chuyện đó. Cái đó ngươi không cần phải nói với ta. Ta và A Mật Y xem ra còn hiểu được nhiều chuyện hơn ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, trong nửa năm đó, hắn ta đi đâu? Mộng Tình bình tĩnh trả lời, không thể nói được. Bị Lạc U Nhân đè trên người, Hy Bình đột nhiên hét lên, Lạc U Nhân, nàng nếu muốn nói chuyện với người ta thì xin mời đi kiếm chỗ khác mà ngồi. Ta nói thật, nàng ngồi lên bụng ta, lại nói chuyện về tình nhân trước kia của nàng. Điều đó làm ta thấy trong lòng khó chịu lắm. Độc Cô Tuyết cho kiếm trở vào bao, nàng biết người mà Hy Bình mới nhận làm mẹ nuôi Nguyệt Nữ khi xưa của Minh Nguyệt Phong và Lạc U Nhân kỳ thật chính là tình địch của nhau. Có điều Lạc U Nhân không biết rằng nửa năm đó Lâm Khiếu Thiên đã ở lại Minh Nguyệt Phong. Cũng có nghĩa Lạc U Nhân không biết về mối quan hệ tình cảm giữa Lâm Khiếu Thiên và Mộng Tình. Lạc U Nhân nói, ngươi thấy khó chịu, thế còn ta thì sao? Rất tốt, đó là nàng nói nhé. Lạc U Nhân, nếu đã như thế, nàng cứ tiếp tục hoài niệm về người tình vắng bóng của mình. Lão tử phải đi đây. Hy Bình nói những lời đó trong khi máu từ miệng hắn vẫn rỉ ra. Hơi hướng như có chút mùi máu tươi. Hai tay hắn nắm lấy eo nàng,
định dùng sức kéo nàng ta sang một bên. Nàng ta lại nằm đè xuống người hắn, áp ngực xuống ngực hắn, hai tay ôm cứng lấy cổ hắn không chịu thả ra. Cũng chẳng còn nghĩ gì đến chuyện hỏi han mộng tình nữa. Hai nữ nhân kia đều ngạc nhiên, nữ nhân này vừa mới đây còn nói yêu đương một nam nhân khác, cớ sao bây giờ lại ôm lấy Hy Bình không chịu thả ra. Hy Bình nói, cuối cùng thì nàng yêu ai đây? Lạc U Nhân tức giận nói, dù ai cũng không phải ngươi. Hy Bình cười khổ nói, nếu nàng không giết ta, không đánh ta thì hãy để ta đứng lên. Nếu muốn ôm, ta sẽ để cho nàng ôm cho thoải mái. Mà này, không phải nàng còn có chuyện cần hỏi mẹ nuôi ta sao? Lạc U Nhân không hiểu hỏi lại, mẹ nuôi của ngươi à? Hy Bình chỉ về phía Mộng Tình đang đứng bên cạnh nói, bà ta chính là người ta vừa mới nhận làm mẹ. Có lẽ sau này cũng sẽ là mẹ nàng. Thái độ của nàng với bà ta cũng phải tốt một chút, được không? Hắn không quên làm mặt hề với Lạc U Nhân khiến nàng ta tuy không phải giận, cũng không phải hờn có điều khuôn mặt cứ đỏ hồng lên rồi bực tức nói, bà ta hơn ta được bao nhiêu tuổi? Làm mẹ của ta sao? Này, Hoàng Hy Bình, người chiếm tiện nghi của ta, lần sau ta sẽ dùng kiếm xả ngươi ra. Vừa xấu hổ, vừa giận dữ, nàng ta rời khỏi người Hy Bình, nhẹ nhàng phi thân ra khỏi đại địa chi thanh. Độc Cô Tuyết loay hoay đỡ Hy Bình từ dưới đất lên, lau sạch máu trên miệng hắn, xót xa nói, nữ nhân đó thật nhẫn tâm quá. Nàng ta cuối cùng đã quên mất chính nàng ta đã từng định cắt bỏ cái thứ đó của Hy Bình, nếu mấy cú đấm của Lạc U Nhân được xem như nhẫn tâm thì nàng ta phải xếp vào loại nào đây? Không phải đâu, Mộng Tình nhìn theo hướng Lạc U Nhân vừa biến đi, cất giọng nhẹ nhàng nói, nàng ta trước đây là một nữ hài rất khả ái, nhưng lại rất tội nghiệp. Nghe nói, mái tóc trắng toát của nàng ta là do Lâm Khiếu Thiên khiêu chiến với ta suốt 3 ngày liền thì nàng ta cũng không ăn không uống suốt 3 ngày 2 đêm. Cuối cùng vẫn không thấy hắn trở về. Mái tóc đen tuyền đã biến thành trắng toát, nhưng mái tóc trắng như tuyết thướt tha đó lại làm tăng thêm vẻ mỹ miều của nàng ta. Ôi, tình cảm của nàng ta với Lâm Khiếu Thiên quá sâu đậm, thật không hiểu tại sao bây giờ lại dây dưa với con vậy. Lúc Mộng Tình nói xong những lời cuối cùng với Hy Bình liền nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ dò hỏi. Chẳng lẽ, tên hài tử này lại có quan hệ với tình nhân của cả hai người cha của nó sao? Tình nhân của cha nuôi, nó đã thu nạp rồi, không lẽ nó còn muốn thu nạp luôn tình nhân của cha ruột mình sao? Mộng Tình cảm thấy thật bối rối. Hy Bình kinh ngạc hỏi lại, mái tóc của nàng ta là bởi vì thương nhớ sâu đậm mà trở thành bạc trắng như thế sao? Mộng Tình nói, phải. Có lẽ như vậy, Bình Nhi, ta phải quay về Cổ Phong Tạ, con có muốn đi theo bọn ta xem qua một chút không? Hy Bình cười nói, mẹ à, con cũng đang muốn đến đó. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ xuống cặp mông đầy đặn của Độc Cô Tuyết, nhéo nhẹ một cái, bật cười vui vẻ rồi thả Độc Cô Tuyết ra, theo sau lưng Mộng Tình đi về phía Cổ Phong Tạ. Mộng Hương và Bảo Nguyệt không ngờ rằng Hy Bình lại theo Mộng Tình đến đây. Nam nhân này đến đây cho thấy bọn họ sẽ không được yên bình. Vừa đến Cổ Phong Tạ, Độc Cô Tuyết liền trở về tẩm thất của mình. Hy Bình theo người mẹ mới nhận của mình đi vào trong phòng. Nhìn thấy Mộng Hương và Bảo Nguyệt thì chạy đến, muốn ôm Bảo Nguyệt nhưng bị Mộng Hương cản lại. Ai, nữ nhân này sao vậy? Đã biết rõ Bảo Nguyệt và hắn là hai người yêu nhau vì sao cứ khăng khăng phải làm chuyện thất đức ngăn cản đôi uyên ương vậy? Chẳng lẽ cô ta muốn được ôm sao? Có thể lắm, thiên tài kiêu căng nghĩ như vậy. Bèn cứ giữ nguyên tư thế chuẩn bị ôm, tiến đến nhưng bị một mũi kiếm cản lại. Hê, ai dùng kiếm chĩa vào mình thế này? Sao hắn không nhìn thấy kiếm của con mộng xú thí này chĩa vào mình lúc nào nhỉ? Sao có thể được, thực sự kiếm đã chĩa vào ngực hắn từ lúc đầu, có điều lúc đó hắn chỉ muốn ôm Bảo Nguyệt nên không chú ý đến. Cái gì thế này? Hắn dùng ngón tay khẽ chạm vào thân kiếm, đẩy nhẹ nó sang một bên. Ai, sao nó không nhúc nhích gì cả vậy? Được. Không rời mi được bộ ta không biết tránh mi sao. Hắn liền lách người đi qua. Ai ngờ được mũi kiếm vẫn cứ chĩa thẳng vào ngực hắn. Ai, lần này thì dù gì đi nữa cũng phải chửi thầm trong bụng. Hắn nói, mộng xú thí, ta đắc tội với nàng hồi nào sao cứ chĩa kiếm vào ngực ta vậy. Mộng Hương nói, đừng có nghĩ nhận sư phụ ta làm mẹ nuôi thì muốn làm gì thì làm. Không được ta cho phép đừng mong đụng đến Bảo Nguyệt. Thì ra có chuyện như vậy. Hy Bình nhìn Bảo Nguyệt đứng phía sau Mộng Hương rồi nói, không được đụng Bảo Nguyệt vậy đụng nàng được chứ? Mộng Hương la lên, không được. Hy Bình cười nói, ta nhớ là ngực nàng rất mềm mại.
nàng có nhớ ta đã dựa vào chỗ nào không? Hắc, hắc, đó tuyệt đối không phải là giấc mơ. Ta nhớ là ngươi đã khóc, ngươi có nhớ không? Đó là câu trả lời của Mộng Hương. Thiên tài họ Hoàng vừa nghe được, đôi mắt liền mở to, vậy cái đó chắc chắn chỉ là giấc mơ thôi. Hắn nói, vậy ư? Sao ta không nhớ vậy? Phải rồi, Mộng Xú Thí, ta dựa vào ngực nàng lúc nào nhỉ? Dường như không có chuyện đó. Có lẽ chúng ta nhớ sai rồi, nhất định là nhớ sai rồi. Nếu để chuyện hắn gục đầu vào ngực nữ nhân khóc bị bại lộ, hắn chỉ còn cách giả vờ ngu ngơ giống như Hoa Lôi. Bằng không để người ta ngộ nhận vì hắn uống sữa không được rồi khóc thút thít như một hài tử thì thật là tệ. Hoàng Hy Bình hắn là thiên tài không phải là hài tử. Hai người bọn ngươi đừng cãi nhau nữa. Mộng Tình mỉm cười nhìn màn kịch náo loạn của hai người, sực nhớ ra liền can ngăn. Mộng Hương nổi giận nói, sư phụ, tại hắn tự mình thiếu thận trọng thôi. Nàng ta thu kiếm lại nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn Hy Bình, cứ như vẫn còn sợ tên sát lang lợi dụng cơ hội tóm lấy mình. Hắn nói, đừng lo, ta rất thận trọng mà. Mẹ ơi, người dẫn con đến đây không phải để đồ đệ của người chĩa kiếm vào ngực con như vậy chứ. Mộng Tình nói, Hương Hương, Bảo Bảo, từ nay về sau, nó sẽ là đại ca của các con. Đừng ăn hiếp nó nữa. Mộng Hương nói, là hắn ăn hiếp người ta. Chúng con đâu có ăn hiếp hắn. Bảo Nguyệt thì lại nói, sư phụ, con không muốn làm muội muội của hắn. Hy Bình vừa nghe thấy nhũ danh của hai nàng liền cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắc, Hương Hương và Bảo Bảo. Hắn kêu lên, Hương Hương, đến thơm một cái coi. Bảo Bảo, để lão công ôm cái nào. Ha ha. Chát. Ai, ai vậy, ai lại dám đánh vào mặt ta thế? Hắn ta nhận ra mình vừa bị Mộng Hương tát một cái mạnh đến nổi muốn méo cả mặt. Đang muốn xem cú tát đột ngột đó là ở đâu ra thì nhìn thấy ánh mắt hung dữ nảy lửa của Mộng Hương. Hắn ta tức giận chỉ vào mặt Mộng Hương nói, Mộng Xú Thí, đừng nghĩ là ta không dám đánh nàng. Tốt xấu gì bây giờ ta cũng là đại ca của nàng. Nàng phải hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại, sau này nàng phải nghe lời ta. Mộng Hương nói, ai nhận ngươi làm đại ca chứ? Bảo Nguyệt nói, ta không thừa nhận. Vô luận thế nào đi nữa, nàng ta chỉ muốn làm nương tử của hắn thôi. Bảo nàng ta làm muội muội của hắn thật sự là không thể. Hy Bình cũng hiểu điều đó, liền cười nói, thật ra muội muội cũng có thể làm nương tử được. Bảo Nguyệt, ta đã nói cái gì thì ta vẫn nhớ. Suốt đời này nàng là kiều thê của ta. Khuôn mặt Bảo Nguyệt đỏ hồng lên, mỉm cười một cách hạnh phúc. Mộng Tình biết Bảo Nguyệt trong lòng đã hoàn toàn thuộc về Hy Bình rồi nên cũng không nói gì. Nhưng Mộng Hương thì tức điên lên, nữ nhân này không chịu công nhận mối quan hệ giữa Hy Bình và Bảo Nguyệt. Nàng ta nói, Bảo Nguyệt, muội phải nhớ những gì muội nói chứ. Bảo Nguyệt cúi mặt xuống, nhỏ nhẹ đáp, tỉ tỉ, Bảo Nguyệt không có quên đâu. Mộng Hương quay mặt nhìn Hy Bình cười với vẻ chiến thắng, ý như muốn nói, nhìn xem. Thế nào? Thiên tài tức muốn hộc máu. Nói, Mộng Xú Thí, ra đây. Mộng Hương nói, không ra. Hắn cười nói, phụ nữ là thỏ đế mà. Mộng Hương nói, ta chỉ không so đo với loại người như ngươi. Lúc này, Bảo Nguyệt đã đỡ sư phụ ngồi xuống giường, đối mặt với đội oan gia này. Hy Bình đột nhiên nói, tháo mạng che mặt xuống. Mộng Hương giật mình hỏi, sao phải tháo mạng che mặt? Hy Bình nói, để người ta nhìn rõ mặt mũi cô. Chứ không phải cứ che kín rồi đánh giấm tùm lum. Mộng Hương nói, a, Hoàng Hy Bình, ngươi mới đánh giấm tùm lum. Tên hỗn đản nhà ngươi nói chuyện gớm ghiếc quá, còn hôi hơn nhà xí nữa. Ta không nói với ngươi nữa. Mộng Hương xoay người đến ngồi xuống bên cạnh sư phụ, hai mắt căm giận trừng trừng nhìn Hy Bình. Hy Bình cuối cùng cũng cảm nhận được khí thế chiến thắng, có điều chỉ còn mỗi mình hắn đứng trơ ra đó, chẳng ai thèm để ý tới. Hắc, hắc hắc. Hắn thầm ngượng trong lòng, ngoài miệng thì nói, mẹ ơi, mẹ vẫn chưa cho con biết mẹ đưa con đến đây là vì việc gì. Mộng Tình cười nói, không làm gì hết, chỉ để con biết mặt hai đứa muội muội. Thì ra vậy, con trước đã biết bọn họ rồi, bất quá. Hắn cố tình nhìn hai người rồi cười cười gian xảo nói, bọn họ không phải là muội muội của con. Bảo Nguyệt hoan hỉ lén liếc nhìn hắn một cái nhưng Mộng Hương nghe xong câu hắn nói liền trừng mắt giận dữ nhìn hắn khiến hắn vội vàng rút lui ra khỏi phòng. Ba người còn lại trong phòng khẽ bật cười. Mộng Tình chặt lưỡi, cái tên hài tử này thật là. Mộng Hương nói, sư phụ, người nhận hắn rồi,
sau này hắn sẽ có cớ mà ăn hiếp đệ tử. Mộng Tình cười nói, vậy à, nhưng sao sư phụ chỉ thấy con ăn hiếp hắn, con đánh hắn mà hắn có đánh trả đâu. Mộng Hương đỏ mặt, Bảo Nguyệt nói, tỷ tỷ, sao hắn không đánh trả tỷ. Cái đó sao ta biết được. Dù có biết thì Mộng Hương chắc cũng sẽ không nói, Mộng Tình và Bảo Nguyệt cũng hiểu rõ điều đó. Vì vậy nghe Mộng Hương đáp xong, Bảo Nguyệt chỉ khẽ bỉu môi, còn Mộng Tình thì cười mỉm. Trong lúc đó, Mộng Hương nhớ lại câu nói của hắn, cả đời cũng không đánh trả nàng. Đúng vậy, không cần biết cô ta có muốn hay không, tên hỗn đản đó đã hứa với nàng một câu như vậy. Cũng không biết liệu hắn ta có làm được hay không, ít nhất thì chính là vì nàng mà hắn đưa ra quyết định như thế. Đó là một lời hứa êm ái sau những giây phút bạo lực. Vào khoảnh khắc đó, nó gần như đánh gục phòng tuyến cuối cùng của nàng, xâm nhập vào cánh cửa tâm hồn nàng, làm trào dâng những đợt sóng cảm xúc trong trái tim cô tịch mênh mang của nàng. Sau khi Hy Bình ra khỏi phòng, Mộng Tình liền đi đến phòng Độc Cô Tuyết. Phòng của Độc Cô Tuyết cũng gần phòng của Mộng Tình, chỉ bước vài bước là tới, nhưng lại bị ngăn cách bởi một hoa viên nhỏ. Cổ phong tạ là nơi chuyên dành cho nữ khách lưu trú. Tuy nó chiếm diện tích khá nhỏ trong số rất nhiều phòng viện tại Đại Địa Minh này nhưng lại được bố trí khá tốt. Kiểu như ngay giữa cái viện bé bé này lại an bài một hoa viên nho nhỏ mà dù nói gì đi nữa cũng phải nhận là khá đẹp. Ngoài ra thực tế cũng có chút hữu dụng, chí ít cũng để nữ nhân vào lúc say ngủ vẫn ngửi được mùi hương hoa. Lúc này đang có một thiếu nữ mỹ lệ ngồi trên một tảng đá phẳng cạnh hoa viên. Cô ta có một khuôn mặt tròn chính xinh đẹp. Mái tóc ngắn ôm quấn lấy đôi má bầu bĩnh làm hiện lên vẻ thanh xuân nhưng hoạt bát của cô ta. Có điều vào lúc này cô ta không hề hoạt bát, một người có óc quan sát chỉ cần một cái nhìn cũng phát hiện điều này. Nếu một nữ nhân nào đó ngồi nhìn chăm chăm xuống đất, trầm tư khóc thương cho những cánh hoa tàn, ai nói cô ta là người hoạt bát ắt hẳn phải là một thằng khờ. Hy Bình không phải là thằng khờ đúng như thế, hắn còn tự cho mình là thiên tài, một ca thần thiên tài hoặc một quyền vương thiên tài. Hắn không cần phải khiêm tốn khi nhận mình như thế. Hắn bước vài bước đến gần thiếu nữ rồi dừng lại. Thiếu nữ ngẩng mặt nhìn hắn nhưng rồi lại cúi đầu cứ như không hề nhìn thấy hắn. Điều này làm Hy Bình vô cùng thất vọng. Thiên tài sao có thể bị người ta coi thường như thế chứ? Hắn hỏi, nàng tên là Timo phải không? Cô gái hơi giật mình, người này sao lại biết tên mình? Là Lãng Vô Tâm nói sao? Nàng ta lại ngẩng đầu lên đáp, phải, sao ngươi lại biết tên ta? Hy Bình ngồi xổm xuống đất nói, cô không phải là nữ nhân của Lãng Vô Tâm sao? Sao lại đến đây, cô khóc à, nước mắt đầm đìa cả rồi. Đến đây, để ta giúp cô lau. Hắn ta lấy tay áo lau nước mắt cho Timo. Timo cũng không cự tuyệt hắn. Thật ra, nàng nhớ rất rõ cái tên nam nhân lỗ mãng này. Lúc hắn cùng Lãng Vô Tâm đánh nhau, không những hắn đã ném hai chiếc hài vào ngay giữa ngực nàng mà còn nằm đè lên nàng ngay giữa đường cái quan. Sao nàng lại không nhớ hắn chứ? Cô ta khẽ khàng nói, có phải Timo vô dụng lắm không? Hy Bình Trương hửng nghĩ, thì ra nàng ta vì không hành thích được Lãng Vô Tâm nên đau lòng. Ai, cũng may là nàng ta không thành công, nếu nàng ta hữu dụng thì Hoàng Hy Bình này mất mạng rồi. Hắn vui vẻ nói, vô dụng cũng tốt, hắc hắc, vô dụng cũng tốt. Cô ta hất tay hắn ra, giận dữ nói, Hoàng Hy Bình, người nói gì thế? Hy Bình giật mình biết mình vì nhất thời hưng phấn mà nói sai liền sửa lại, không, đâu có gì đâu. Nhưng sao cô lại vô dụng chứ? Sự tình đã như thế chỉ còn biết cách chuyển đề tài mong là thành công. Timo căm hận nói, ta không thể giết hắn. Hy Bình biết nàng ta muốn giết Lãng Vô Tâm nhưng giả đò không biết hỏi, hắn là ai? Sao phải nói cho ngươi biết? Phải rồi, sao phải nói cho mình biết chứ? Không nói thì thôi, à, không nói thì không nói. Hoàng Hy Bình ta cũng không thèm. Hơn nữa, Hoàng Mỗ ta đây đã biết từ lâu rồi. Nàng mới là người có nhiều chuyện chưa biết. Nàng có biết ai đã ngủ với nàng đêm đầu tiên không? Không biết à, ai vậy, là ta đây, Hoàng Hy Bình. Timo thấy hắn tỏ vẻ dương dương tự đắc dù chẳng nói lời nào. Nàng không rõ vì sao hắn lại đắc ý như vậy. Nàng kể, Lãng Vô Tâm an bài ta và 5 người tỉ muội khác trú tại đây. Chúng ta hỏi hắn tại sao? Hắn bảo chúng ta đi hỏi ngươi. Ai ra, sao cái tên chết bầm Lãng Vô Tâm này đột nhiên lại ấn cả 6 nàng xử nữ này vào lòng hắn. Hỏi hắn à, Hoàng Hy Bình ta biết nói sao đây, thật là đau cái đầu mà. Hắn đứng lên muốn chuồn liền bị Timo nắm chéo áo kéo lại, nói, ngươi nhất định có vấn đề.
nếu không sao phải vội vàng bỏ đi như vậy? Không có, nhất định là không có. Ta chỉ không biết trả lời câu hỏi của nàng ra sao nên định đi hỏi Lãng Vô Tâm thôi. Sau này sẽ quay lại trả lời nàng. Trong lúc cấp bách Hy Bình nhanh trí ứng đối, đúng là thiên tài thì luôn có tuyệt chiêu mà. Ti Mô thả hắn ra nói, ta biết ngươi có thể trả lời. Lãng Vô Tâm bỏ ta lại đây. Rồi hắn và những nữ nhân khác của hắn đều bỏ đi, không hề gọi năm người kia đi theo. Tức là cũng không muốn họ nữa rồi. Để Ti Mô và năm người bọn họ lại đây mà Ti Mô và năm người bọn họ cùng mất đi trinh tiết trong cùng một đêm. Vấn đề có lẽ chính là ở đây, nhưng cuối cùng là vấn đề gì thì Ti Mô không hiểu. Ta biết là ngươi hiểu, nếu không Lãng Vô Tâm không bảo bọn ta như vậy, mối thù của tỷ tỷ thì không báo được rồi. Phụ thân cũng sẽ không vì tỷ tỷ mà xuất binh tiến đánh Tiên Duyên Cốc, còn ta thì căn bản không có khả năng giết nổi Lãng Vô Tâm. Ti Mô muốn trở về bộ lạc xà thần nhưng có lẽ còn chút mê luyến đối với Lãng Vô Tâm. Ti Mô không muốn giống tỷ tỷ, yêu con người như Lãng Vô Tâm. Ti Mô không muốn mắc lỗi lầm như tỷ tỷ. Nàng ta trông như đang nói chuyện với Hy Bình, nhưng theo như Hy Bình thấy thì nàng ta thật ra đang tự nói với mình. Theo hắn hiểu thì thiếu nữ xinh đẹp tên là Ti Mô này yêu Lãng Vô Tâm. Thật ra nàng đến với hắn là để báo thù nhưng rồi lại yêu hắn. Có chút giống với Thi Nhu Vân. Chỉ có điều Hy Bình hắn thì rất trân trọng Thi Nhu Vân, còn Lãng Vô Tâm thì không yêu Ti Mô. Hắn thở dài hỏi, năm người bọn họ đâu? Ti Mô đáp, họ đi gặp Vạn Diệu Thần Ni xin được xuống tóc. Hy Bình kinh hoàng, cái gì, họ muốn làm ni cô à? Họ đang ở đâu? Ti Mô chỉ về phía phòng của Vạn Diệu Thần Ni nói, đang ở trong phòng kia. Không biết Thần Ni đã chấp nhận chưa? Nàng không nghe thấy Hy Bình hồi đáp vì hắn đã tức tốc chạy đi. Ti Mô nhìn theo sau lưng hắn nói, gì vậy? Người ta muốn quy y có liên quan gì ngươi đâu? Xem ngươi vội vội vàng vàng cứ như vợ ngươi muốn đi làm ni cô vậy. Thật là không biết xấu hổ. Nói xong, Ti Mô lại tiếp tục trầm tư nhưng không còn khóc nữa. Sự xuất hiện của Hy Bình dường như làm gián đoạn nỗi đau thương của nàng. Nếu muốn khóc nữa phải chờ thêm một ít thời gian. Nàng khẽ thở dài. Hy Bình gõ cửa phòng Vạn Diệu. Diệu Duyên ra mở cửa, hỏi, người đến đây làm gì? Vào rồi nói, hắn tiến vào phòng, Độc Cô Tuyết cũng đang ở đó. Chỉ thấy nam nữ hài đang quỳ trước mặt Vạn Diệu, còn Vạn Diệu thì đang thuyết giáo về tấm lòng Bồ Tát. Nếu các ngươi thành tâm hướng Phật, ta sẽ thay mặt Bồ Tát giúp đỡ các ngươi, giúp các đoạn tuyệt hồng trần, tạo điều kiện cho các ngươi đến gần với Đức Phật. Cầu trời giúp đỡ những nữ nhân đau khổ này. A Di Đà Phật. Hy Bình nhìn thấy tay Vạn Diệu cầm dao chuẩn bị hạ xuống. Mẹ nó, thật là ác độc, miệng thì nói cái gì nhân từ Bồ Tát, tay lại cầm dao cắt đi những mái tóc tuyệt vời như vậy. Sao cái bà Ni Cô già này độc ác quá vậy? Không thể để bọn họ biến thành Ni Cô được. Nếu không trên đời này sẽ xuất hiện rất nhiều những ni cô độc ác. Ai? Hy Bình ôm trong lòng ý nghĩ cứu khổn thế gian, hét lớn, hạ đao lưu tình. Đang lúc Vạn Diệu thầm hoan hỉ vì có thêm người tự nguyện để bà ta xuống tóc thì không biết ở đâu đột ngột xuất hiện một trình giảo kim, răng nghiến ken két, mồm hét to cái gì đó hạ đao lưu tình. Đưa mắt nhìn thì hóa ra kẻ phá rối việc công đức của mình chính là Hoàng Hy Bình. Đột nhiên trong lòng thấy lo lắng. Dao trong tay thả rơi bừa xuống mái tóc đen thanh tú. Liền nghe thấy tiếng nữ hài hét lên, ui ra, đau quá. Thần Ni ơi, ta không làm Ni Cô nữa đâu. Thì ra làm Ni Cô lại bị đau như thế. Ôi, ôi, chảy máu rồi. Không sao, không sao đâu. Là ta nhất thời vô ý cắt nhầm vào da thôi. Vạn Diệu cất lời giải thích nhưng nữ hài tử kia đã che lấy đầu không cho bà ta tiếp tục cái việc ác đức đó nữa. Bà ta thay đổi mục tiêu, lại đưa dao lên. Nhưng còn đang lơ lửng giữa không trung thì bị Hy Bình cản trở. Tay Vạn Diệu bị Hy Bình nắm chặt, khuôn mặt lão ni này giống như khuôn mặt của tiểu ni cô Diệu Duyên đồ đệ bà ta đều đỏ hồng lên. A ha, hay thật. Hy Bình nói, cái bà ni cô già này, ta không phải đã bảo, hạ đao lưu tình, sao? Vì sao cứ cố cắt tóc nữ nhân của ta? Vạn Diệu nói sẵn, Hoàng Hy Bình, bỏ cái tay thối của ngươi ra. Bổn thần ni thu nhận đệ tử thì có liên quan gì đến ngươi? Hơn nữa, họ là nữ nhân của Lãng Vô Tâm, chuyển qua cho ngươi từ lúc nào vậy? Mấy nữ nhân trong phòng nhìn hai người giằng co, không hiểu tại sao Hy Bình lại bảo nam nữ nhân này là người của hắn. Nữ hài tử vừa bị dao cắt tiến đến hỏi, Hoàng Hy Bình, ngươi nói, chúng ta là phụ nữ của ngươi sao? Hy Bình cười nói, ta nghĩ đúng như vậy.
nữ hài tử liền tặng cho hắn một bạt tay khiến hắn không cười nổi nữa. Bọn ta đã khổ sở như vậy mà ngươi còn buông lời chọc ghẹo sao? Ta Y Mẫn sống là người của Lãng công tử, chết là ma của Lãng công tử. Làm ni cô thì cũng là ni cô của Lãng công tử. Nữ hài này sau khi tát Hy Bình một cái liền nói thao thao bất tuyệt. Hy Bình khi không nhận một bạt tay còn đau hơn lần bị Mộng Hương tát. Hắn liền bỏ tay Vạn Diệu ra, đang muốn nổi xung lên thì thấy nàng kia đã bật khóc, cơn giận của hắn tức thì dịu xuống. Hắn quay mặt đối diện Vạn Diệu nói, thần ni, làm đi. Để cho họ trở thành ni cô của Lãng vô tâm đi. Lão tử ta bị một tát này thật không còn tâm tình làm đấng cứu thế nữa. Ai, làm đấng cứu thế thật là khó nha. Không trách được rất nhiều người đều muốn làm kẻ hủy diệt. Cũng không phải là lạ. Vạn Diệu nói, Gia Linh, Vũ Sa, Hồng Yên, Phó Nhan. Các ngươi đều muốn làm ni cô của Lãng vô tâm ư. Cả bốn cô gái đang quỳ dưới đất đều gật đầu. Vạn Diệu thở dài một cái rồi đưa dao cho Diệu Duyên, nói, lạy Bồ Tát. Xin tha lỗi cho con nhất thời sơ suất, chút nữa lại khiến Đức Phật phải xấu hổ rồi. Nói xong, bà ta vô ý liếc nhìn Độc Cô Tuyết. Xem ra người làm xấu mặt Bồ Tát lần trước chắc là Độc Cô Tuyết rồi. Bà ta nói tiếp, các ngươi không có duyên với Bồ Tát. Bồ Tát không thích nam nhân mà các ngươi trong lòng đều hướng về nam nhân. Bổn thần ni không giúp được các ngươi đâu. Đứng lên đi. Hy Bình nghe xong giật mình nghĩ, cách lý giải của thần ni này về Bồ Tát sao mà cao siêu thế, lại có điểm giống với cách giải thích của tiểu ni cô Diệu Duyên. Thảo nào hễ cứ nhắc đến cha hắn thì mặt bà ta đều đỏ hồng lên. Ai, thần ni đúng là thần ni. Bốn nữ nhân đều đứng lên. Vạn Diệu lại nói, ta có thể giới thiệu cho các ngươi một nơi tốt để đến. Các ngươi đến chỗ Mộng Hương của Minh Nguyệt Phong đi. Minh Nguyệt Phong chuyên thu nữ đồ đệ nhưng không phải cửa thiền. Bọn họ sẽ chào đón các ngươi. Y Mẫn nói, tạ ơn thần ni. Vạn Diệu đáp, không cần phải tạ ơn. Các ngươi có thể đi được rồi. Ta còn phải thắp hương tạ tội với Bồ Tát. Y Mẫn dẫn bốn cô gái cùng đi ra. Hy Bình nhìn Độc Cô Tuyết chỉ thấy nàng ta nháy nháy mắt ý muốn hắn mau rời đi. Hắn lại nhìn sang Diệu Duyên cười mỉm một cái làm Diệu Duyên đỏ cả mặt. Xong rồi hắn mới đi ra. Hy Bình thấy cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhất trong số nam nữ nhân đang đứng đợi hắn ngoài cửa. Hắn hỏi, nàng không đi tìm Mộng Hương sao? Nàng ta cúi đầu nói, mũi của ta linh lắm. Hả, hắn ngớ người ra không hiểu. Lúc nãy ta đi ngang qua bên cạnh chàng liền ngửi thấy một mùi rất quen thuộc. Nhưng ta biết chính xác ta chưa bao giờ đến gần chàng, sao lại có thể có mùi của chàng trong ký ức được? Cô gái thắc mắc. Hy Bình cười nói, vậy có lẽ nàng nhầm rồi. Nàng tên là gì vậy? Nữ hài tử ngẩng đầu lên đáp, ta tên Vũ Sa. Hy Bình nói, tên cô thật là dễ thương, cũng dễ thương như nàng vậy. Vũ Sa nói, cảm ơn, chàng thật sự cũng là một nam nhân rất đẹp trai. Cũng đẹp như Lãng công tử vậy. Lúc nãy chàng nói bọn ta là nữ nhân của chàng, có thật không? Tay Hy Bình vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh, thanh tú của nàng ta. Nàng ta không hề kháng cự. Hy Bình nói, nếu nàng muốn thì là thật. Gương mặt nàng ta thoáng nhẹ một nụ cười. Tuy chỉ thoáng qua nhưng có thể nhận thấy nàng ta thật sự hân hoan. Nàng ta nói, ta nguyên rất thích Lãng công tử nhưng hắn ta không muốn bọn ta. Không biết tại sao hắn chỉ chung đụng với bọn ta một lần rồi ruồng bỏ bọn ta ngay. Điều khiến Vũ Sa không minh bạch là vào cái đêm duy nhất đó hắn không cho bọn ta thắp đèn. Lúc trước hắn thích thắp đèn. Còn nữa. Hôm đó mùi trên người hắn ta khác lúc trước. Dù sao đi nữa, mùi của một người thì không thể thay đổi được. Vũ Sa nhớ rõ đêm hôm đó là cái mùi mồ hôi nồng nồng hòa lẫn với một mùi hương không thể xóa bỏ được. Một mùi hương khiến nữ nhân yêu thích, Vũ Sa chưa từng nhận thấy mùi này trên người của Lãng công tử. Chỉ vừa lúc nãy, đi ngang bên cạnh chàng, ta ngửi thấy nhưng không nhiều lắm, cái mùi mồ hôi nồng nồng cùng với mùi hương của thân thể nữ nhân. Có thể rất ít người ngửi được mùi hương trên người chàng nhưng Vũ Sa có thể ngửi thấy, và vẫn ghi nhớ trong lòng. Chàng có hiểu ta muốn nói gì không? Hy Bình nghe xong mồ hôi thấm ướt cả lưng. Hắn biết cái mùi hương mà Vũ Sa ngửi được là hương từ tuyền nhũ. Vì hắn đã từng ngâm mình trong tuyền nhũ và cũng ngửi thấy mùi hương nồng nàn đó. Nhưng hắn không ngờ là hắn không những hấp thu tuyền nhũ mà còn hấp thu luôn cả cái mùi hương này. Vũ Sa mỉm cười nhìn hắn nói, có rất là ít người ngửi được mùi đó. Chỉ có Vũ Sa có thể ngửi thấy, lúc này chàng cũng có cái mùi mồ hôi đó.
thật sự thì Vũ Sa cũng thích cái mùi vị nam nhân trên người chàng. Vũ Sa đi đây, có lẽ Vũ Sa sẽ tâm sự với họ một chút, họ đều là tỉ muội tốt của Vũ Sa. Cô ta xoay người đi về hướng phòng của Mộng Tình, trong phòng đó có nhiều thứ sẽ làm tim Hy Bình đập mạnh. Hắn nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô gái, trong lòng nghĩ, Lãng Vô Tâm, sao ngươi lại nhận một cô bé mẫn cảm như vậy chứ? Ti Mô cũng về phòng rồi, không biết phòng cô ta là phòng nào. Cái viện cổ phong tạ to lớn thế giờ chỉ còn mỗi cái bóng to lớn của Hy Bình. Hắn thở dài một cái rồi bắt đầu sải những bước dài ra khỏi tòa viện đó. Phảng phất tiếng tiêu mềm mại ôn hòa triền miên như muốn nói lên biết bao tình cảm sâu sắc đong đầy. Hy Bình nhận ra tiếng tiêu ưu oán vô bì này chính là một loại tiêu thổi bằng miệng của nam nhân khẩu tiêu. Khi hắn trở lại phong nhân viện, hắn bỗng nghe thấy âm thanh của loại tiêu này. Hắn biết rằng chính là tiểu ách ba của hắn đang thổi tiêu. Hy Bình xuất hiện trước cửa phòng, tiếng tiêu lập tức ngừng lại. Chúng nữ dương mắt nhìn hắn. Dã Mân côi oán trách, Hy Bình, chàng nghe được tiếng tiêu của Nhu Vân, sao không biết mà đứng ngoài một lúc chứ? Chàng đã đến rồi, chúng ta và tiểu Nhu Vân làm sao có cảm xúc thổi tiêu nữa đây? Đúng là không thấy ta ca hát là các nàng đã nhớ liền. Hy Bình nói rồi đi tới trước mặt Nhu Vân. Lúc này nàng ta đang yêu nhã ngồi trên ghế, hai tay nâng niu món quà sinh nhật của đại ca mình, hai mắt long lanh vội ngước lên nhìn Hy Bình đang đi đến gần. Hy Bình hỏi, vì sao không thổi nữa? Thì Nhu Vân không đáp, chỉ ôm tiêu đứng lên như chuẩn bị đi ra ngoài. Khi nàng ta lướt qua bên cạnh Hy Bình ôm lấy nàng vào lòng, nói tiểu ách ba, nàng phải đi à? Thì Nhu Vân hơi giãy giụa, nhỏ giọng nói, ngươi hãy để ta trở về. Ta đã đợi ngươi trở về rồi. Hy Bình ngừng cười nói, nàng đáp ứng chờ ta trở lại, sao ta vừa quay về nàng lại muốn đi? Thi Nhu Vân gật gật đầu. Hy Bình nói, không đi có được không? Cũng không thấy hồi đáp, Thi Nhu Vân vẫn như đang tưởng nhớ, xem ra lời nói của nàng còn quý hơn vàng. Hy Bình nhìn chúng nữ trong phòng, chợt nói, ta muốn mang Nhu Vân đến Long Thành đi vòng vòng, tới bữa cơm chiều sẽ về. Các nàng đồng ý chứ? Độc Cô Thi kỳ thật đã ngủ say. Dã Mân Côi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lãnh Tinh Oánh không hiểu lắm nói, tiểu Nhu Vân là nữ nhân của ngươi. Ngươi mang nàng ta đi đâu sao lại phải trải qua sự đồng ý của bọn chúng. Thi Nhu Vân vùi má vào trong ngực Hy Bình, giẫm nhẹ chân lên mặt đất, nói, A-di, người ta không phải. Đỗ Quyên hỏi, ca, người hôm nay vội vàng theo công tử chúng ta ra ngoài là có chuyện gì vậy? Trong mắt Hy Bình hiện lên một tia sầu muộn nhưng sau đó lại cười nói, không có gì, hắn muốn tìm ta đánh nhau, sao lại không đánh nữa? Hắn có bảo ta cùng hắn đi thanh lâu, ta biết tiểu ách ba chờ ta ở đây cho nên sớm đã trở lại. Đỗ Quyên, hãy chờ ta đem Thủy Tiên trở về, các người hai tỷ muội lại có thể ở cùng một chỗ. Đỗ Quyên cả kinh hỏi, ca, Thủy Tiên tỷ tỷ có đồng ý không? Hy Bình nói, ta chỉ muốn hỏi lại nàng một câu. Thủy Tiên có phải là không muốn giống như nàng? Không, Thủy Tiên tỷ tỷ cũng giống như Quyên Nhi, yêu ca ca. Tốt rồi, Hy Bình cười rồi quay sang Vưu Túy nói, Túy tỷ, sao nàng không nói vậy? Vưu Túy nói, chỉ cần Nhu Vân không phản đối, ngươi làm cái gì với Nhu Vân cũng không sao cả. Thì Nhu Vân trong lòng Hy Bình đột nhiên kêu lên, ta không đi với ngươi ra ngoài, ta phải trở lại phòng. Ngươi buông ta ra. Sao lại không được? Hôm nay ta vì nàng đã chịu một chưởng của Từ lão đầu. Ngực bây giờ thực sự cũng còn chút đau đớn. Nàng lại không thể an ủi ta một chút sao? Hắn bắt đầu giở trò vô lại, ôm lấy Thi Nhu Vân bước ra ngoài. Thi Nhu Vân giãy giụa kêu, đại tẩu, cứu, cứu Nhu Vân. Hắn chính là cửu nhân của Nhu Vân không muốn đi theo hắn ra ngoài. Hy Bình cười nói, bọn họ có ít người, làm sao có thể cứu được nàng chứ? A, tiểu ách ba. Không phải ta đã nói rất nhiều lần, đại ca nàng không phải ta sát hại sao? Nàng luôn cố chấp như vậy. Chúng ta ra ngoài mua lấy một thanh chủy thủ, cho nàng đâm vào gã cửu nhân này mà phát tiết. Thi Nhu Vân thành thật kêu lên, ta không có tiền. Lúc này, hai người đã đi cách gian phòng rất xa. Thi Bình rõ ràng đem Thi Nhu Vân ôm ngang người, cúi đầu xuống mặt nàng, cười nói ta cho nàng vay, bất quá nàng phải nhớ trả lại. Khi Hy Bình đi qua đại sảnh, vừa lúc mọi người có mặt, hắn liền chiêu hô. Vừa nhìn thấy Triệu Tử Hào bên người có ôm một mỹ lệ thiếu phụ, hai mắt chừng nhìn hắn. Trong lòng hắn cả kinh, Hoa Tiểu Thiến.
hắn vội vã cúi đầu hôn miết lấy cái miệng nhỏ nhắn của Thi Nhu Vân, cứ như vậy mà đi qua đại sảnh, chạy vội ra ngoài phong nhân viện. Ra tới đường cái, Hy Bình vẫn ôm Thi Nhu Vân, đối với ngàn vạn con mắt đang nhìn, hắn dường như không thấy, chỉ cười với Thi Nhu Vân. Tiểu ách ba, nàng nói xem, tại sao mọi người trên đường lại cứ nhìn chúng ta? Có phải trên đầu ta có một đóa hoa không vậy? Có lẽ chỉ có Hy Bình mới có thể nói ra loại lời nói này, thật đúng là thiên tài thuyết pháp. Thi Nhu Vân nghĩ, cái mặt của người này thật là dày không lời nào nói hết. Người vô sỉ nhất có lẽ cũng không thể hỏi loại câu hỏi ngu ngốc này. Không ngờ hắn ta lại hỏi, mà biểu hiện cũng rất nghiêm trang. Nàng nghĩ gần như muốn nổ tung cái đầu và dĩ nhiên khuôn mặt trở nên đỏ hồng lên. Nàng không nhận thấy được khuôn mặt đó của mình, chỉ thấy rõ nụ cười của tên ngốc tử Hoàng Hy Bình. Nhưng nam nhân này không ngờ lại ôm ngang hông nàng ngay trên đường cái rồi hôn tới tấp vào mặt nàng, miệng nàng, mắt nàng, làm cho biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào với vẻ kỳ quái. Và cũng những cặp mắt này làm nàng cảm thấy thế gian này thật vô cùng đen tối, muốn đào cái lỗ để chui xuống mà tránh những ánh mắt đó. Hơn nữa để không ai có thể thấy nàng ta bị đại cừu nhân của mình làm những hành động như thế này. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày nàng sẽ như vậy, cam tâm cho Hy Bình ôm nàng đi trên đường cái. Tên nam nhân này đến nhà nàng bức tử đại ca nàng, nàng vốn hận hắn đến tận xương tủy. Bây giờ vẫn còn hận rất nhiều, nhưng từ hận này tựa hồ có rất nhiều nguyên tố sâu xa tạo nên. Trong suy nghĩ thuần khiết của nàng có điều này lẽ không thể lý giải được, cứ vương vấn mãi trong tâm linh nàng. Không phải là hận, trong lòng nàng hiểu rõ. Nàng đối với nam nhân này ngoài cừu hận còn có tình cảm sâu nặng. Chỉ là, nàng có nên có thứ tình cảm này không? Nếu đại ca biết được có tha lỗi cho nàng không? Không hiểu đại ca suy nghĩ gì, vì sao lại gửi gắm muội muội mình cho địch nhân? Giờ đây đại ca đã chết nhưng tên địch nhân của đại ca, hắn vẫn sống tốt. Thi Nhu Vân nàng cũng vẫn tốt, và tên địch nhân này cũng trở thành địch nhân của riêng nàng. Nhưng, bây giờ biết làm gì đây? Nàng có nên để yên cho tên cừu nhân này ôm nàng đi trên đường cái không? Có lẽ nàng không có khả năng báo thù nhưng cũng không nên để cừu nhân ôm như vậy được. Nhưng mà, làm cách nào nàng kháng cự đây? Khí lực của nàng vốn rất yếu ớt mà. Huống hồ, hôm nay cừu nhân này đã cứu nàng ngay lúc ngân quang chói lòa của trưởng pháp của Từ Phiêu Nhiên lao về hướng nàng, nàng đã nghĩ đến việc đi tìm đại ca và phụ mẫu. Đúng vậy, nàng đã nhắm cặp mắt để chờ cái chết đến. Nhưng cái chết lại không đến, mà đến không ngờ lại chính là đại cừu nhân của nàng. Hơn nữa vì nàng mà chịu một chưởng chí mạng, một chưởng này chẳng những đánh trúng vào ngực Hy Bình, đánh nát quần áo nơi ngực hắn, khiến hắn miệng phun ra máu, mà còn kích trúng trái tim của nàng. Nó đánh bại cừu hận trong trái tim nàng, biến cừu hận trong lòng nàng từ máu biến thành nước mắt. Tại thời điểm đó, nàng muốn như đại ca, một kiếm kết liễu cuộc đời. Nhưng tay nàng lại không nghe lời. Lại tự động lau máu hồng cho hắn. Đúng vậy, nàng vẫn nói, và vẫn thường nghĩ cách để hạ sát nam nhân này. Có điều, khi nam nhân này bị đả thương bởi người khác, tại sao nàng lại cảm thấy thương tâm? Nên tìm một lý do, nếu không đại ca sẽ trách mắng nàng giống như thế này, nếu tên phôi đản này bị kẻ khác đánh chết, làm sao nàng báo thù được? Vì thế nàng không muốn hắn bị giết bởi kẻ khác, thậm chí là bị đả thương. Đúng là như thế đó. Thi Nhu Vân nghĩ như thế, trong tâm hồn thuần khiết của nàng, đột nhiên phát hiện ra cừu hận thực sự to lớn. Chỉ là thời gian đã làm mai một đi một chút nhưng lại có một sắc thái khác. Trong tâm linh thiếu nữ, cừu hận tồn tại rất lâu, như một chủng loại tình cảm vậy. Vì sao không trả lời câu hỏi của ta vậy? Sao lại nhìn ta ngây ngốc như thế? Thi Bình thấy vẻ mặt trầm tư của nàng, nhu oán như hờn, thật là kỳ quái. Thi Nhu Vân bị Hy Bình làm đứt đoạn suy tư. Liền nhỏ giọng nói, ngươi thả ta xuống có được không? Hy Bình nói, vì sao chứ? Ta ôm nàng không phải tốt lắm sao? Nàng xem, nàng cần đi đâu, ta liền ôm nàng đến đó. Nàng cũng không cần phải vất vả, nàng tự đi thì mệt chết đi được. Nhưng trên đường này, có rất nhiều người nhìn. Hy Bình nói, việc ta làm, muốn nhìn thì cứ nhìn, đối với ta không quan hệ. Ngươi, Thi Nhu Vân muốn phát tác nhưng chẳng biết phát tác thế nào mới đúng. Hy Bình thấy nàng thật sự có chút sắc giận, đành để nàng đứng xuống, cười nói, ta làm sao vậy? Không phải ta đã thả nàng xuống rồi sao? Này, tiểu ách ba, bên kia có bán đao, ta đi mua cho nàng một thanh. Dứt lời, hắn liền đi tới nơi bán đao.
Thi Nhu Vân muốn gọi hắn lại nhưng há mồm chẳng nói được gì, đành nhìn hắn đi đến tiệm đao trước mặt, ngồi xổm xuống chọn đao. Này, vị tiểu muội muội, vì sao lại không đi với tình nhân của ngươi đi, một mình đứng ngây ngốc trên đường cái làm gì? Từ sau lưng Thi Nhu Vân vang lên một thanh âm, phảng phất có phần quen thuộc. Trong lòng nàng giật mình, quay đầu lại liền thấy một vị nữ lang trẻ tuổi, khoảng chừng 24-25 tuổi. Nàng trông nữ lang này cảm thấy rất quen thuộc, có điều thật ra nàng đối với người nữ nhân này không hề quen biết. Nàng nhìn nữ nhân này thấy cao hơn mình một cái đầu, mơ hồ hỏi, tỷ tỷ, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Nữ lang cười, nói trước kia chưa từng thấy qua, nhưng giờ thì gặp rồi. Thi Nhu Vân ngước mắt nhìn vẻ đẹp diễm lệ của nữ lang, trên đó lộ rõ vẻ cương cường nhưng cũng thật sáng sủa. Nàng nói, nhưng ta cứ nghĩ rằng tỷ tỷ trông rất quen. Tỷ tỷ, người trông rất giống, rất giống. Nữ lang cả kinh, ngắt lời, nói ừm, xem ra chúng ta là người có duyên, không bằng ta nhận muội làm muội muội. Tiểu muội muội, muội tên là gì? Thi Nhu Vân nói, tỷ tỷ, muội tên là Thi Nhu Vân. Oa, tên muội đẹp lắm, người và tên đều đáng yêu như nhau. Thi Vân Nhu cười ngọt ngào, nói, nhưng tỷ tỷ vẫn chưa cho Nhu Vân biết tên người. Nữ nhân hơi trầm tư, nói ta tên là Vân Tuyết. Sau này cứ gọi ta là Vân Tuyết tỷ tỷ là được. Mà tại sao muội lại không đi theo hắn? Vân Tuyết đưa tay chỉ vào lưng Hy Bình hỏi, hắn không phải là tình nhân của muội muội sao? Không phải, Thi Nhu Vân vội vàng phủ nhận, hắn ta chính là cửu nhân của muội. Nữ lang không cảm thấy kinh ngạc, còn cười hỏi lại, oa. Phải vậy không, vậy tại sao muội lại còn để cho hắn ôm đi trên đường vậy? Thi Vân Nhu không biết trả lời ra sao, hai má bỗng hồng lên không biết xử lý với tình huống này thế nào, chỉ biết cúi đầu không nói gì. Nữ lang nhấc tay vuốt ve mái tóc nàng, thở dài nói, Nhu Vân, tại sao hắn ta muốn mua đao cho muội? Thi Nhu Vân đáp, trước kia Nhu Vân đã nhiều lần đâm hắn nhưng lần nào cũng không được, còn bị hắn đoạt mất đao. Muội sau này cũng có lần đã đâm được vào ngực hắn. Hắn giữ chặt chủy thủ rốt cuộc không trả cho Nhu Vân nữa. Hắn nói sẽ mua con dao khác cho Nhu Vân dùng. Hắn tưởng rằng lý tưởng sống của Nhu Vân là báo thù. Vừa nói, nước mắt nàng vừa tuôn trào. Hắn làm sao biết, quả thật Nhu Vân không thể hạ đao giết hắn được. Nhưng hắn cũng đã giết ca ca thân yêu nhất của muội mà. Vân Tuyết lấy ra một chiếc khăn tay, lau nước mắt cho nàng, an ủi, Nhu Vân, đừng khóc nữa. Sau này hãy tự chăm nom mình cho tốt, nhớ rằng đừng có rời khỏi hắn, hắn tên là Hoàng Hy Bình phải không? Tỷ tỷ biết hắn là một nam nhân mạnh mẽ, có thể thay thế ca của muội bảo vệ muội. Hắn đến rồi, tỷ tỷ đi đây. Vân Tuyết mạnh bước rời đi, Thi Nhu Vân nhìn theo bóng lưng nàng, đột nhiên nói, tỷ tỷ. Tỷ định đi đâu vậy? Đại Địa Minh, có thời gian rảnh muội hãy tới, cùng tỷ tỷ nói chuyện giải sầu. Thi Nhu Vân không trả lời. Hy Bình vừa quay trở lại bên cạnh nàng, nói, Nhu Vân, nữ nhân đó nàng đã quen từ trước rồi ư? Không quen. Hy Bình nói, không quen, tại sao nàng lại cùng cô ta nói chuyện? Thi Vân Nhu bĩu môi nói, sao ta lại không thể nói chuyện với cô ấy? 68. Hy Bình đưa mắt nhìn sang nàng nói, tiểu ách ba, nàng không phải nói nữa. Nàng nói chuyện như có mùi người chết, nàng chứng tỏ mình đúng là người câm nhưng cũng rất là khả ái. À, đây là đao của nàng, ta đã lựa chọn thứ tốt nhất, nàng cầm thử xem có tốt hơn thanh đao trước của nàng không. Thi Nhu Vân không nói gì cũng không cầm lấy chủy thủ trên tay Hy Bình mà quay người bỏ đi. Hình dáng tựa hồ đang tức giận lắm. Hy Bình nói, này, tiểu ách ba. Sao nàng có thể như thế chứ? Trên đường cái người đi qua lại, người khác thấy không hiểu còn tưởng rằng Hoàng Hy Bình ta quát mắng nữ nhân. Làm đệ tử độc truyền của một đại tình thánh, sao có thể để nữ nhân giận dỗi trên đường cái chứ? Vì vậy hắn lập tức di chuyển tới ôm lấy người của Thi Nhu Vân, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dỗi của nàng mà muốn hôn. Thi Nhu Vân dùng tay chặn mồm hắn lại, kháng nghị không cho. Hoàng Hy Bình. Nữ nhân trong lòng ngươi thật đáng yêu nhưng ta mong ngươi kiềm chế, đừng làm loạn trên đường cái. Ngươi chẳng lẽ lại không thể cho nam nhân chúng ta duy trì một chút phong độ cơ bản sao? Hy Bình quay mặt lại nhìn, thì ra là Lãng Vô Tâm nói lời nhảm nhí này. Lãng Vô Tâm, ngươi lại có chuyện gì thế? Lãng Vô Tâm nói, không có chuyện gì, chỉ là trên đường đi gặp ngươi không biết xấu hổ, cho nên xuất ngôn nhắc nhở một chút. Ai, cô nương, trước giờ chưa hề nhìn thấy nàng.
nàng thật đáng yêu, có thể cho ta biết phương danh không? Thi Nhu Vân đỏ mặt, liếc nhìn Lãng Vô Tâm một hồi lâu, đột nhiên rúc sâu vào trong ngực Hi Bình. Dường như đối với việc ân cần thăm hỏi của Mỹ Nam Tử cực kỳ phong độ, Lãng Vô Tâm này khó có thể thích ứng. Lãng Vô Tâm tiến lại nói, Hoàng Hi Bình, muốn ta nói cho ngươi một thiên đại bí mật hay không? Hi Bình bất đắc dĩ nói, nói đi, tên Lãng Vô Tâm này giống như là có bệnh, mỗi lần cùng hắn nói chuyện, không thoát khỏi hai chữ bí mật, khiến hắn khóc cười cũng không được. Lãng Vô Tâm cười nói, là mỹ nữ của ngươi đã đến Long Thành. À, không cần phản ứng lớn như vậy, Lãng Vô Tâm nói tiếp, vẫn còn một đại bí mật, muốn nghe tiếp hay không? Hi Bình quát, Lãng Vô Tâm, ngươi không nhất thiết cứ phải, bí mật, bí mật. Ngươi không cảm thấy phiền nhưng lão tử ta cảm thấy phiền. Ngươi phiền à, vậy ta đi đây, hắn quả nhiên xoay người rời đi vừa nói, ta vừa rồi nhìn thấy là mỹ nữ. Bên người nàng có một thanh niên công tử anh Tuấn, ta phỏng chừng thanh niên kia chính là nhân tình mới của la mỹ nữ. Hoàng Hi Bình, ngươi lại bị một nữ nhân đá đít. Ha ha, xem Lãng Vô Tâm ta, chỉ có ta đá nữ nhân, chưa từng bị nữ nhân đá như thế nào. Nói xong, hắn đã đi xa rồi, lưu lại Hi Bình ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, không nói nổi một lời. Hắn đã đi rồi, ngươi còn muốn nhìn bao lâu nữa? Thi Nhu Vân cũng không nhịn được hỏi. Hi Bình quay đầu cúi xuống nhìn Thi Nhu Vân, đem chủy thủ dao vào trong tay nàng, sau đó chỉ vào chính ngực mình nói, nàng hướng vào đây đâm tới một chút, xem ta có đau hay không. Nguyên chân như thế, thủy khiết thu như thế, là mỹ mỹ như thế, cũng không biết từ nay về sau còn ai nữa đây. Nhìn xem, tiểu ách ba, nàng có thể giống bọn họ không? Thi Nhu Vân không rõ nói, giống cái gì? Hi Bình nói, là đi tìm một nam nhân khác, nàng có thể hay không, a? À. Thi Nhu Vân nói, ta không biết, nhưng ngươi là cửu nhân của ta sẽ không giống như các nàng đó đối tốt với ngươi. Ta không cần làm thê tử của ngươi, bởi vì ta đã quyết. Điểm này ta đã rõ ràng, ta tịnh không giống bọn họ làm những việc mà mình không hiểu. Hi Bình nói, nếu nàng vĩnh viễn không báo được thù, nàng sẽ vĩnh viễn phải ở bên ta tính kế báo thù sao? Trừ phi ca ca ta sống lại, ta sẽ không rời đi. Nhưng ca ta sẽ không thể sống lại. Hi Bình cười nói, ta nghĩ nàng làm vậy không chỉ vì báo thù. Tiểu ách ba, đi, chúng ta trở lại đại địa minh. Thi Nhu Vân nói, người đi tìm Thủy Tiên, ta theo làm gì? Nàng không cần làm gì cả, cứ đứng bên cạnh nhìn là được. Lưỡng nhân tiến nhập đại địa minh, Hi Bình trực tiếp đi đến khuê phòng của Thủy Khiết Thu. Nhưng không tìm thấy Thủy Khiết Thu và Thủy Tiên trong phòng. Hắn kéo một tên gia nhân lại hỏi. Tên gia nhân đại khái nói rằng đang ở chỗ thiếu gia. Hi Bình liền kéo Thi Nhu Vân tiến thẳng đến biệt viện của Lạc Thiên. Đó quả là một lạc viện rất lớn. Lạc viện này rất rộng rãi sáng sủa, đáng ngạc nhiên là còn có một luyện võ trường không nhỏ. Trên giá đựng vũ khí trong võ trường có đầy đủ các loại vũ khí. Nhiều loại vũ khí trong số đó Hi Bình còn chưa tên gọi là gì. Hắn cảm thấy những vật này hơi quá dư thừa. Biệt viện này có một tên gọi rất uy phong, gọi là Thiên Chi Vũ, như muốn nhắc nhở mọi người rằng, chủ nhân ở đây là võ đấu chi thần từ trên trời hạ phàm. Y muốn nói Lạc Thiên là thiên hạ đệ nhất thiên tài đấu võ. Điều này khiến cho thiên tài đấu võ đến từ Hoàn Sơn thôn cảm thấy thật không sảng khoái. Hắn đến trước cửa Thiên Chi Vũ, ngẩng đầu nhìn lên thấy trước mặt là ba chữ lớn như rồng bay phượng múa, liền quay đầu chạy nhanh trở ra. Để lại Thi Nhu Vân đứng tại đương trường không hiểu chuyện gì cả. Vừa đúng lúc đó vợ chồng Thủy Thiên Trường từ trong phòng Lạc Thiên bước ra nhìn thấy nàng. Lạc gia sắc diện biến đổi, chạy nhanh tới, đến trước mặt nàng, hỏi tiểu cô nương, xin hỏi danh tự của cô nương là gì? Thi Nhu Vân nhìn vào người đàn bà Mỹ lệ này, trả lời, a di, người ta là Thi Nhu Vân. Lạc gia nói, nàng họ Thi à, Diệp Xuyên Thuần có phải là mẹ ngươi không? Thi Nhu Vân không dám tin nhìn thẳng vào Lạc gia, gật đầu đáp, đúng vậy, mẹ ta gọi là Diệp Xuyên Thuần. A di, sao người lại biết, ta chưa từng gặp qua người. Lạc gia mỉm cười nói, ta và mẹ ngươi quen biết từ lâu. Ta từ lúc 12 tuổi đã biết mẹ ngươi lúc đó thật là một đại mỹ nhân, ngươi cũng trông thật giống mẹ ngươi bao nhiêu tuổi rồi. Thi Nhu Vân đáp, 17. Lạc gia nói, lúc ta mới biết mẹ ngươi lớn hơn ta 2 tuổi. Ngươi cũng lớn hơn Khiết Thu của ta 2 tuổi. Nhu Vân, ngươi đến đây một mình à?
Thi Nhu Vân trả lời, còn đến đây cùng đại cửu nhân, hắn ta đã đi ra rồi. Phu thê Thủy Thiên Trương giật mình, sao tiểu nữ này lại theo cửu nhân vậy? Chính lúc đôi phu phụ này cảm thấy kỳ quái, thình lình phát sinh một chuyện còn kỳ quái hơn. Chỉ thấy Hy Bình chẳng biết kiếm đâu ra một cái thang, một tay xách thang, một tay cầm một cái túi nhỏ, chạy đến trước cửa, hét lên, tránh đường, ta phải bắt đầu. Ba người liền tránh sang một bên, hắn lập tức đặt thang tựa vào cửa, rồi lấy từ trong túi ra hai món đồ, một cây bút lông thật to và một bình mực đen lớn.